Lý Thiên Mệnh không tới bên kia đi, nhưng là từ trống trận bên trong đại khái có thể nhìn đến, bên kia xuất hiện một tòa lớn như vậy ngân sắc cung điện. Cung điện kia không có chút nào cổ lão, hoàn toàn có thể ở người. Lý Thiên Mệnh còn sẽ sử dụng huyết long, huyết tế hung kiếm, sau đó hắn dứt khoát cầm tới một cái, huyết long côn, thi triển một kiếm này, gõ tại trống trận phía trên. Giống nhau sự tình phát sinh. Cái kia đã từng sinh ra long huyết thần hoang huyết long cung, đồng dạng được thắp sáng. Một tòa hoàn toàn mới cung điện, xuất hiện tại trong đó. Nguyên bản tối tăm cửu long đế táng, bởi vì cái này hai tòa long cung thắp sáng, dường như vừa tỉnh lại. Bọn họ thân ở trong đó, cũng có thể cảm nhận được trong đó sinh cơ. Tạm thời chỉ có thể dạng này. Bởi vì đằng sau bảy kiếm, Lý Thiên Mệnh còn không có học hội đây. Hắn thử một cái, không thi triển cửu long thiên kiếp kiếm, còn lại long hình cây gậy, căn bản là không có cách gõ vang. Cho nên, trước mắt cửu long đế táng, chỉ có thể thắp sáng 9/2. Vấn đề là, cái này rốt cuộc là ý gì? Lý Thiên Mệnh cầm lấy cái này chống trận cùng long hình cây gậy, theo đế long cung xuất phát. Thông đạo giản hóa về sau, theo đế long cung đến ngân long cung rất đơn giản. Ngân long cung nguyên bản trong không gian, xuất hiện một tòa ngân sắc cung điện. Bọn họ đi vào trong đó, chỉ thấy bên trong châu điêu khắc đá xây, kim bích huy hoàng, liền như là hoàng cung một dạng. Vài trăm mét cự thú đều có thể ở trong đó lao nhanh tự nhiên. Mặc kệ là cây cột vẫn là gạch ngói, tựa hồ cũng là đỉnh phong thiên địa thần khoáng chế tạo thành. Cái này, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn đến hoa mắt. Hắn cầm lấy trong tay chống trận kết giới, lại nhìn toàn bộ cửu long đế táng, như có điều suy nghĩ. Ta, có một loại suy đoán, không biết, các ngươi tin hay không? Phu Tử Thiên bỗng nhiên yếu ớt mà nói. Nhưng theo ánh mắt của hắn nhìn, cái này một loại suy đoán, đủ để cho hắn kích động đến tam hồn quy thiên. Nói một chút, kỳ thật Lý Thiên Mệnh thông qua quan sát, hắn cũng có suy đoán. Nhưng suy đoán của hắn quá không, cần một cái, thổ dân, đến bổ sung một thế giới bên dưới xem. Các ngươi nghe nói qua, trật tự thiên tộc, Thái Dương Thần Cung, sao? Phu Tử Thiên líu lưỡi hỏi. Thái Dương Thần Cung thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phu Tử Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật. Thái Dương Thần Cung, lấy hai khỏa, áp xúc nguyệt tinh nguyên, xem như lực lượng nguyên, kết cấu của nó cơ sở, là một cái, nguyệt tinh nguyên thế giới, cấp bậc tụ biến kết giới. Chỗ lấy Thái Dương Thần Cung bản thân, thì tương đương với hai cái nguyệt tinh nguyên thế giới. Nhưng là đâu, thể tích của nó lại so chân chính nguyệt tinh nguyên thế giới, thì nhỏ hơn nhiều, cho nên, Thái Dương Thần Cung, tụ biến kết giới bản thân, cùng nguyệt tinh nguyên thế giới tụ biến kết giới, đều có khác nhau rất lớn. Lấy Thái Dương Thần Cung nhỏ như vậy thể tích, sáng tạo một cái tụ biến kết giới, vậy cái này tụ biến kết giới, sẽ phức tạp hơn, tinh vi, nó cùng nguyệt tinh nguyên tụ biến kết giới một dạng, có thể gấp cố, trưởng khống, sử dụng nguyệt tinh nguyên, cũng có thể phát huy nguyệt tinh nguyên tụ biến kết giới, chỗ không đạt được hiệu quả, cái kia chính là siêu cao tốc độ tinh không vận chuyển. Hắn càng nói càng là kích động. Nguyệt tinh nguyên, còn có thể áp xúc. Lý Thiên Mệnh nghe được như lọt vào trong sương mù. Chớ nói gì, siêu cao tốc độ tinh không vận chuyển, có thể đem nguyệt chi thần cảnh lớn như vậy nguyệt tinh nguyên, áp xúc thành một tòa thần cung lớn nhỏ, liền đã vượt ra khỏi thế giới của hắn xem. Hắn là đi qua nguyệt hạch, gặp qua nguyệt tinh nguyên lực lượng, càng bởi vì, nguyệt va chạm, biết vũ trụ nguyên lực khủng bố. Bởi vậy, chỉ là nguyệt tinh nguyên áp xúc, với hắn mà nói, thì thật không thể tin. Đúng a, đương nhiên có thể huynh đệ, chỉ cần tụ biến kết giới tầng thứ đủ cao. Liền có thể ngăn chặn nguyệt tinh nguyên. Chẳng những có thể ngăn chặn, mà lại có thể thông qua áp xúc, đem nguyệt tinh nguyên lực lượng tầng thứ, tăng lên tới hằng tinh nguyên trình độ, người có thể đem hắn hiểu thành, có thể mang theo người, hằng tinh nguyên. Mặt trời hằng tinh nguyên, vạn vạn ức người dùng chung, mà mang theo người, hằng tinh nguyên, nếu là chỉ cung cấp mấy chục vạn người sử dụng, trên vạn năm đều là đầy đủ. Phu Tử Thiên nói, trên thực tế, Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, liền xem như cái này trật tự chi địa tối cường giả, lực lượng của hắn so sánh nguyệt tinh nguyên, hằng tinh nguyên tới nói, đều không phải là một cái lượng cấp. Nhân tộc chỉ có thể chậm rãi hấp thu vũ trụ nguyên lực, một cái hằng tinh nguyên, làm cho vạn vạn ức người phồn vinh ngàn vạn năm. Tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong, tất cả cường giả đều là biển cả một chùm. Cho nên nói, có thể trực tiếp vận dụng vũ trụ nguyên lực, mới là trên thế giới tối cao cấp thủ đoạn. Thái Dương Thần Cung có thể đem nguyệt tinh nguyên áp xúc, còn để lực lượng của nó tầng thứ, áp đến hằng tinh nguyên cấp bậc,
mà lại có thể làm mang theo người, vũ trụ nguyên lực, đây quả thật là phá vỡ Lý Thiên Mệnh thế giới quan. Từ một điểm này phía trên, hắn rất rõ ràng, Thái Dương Thần Cung, địa vị, tại trật tự thiên tộc, tuyệt đối độc nhất vô nhị. Cái này thậm chí không phải thôn giới thần đỉnh loại này bảo tàng, chỗ có thể so sánh. Cái này Thái Dương Thần Cung, dựa vào, đặc thù tụ biến kết giới, hình thành kết cấu, tự mang nguyệt tinh nguyên áp xúc thành, cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, có thể tại trật tự tinh không siêu cao tốc độ hành động, người ở phía trên còn có thể tiếp tục tu hành, tương đương với một tòa di động với tốc độ cao khu vực. Lý Thiên Mệnh tổng kết hỏi. Không chỉ là như thế, dựa vào ngươi nói, cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, nó phía trên còn có thể thành lập tinh thần thủ hộ kết giới, thậm chí là công kích loại hình kết giới. Đây là trật tự thiên tộc căn cứ chiến tranh, càng là Thái Dương Vạn Tông lớn nhất sợ hãi địa phương của nó. Cái này Thái Dương Thần Cung lái đi ra ngoài, trực tiếp đem tinh thần thủ hộ kết giới, đội lên mỗi cái tông môn trên mặt, vận dụng cỡ nhỏ hàng tinh nguyên lực lượng tiến công, loại này lực sát thương mạnh hơn thiên quân vạn mã. Đây là trật tự thiên tộc trung cực lực lượng, bọn họ dựa vào cái này một tòa Thái Dương Thần Cung, ổn định mấy triệu năm thống trị, mà lại đây cũng là xâm lấn còn lại hàng tinh nguyên thế giới cỗ máy chiến tranh. Ta nghe nói, Thái Dương Đế Tôn thường xuyên khống chế Thái Dương Thần Cung, tại trật tự tinh không xuyên thẳng qua, đi thăm dò những cái kia tinh không bí cảnh, tìm kiếm còn lại hàng tinh nguyên thế giới. Tại trật tự chi địa lăn lộn lâu, Lý Thiên Mệnh sâu sắc minh bạch, trật tự tinh không so hắn trong tưởng tượng, còn muốn vô biên vô hạn. Xuyên ra mây hồng, liền có thể trông thấy khắp trời đầy sao. Khắp trời đầy sao đều tại trật tự tinh không bên trong, có thể thấy được thế giới chi vô cùng. Hắn đã từng lấy vì, trật tự tinh không cùng hạ tầng tinh không, là giống nhau khái niệm. Hiện tại mới hiểu được, so sánh trật tự tinh không, hạ tầng tinh không chỉ tương đương với, thiên nhất giới diện, một tầng màng mỏng. Lý Thiên Mệnh theo thiên nhất giới diện, xuyên qua tầng này màng mỏng, đến trật tự chi địa, đương nhiên không tính khó. Thế nhưng là, muốn tại trật tự chi địa, chỉ dựa vào thân thể bay qua, muốn đến một cái khác hàng tinh nguyên thế giới, lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Gần như không có khả năng. Trật tự tinh không hằng tinh nguyên tu luyện giả, có ngao du tinh không truyền thống. Bọn họ đại đa số lấy trật tự thần binh, tới làm xuyên thẳng qua tinh không công cụ, thế mà trật tự thần binh bản thân không có có sức mạnh cội nguồn, sử dụng vẫn là tu luyện giả tự thân lực lượng, mà tu luyện giả tự thân lực lượng, chỉ có thể thông qua thần đan bổ sung. Vô tận khoảng cách, là tinh không lữ hành khó khăn nhất chỗ. Thế mà, nghe Vô Tử Thiên ý tứ, tồn tại Thái Dương Thần Cung, loại này vận dụng, cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, lực lượng tinh không cung điện, có tốc độ đáng sợ, cùng thời gian ngắn không dùng hết nguồn năng lượng, có thể dùng cho tinh không xuyên thẳng qua. Hắn tốc độ di chuyển, so mặt trời, ánh trăng tốc độ di chuyển, tuyệt đối phải nhanh rất nhiều. Nói như vậy, chúng ta đem Thái Dương Thần Cung loại này, có vũ trụ nguyên lực cùng tụ biến kết giới thần vật, xưng là tinh hải thần hạm. Nó bản chất, cũng là áp xúc nguyệt tinh nguyên thế giới. Vu Tử Thiên giới thiệu thời gian dài như vậy, cái này để người ta hâm mộ mà kính úy, Thái Dương Thần Cung, tự nhiên cùng Lý Thiên Mệnh bọn họ trước mắt cảnh ngộ, có quan hệ rất lớn. Cho nên, Cửu Long Đế Tôn, nắm giữ qua, tinh hải thần hạm sao? Lý Thiên Mệnh thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Lịch sử phiên bản rất nhiều, đại đa số không thừa nhận, nhưng là có mấy cái phiên bản, nói hắn tại sâu trong tinh không truyền thừa bí cảnh, tìm tới qua một tòa tàn phá tinh hải thần hạm. Hao hết nửa đời, đều tại chữa trị hắn tụ biến kết giới. Vu Tử Thiên nói. Sau đó thì sao, thành công không có, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có đoạn dưới, thời gian quá lâu, đây là án chưa giải quyết. Tụ biến kết giới, đều là cổ lão đỉnh cấp, kết giới linh sư, để lại có 102 kỳ tích, là con đường tu luyện đỉnh phong, thường nhân rất khó hoàn thành. Vu Tử Thiên nói. Kích động về kích động, nói đến đây, hắn ngược lại bình tĩnh lại, nói. Đoán chừng ta nghĩ nhiều rồi, cái này, Cửu Long Đế Táng, làm sao có thể là một tòa tinh hải thần hạm đâu. Liền xem như, nó cũng hẳn là ban đầu tàn phá trạng thái, không có gì chim dùng. Không. Lý Thiên Mệnh tay cầm chống trận, tám cái long hình cây gậy, trong tay hắn xoay tròn, ngân long cung quang hoa, hội tụ ở trên người hắn. Ánh mắt của hắn hừng hực, nói, đây chính là một chiếc tinh hải thần hạm, nó là hoàn chỉnh. Càng quan trọng hơn là... Trong tay của ta cái này chống trận cùng 8 cây côn, cũng là trưởng khống mở nó ra chìa khóa, chờ ta thắp sáng, 9 tòa long cung, ngày nào đó, liền có thể khởi động nó. Nói đùa sao huynh đệ, người nào nói cho ngươi a? Vu Tử Thiên lắc đầu cười nói. Nó, chính miệng nói.
Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trong tay màu đen chống trận. Hắn cảm nhận được, cái này chống trận, cùng loại với Hy Hoàng Mộng Nguyệt Hồn Nhận. Chín tòa Long Cung, cùng loại với Nguyệt Hạch, đều là cái này tụ biến kết giới hạch tâm. Trong đó Đế Long Cung, chính là đệ nhất hạch tâm. Bây giờ cái này Cửu Long Đế Táng tụ biến kết giới, chỉ đốt sáng lên 9 phần thứ 2, còn có 9 phần chi thất, vẫn đang ngủ say bên trong. Chống trận đã thuộc về Lý Thiên Mệnh, hắn có thể thông qua nó, để phán đoán đoán tính chính xác. Hiển nhiên, đây là một kiện điên cuồng sự tình. Có thể khẳng định, nó cũng là một chiếc tinh hải thần hạm, đương nhiên, nó không có cỡ nhỏ hàng tinh nguyên. Cái này cùng loại với 9 tầng địa ngục, tụ biến kết giới tồn tại, nhưng bên trong là trống không. Loại này tinh hải thần hạm, cùng nguyệt tinh nguyên thế giới khác nhau chính là, lực lượng áp xúc, di động với tốc độ cao. Càng thêm vững chắc. Ông trời của ta, ngươi nói là sự thật sao? Phu tử Thiên trừng to mắt, hai đầu, lạp xưởng miệng, căng ra rất lớn khoảng cách. Đúng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái này, điều này có ý vị gì a? Thiên cung đem cái này tinh hải thần hạm, đưa cho Cửu Long Đế Táng cạnh tranh người chiến thắng. Bọn họ không chính mình dùng. Phu tử Thiên khó có thể tin nói. Không biết, chúng ta liền bọn họ vì sao xuất ra đoạt mệnh ngân long nhưng bảo tàng này, đều không rõ ràng. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, hỏi lại phu tử Thiên, thiên cung trong tay, có cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, có thể bổ sung đi vào sao? Phu tử Thiên lắc đầu, ta đây có thể không rõ ràng. Nói trắng ra là, liên quan tới thiên cung làm ra hành động, không chỉ là bọn hắn nghi hoặc, bên ngoài Thái Dương Vạn Tông đều xem không hiểu. Muốn là chúng ta có may mắn trở thành thiên cung thành viên, có lẽ có thể biết những bí mật này đi. Tinh hải thần hạm, không biết so thôn giới thần đỉnh, cao cấp gấp bao nhiêu lần. Đây là hằng tinh nguyên vũ khí, này Thái Dương thần cung, cũng là trật tự thiên tộc phồn vinh thịnh vượng hạch tâm chấn nhiếp lực. Ca, ta cảm thấy chuyện này, liền sư tôn ta đều đừng nói cho hắn, thì chỉ có chúng ta bốn người người biết tốt nhất. Phu tử Thiên chân thành nói. Đúng. Dù sao, Lý Thiên Mệnh trước mắt, cũng liền đốt sáng lên hai tòa Long Cung. Hắn tạm thời không cách nào làm bất luận cái gì thao túng, mà lại cái này Cửu Long Đế Táng, rõ ràng không có vũ trụ nguyên lực. Coi như đến lúc đó thắp sáng toàn bộ, đoán chừng cũng cùng cái kia, 9 tầng địa ngục, một dạng, làm không là cái gì sự tình. Nhưng loại này sự tình, vạn nhất để người ta biết, vậy thì phiền toái. Cho nên nói, Đế Tôn Cửu Sắc Long Vảy, chọn chúng ngươi bắt đầu, cái này tinh hải thần hạm, đã định trước sẽ tới trong tay ngươi. Dạ Lăng Phong bỗng nhiên nói. Đúng a, Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ. Hắn đang nghĩ, nếu như mình thua với Chiến Nguyên Sách hoặc là Vi Sinh Mặc Nhiễm, như vậy thôn giới thần đỉnh, rất có thể thuộc về bọn họ, mà không phải Vô Tử Thiên. Nhưng, Cửu Long Đế Táng, có lẽ vẫn là sẽ tới trên tay mình. Dù sao, những người khác không có Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Chúng ta đều không nói, có lẽ, không có thiên cung bên ngoài hắn người khác biết. Lý Thiên Mệnh nhìn Vô Tử Thiên liếc một chút. Ta tuyệt đối giữ bí mật, Phu Tử Thiên nói. Vạn đạo thần đan, thôn giới thần đỉnh, đã sớm thành lập thiên ti vạn lũ quan hệ. Kỳ thật tiết lộ cũng không có gì, ta một giới tiểu nhân vật, cũng không phải nhất phương bá chủ, làm sao cũng không dùng tới cái đồ chơi này, cùng lắm thì đem cái này Cửu Sắc Long Vảy cùng chống trận vứt bỏ, đổi một người tới. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đạo lý thì cùng thôn giới thần đỉnh một dạng. Thực sự không có cách nào, bỏ xe giữ tướng. Tối thiểu nhất. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, nhìn không ra cái này Cửu Long Đế Táng, hắn có thể có cái gì tác dụng. Thái Dương Đế Tôn cấp bậc kia, mới cần chinh chiến tinh không a? Nhưng, hắn trên miệng nói như vậy, kỳ thật tâm lý rất rõ ràng. Cái đồ chơi này nếu là thật có thể phát huy tác dụng, vậy tuyệt đối có thể thay đổi chính mình cả đời. Như có một ngày, chúng ta có thể cường đại, liền có thể khống chế cái này tinh hải thần hạp, ngao du vô tận tinh không, mang lên Linh Nhi. Lại có Huỳnh Hỏa bọn họ làm bạn, còn có Tiểu Phong, khẽ nói, Tiêu Tiêu. Thời gian kia, thoải mái a. Lý Thiên Mệnh một chút xa suy nghĩ một chút. Hiện tại, Cửu Long Đế Táng chìm ở cái này vô thiên chi cảnh. Hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, căn bản không có cách nào di động. Loại này thế lực bá chủ, cũng không có khả năng thu nhỏ hơn nữa, thậm chí tùy thân mang theo. Căn bản mang không đi. Như thế, liền để nó tồn tại, làm một cái bí mật. Nếu như thiên cung không nói, thì sẽ không có người biết, để nó ở chỗ này ngủ say. Có lẽ có một ngày, ta tránh thức làm cho nó, lại thấy ánh mặt trời. Có điều,
tại ngày nào đó, còn phải nhất định phải làm rõ ràng, thiên cung, tại sao muốn đem cái này cửu long đế táng, đưa đến ta trên tay? Là âm mưu, vẫn là biếu tặng. Trước mắt tràn đầy mê vụ. Đi, ra ngoài. Có thể hay không tiến thiên cung, là hết thảy quan trọng. Thanh hồn kiếm phong, nhất kiếm kình thiên. Mây hồng lượn lờ, làm đến cái này một tòa kiếm phong, liền xuyên mấy tầng mây xanh, lộ ra phá lệ bá đạo. Trên mũi kiếm, phi thường náo nhiệt. Vô số tu luyện giả trên dưới bôn tẩu, nói nói liên quan tới vô thiên chi cảnh đế tinh bảng biến hóa. Đến từ vô thiên hỏa trụ tin tức, cũng thông qua truyền tin thạch, lan truyền trở về. Mỗi một tin tức, đối thanh hồn điện tới nói, đều là nặng cân. Cái này khiến, cổ kiếm thanh xương, đều không cách nào ngồi ở. Hắn sớm theo thanh hồn kiếm cung bên trên xuống tới, tại biển mây huyễn ảnh bên trong, cùng toàn tông môn tu luyện giả, cùng một chỗ chú ý cái này một việc trọng đại. Cửu Long đế táng chi xuất hiện, nghiêm chỉnh đem, vô thiên chi chiến, chú ý độ, tăng lên tới lịch sử đến nay độ cao cao nhất độ. Đối động một tí hai đã ngoài ngàn năm thọ mệnh trật tự chi địa cường giả tới nói, không đến 30 tuổi, đây chẳng qua là một đám em bé chi chiến. Nhưng hôm nay, cái này em bé chi chiến chú ý độ, cùng chân chính tông môn chi chiến đều không khác mấy. Nhất là, Cửu Long đế kiếm, cùng, thôn giới thần đỉnh, tin tức truyền ra. Trận này phong độ, trực tiếp nhảy lên tới cao điểm. Thanh hồn điện bọn tiểu bối, đều rất cuồng nhiệt. Có thể những cái kia phàm là có chút lịch duyệt trưởng bối, tâm lý đều đang cầu khẩn. Cửu Long đế kiếm, thuộc về Hiên Viên Long Tông, cái này còn tốt. Thôn giới thần đỉnh, tuyệt đối không nên bị ta thanh hồn điện đệ tử cầm tới a. Chiếc thần đỉnh này, chính là một loại đủ để cho thanh hồn điện muôn đời cường thịnh, trùng kích nhất lưu thế lực trọng bảo. Bọn họ lại cầu nguyện, không muốn cầm tới. Bởi vậy có thể thấy được, làm nhị lưu thế lực, trên đỉnh đầu nhiều như vậy thế lực bá chủ, thanh hồn điện những người tu luyện, rất có tự mình hiểu lấy. Thế mà, càng là lo lắng cái gì, thì càng sẽ phát sinh cái gì. Trưởng giáo, nhìn đế tinh bảng. Trong lúc nhất thời, vô số thanh hồn điện trưởng bối, quá sợ hãi. Không dùng bọn họ nhắc nhở, đứng trên đám mây phía trên cổ kiếm thanh xương, ngày đầu tiên, thì đã thấy đế tinh bảng bài danh sửa đổi. Phu tử thiên. Bạo tăng 400.000 phân, vào tới đế tinh bảng thứ 3. Đại sư huynh, đạt được thôn giới thần đỉnh. Cùng một tin tức, cùng một cái tông môn, có người than thở, có người lại lâm vào cuồng hoan. Làm thanh hồn điện giường cột, một đám cường giả lấy cổ kiếm thanh xương làm trung tâm, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, lời nói đều nói không nên lời. Cái này chín đại long cung bảo bối, chúng ta cầm xuống một loại, đều có thể cười nghiêng ngửa, kết quả hiện tại, liền thôn giới thần đỉnh. Ai? Giang Thanh Lưu mấy cái này đệ tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Long Tông muốn ba cái kia đệ tử, lại không nói muốn Phu Tử Thiên, hiện tại tốt, Phu Tử Thiên lấy được quý giá nhất thôn giới thần đỉnh, hắn cũng phải đi Hiên Viên Long Tông, nếu không chúng ta đại họa lâm đầu. Cái này đệ tử không thể nhận. Trưởng giáo, người nhìn. Mọi người nhìn về phía cổ kiếm thanh xương. Cổ kiếm thanh xương chắp tay sau lưng, nhìn qua trên đám mây bài danh biến hóa. Hít sâu một hơi, nói. Hiện tại vấn đề là, cái này bốn người đệ tử, muốn là đi Hiên Viên Long Tông, cái kia Hiên Viên Long Tông tương đương đạt được 6 loại long cung bảo tàng. Cái này còn bao gồm, quý giá nhất Cửu Long đế kiếm cùng thôn giới thần đỉnh. Kể từ đó, Thái Dương Vạn Tông thậm chí là trật tự thiên tộc, đều sẽ đối bọn hắn nhìn chằm chằm, Hiên Viên Long Tông đều chưa hẳn có thể giữ vững. Ta sợ là, chúng ta thanh hồn điện giao ra hết thảy. Bởi vì bị Hiên Viên Long Tông che chở, ngược lại sẽ bị liên lụy, bị giết gà dọa khỉ. Sắc mặt của mọi người, nhất thời sụp đổ mất. Giao ra bảo tàng, lại còn có thể bị liên lụy. Việc này mới gọi chân chính phiền phức. Cổ kiếm thanh xương tâm lý, quả thực thay đổi rất nhanh. Duy nhất phương thức giải quyết là, cổ kiếm thanh xương nói đến, đại bộ phận đều có thể đoán được, hắn sẽ nói cái gì. Cái này bốn người đệ tử bên trong. Sinh ra một cái thiên cung thành viên, tốt nhất cũng là tử thiên. Cứ như vậy, thôn giới thần đỉnh sự tình, tương đương với không tồn tại. Không có thôn giới thần đỉnh, Hiên Viên Long Tông còn lại bảo tàng, thần đan đã dùng hết, còn lại ba thanh thần binh cùng một dạng không biết tên bảo tàng, trước mắt cũng liền Cửu Long đế kiếm một chút tốt đi một chút, nhưng nó cùng thôn giới thần đỉnh khác biệt. Cửu Long đế kiếm chỉ có thể để một người mạnh lên, thôn giới thần đỉnh lại làm cho một đám người mạnh lên. Cho nên, Hiên Viên Long Tông hội không có việc gì.
bọn họ không có việc gì, chúng ta đại thể cũng không có việc gì. Đây là cổ kiếm thanh xương, có khả năng tưởng tượng tốt nhất kết cục. Trưởng giáo, Hiên Viên Long Tông người đến. Vừa mới nói xong, thì có người thông báo. Mau mời. Cổ kiếm thanh xương minh bạch. Bởi vì, như thế đồ vật, xuất thế, Thanh Vân Đại Lục vốn là sẽ trở thành, trật tự chi địa đứng mũi chịu sào. Mà vô thiên chi cảnh hết thảy, càng đã định trước sẽ để bọn hắn thanh hồn điện, đứng tại thủy triều chỗ cao nhất. Hoặc là trèo núi, hoặc là ngã chết, không còn đường lui. Mặt trời chi nam, vô thiên trong cột lửa vẫn tiếp tục phun trào. Bạo loạn hằng tinh nguyên lực lượng, tuôn ra hướng lên bầu trời, hội tụ tại mây hồng phía trên. Vô số mưa lửa, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, theo thương thiên phía trên chiếu nghiêng xuống, thoạt nhìn như là ngàn tỷ hỏa diễm sao băng. Hoàn cảnh rất ác liệt. Có thể cái này vô thiên hỏa trụ chung quanh tụ tập người, lại càng ngày càng nhiều. Nguyên bản lưu tại nơi này, chỉ là một số cùng loại, giang thanh lưu, loại này, chuẩn bị đưa đón đệ tử trở về tông môn trưởng bối. Có thể bởi vì Cửu Long Đế Táng xuất hiện, nhiều mấy chục lần, người có quyết tâm sĩ. Thậm chí, có đỉnh phong thực lực, bắt đầu tăng binh. Mục tiêu của bọn hắn, rõ ràng. Bây giờ vô thiên chi chiến, còn lại trọng yếu nhất lo lắng, cái kia chính là thiên cung danh ngạch. Cái này lo lắng, quyết định Thái Dương Vạn Tông bố cục cùng thiên hạ đại thế. Có thể dẫn phát như thế náo động, lần này tham chiến tiểu hài tử, cũng coi như có thể tự hào. Vô thiên hỏa trụ một bên, nơi nào đó hỏa diễm bốc lên xó xỉnh bên trong, Vân Thượng Thiên Cung Vân Thiên Khuyết, một người chắp tay sau lưng, ngóng nhìn Tề Thiên Bia. Cái kia như là vân vụ một dạng trong mắt, mây đen cuốn lên, lộ ra cực kỳ mù mịt. Đế tinh bảng trước 8, 4 cái thanh hồn điện. Hắn ban đầu sắc mặt rất khó coi, thế nhưng là Vu Tử Thiên tới về sau, hắn bỗng nhiên cười. Lông mi trong nháy mắt thi triển ra. Cái này rượu, Hiên Viên Long Tông, bảo vệ được các ngươi. Thái Dương Vạn Tông, thế lực rắc rối phức tạp, tầng cao nhất quá nhiều. Tại loại này điều kiện tiên quyết, dẫn phát, nhiều người tức giận, chính là lớn nhất không biết rõ cử động. Bị tất cả mọi người nhằm vào, liền xem như thiên bảng đệ nhất Vô Mộng Tiên Quốc, cái kia đều nhìn không được. Vân huynh. Sau lưng có một tiếng trầm thấp thanh âm hô hoán. Vân Thiên Khuyết quay đầu, chỉ thấy tại lửa trong sương mù, có một đám tóc xanh người đi ra. Trong đó người cầm đầu, bộ dạng như cá mập. Hắn lúc nói chuyện, nhếch môi môi, có thể thấy được bên trong có tốt mấy trọng bén nhọn hàm răng. Lam Sa huynh đệ. Vân Thiên Khuyết chắp tay một cái. Tại Lam Sa sau lưng, có mười mấy cái Lam huyết tinh hải người. Trong đó tham chiến đệ tử Lam Phi Lâm cùng Lam Tinh Diệu, đều đi theo phía sau. Vân huynh, vì ngươi dẫn tiến vài bằng hữu. Lam Sa ở trước mặt hắn dừng lại bước chân, mỉm cười nói. Ồ, vinh hạnh cùng cực. Vân Thiên Khuyết theo Lam Sa tay, nhìn mặt bên nhìn qua. Chỉ thấy cái kia hỏa vũ lăn lộn bên trong, nguyên một đám 3 mét trở lên, khôi ngô cao lớn bóng người vàng óng, từ đó đi ra. Dạng này một loạt cường giả, quả thực như là một đám cự thú. Bọn họ trong lúc hành tẩu, có kinh khủng áp bách lực, khiến người ta nhìn không được cúi đầu. Rất hiển nhiên, đây là thiên bảng bài danh thứ tư chiến thần tộc. Thái Dương Vạn Tông đệ nhất thị tộc thế lực. Lấy chiến lập mệnh, uy danh lan xa. Đối mặt này một đám cự nhân, Vân Thiên Khuyết lại đem ánh mắt, đặt ở phía trước nhất một cái kia tám tai trên người lão giả. Cái này tám tai lão giả và Vân Thiên Khuyết hình thể tương tự, cho nên chỉ tới bên người chiến thần tộc bụng. Bắt đầu so sánh, hắn gầy gò mà yếu ớt, giống như gần đất xa trời. Có thể Vân Thiên Khuyết vừa thấy được người này, liền vội vàng hành lễ, nói, vãn bối Vân Thiên Khuyết, gặp qua Mạc Thần. Vân Tông Chủ, miễn lễ, ngươi là cao quý Tông Chủ, chúng ta bình đẳng luận giao. Lão giả trên mặt một luồng mỉm cười, lộ ra hỏa ái dễ gần. Không không, Mạc Thần chính là tiền bối, lý nên bị chúng ta tôn kính, sùng bái. Vân Thiên Khuyết vội vàng nói. Bên cạnh Lam Sa cũng cười. Hắn đối Vân Thiên Khuyết, hèn mọn, rất là hài lòng. Nhận rõ ràng địa vị của mình, mới có thể triển khai hợp tác. Vân huynh, chúng ta Lam huyết tinh hải cùng chiến thần tộc, là bạn cũ. Lam Sa thản nhiên nói. Vân Thiên Khuyết mang trên mặt ý cười, nhưng trong lòng lại nghĩ. Người Lam huyết tinh hải là trật tự thiên tộc chi nhánh, nếu không có cộng đồng lợi ích, ai sẽ làm lão bằng hữu của các ngươi? Hai vị đều là Thái Dương Vạn Tông nặng cân nhân vật, bỉ nhân ngưỡng mộ đã lâu.
Vân Thiên Khuyết cung kính nói. Khách sáo. Mạc Thần nhìn thoáng qua Đế Tinh bảng, đối với Vân Thiên Khuyết vẫy vẫy tay, nói, Vân Tông Chủ, chúng ta Chiến Thần tộc thói quen đi thẳng vào vấn đề, người bỏ qua cho, hôm nay gặp mặt, có ý nghĩ gì, ta liền nói thẳng. Mời Mạc Thần phân phó. Vân Thiên Khuyết nói, ta muốn cầm đến thôn giới thần đỉnh, bởi vì thanh hồn điện tại ngươi Thanh Vân Đại Lục khu vực, khả năng cần ngươi giúp một chút chuyện nhỏ. Làm thù lao, chúng ta sẽ trợ ngươi đối kháng thanh hồn điện, để bọn hắn quật khởi, trở thành một giấc mộng. Mạc Thần cười híp mắt nói, Mạc Thần, có thể vì Chiến Thần tộc cống hiến sức lực, chính là vãn bối vinh hạnh, vãn bối sẽ làm sông pha khói lửa, không chối từ. Vân Thiên Khuyết trịnh trọng nói, tốt. Vân Tông Chủ sảng khoái. Đến lúc đó, như thế đồ vật, tại Thanh Vân Đại Lục xuất thế, còn cần Vân Tông Chủ chiếu ứng một hai. Mạc Thần nói. Bình tĩnh ra sức châu ngựa. Vân Thiên Khuyết cung kính nói. Vân Tông Chủ thật sự là dứt khoát người, chính là chúng ta hùng tài. Lam Sa ở bên cạnh cười nói. Lam Huynh, phải chăng cần Vân Mỗ xuất lực? Vân Thiên Khuyết hỏi. Xuất lực chưa nói tới, nhưng lẫn nhau hỗ trợ là cần. Dù sao anh ta nói. Chúng ta muốn cầm đến đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang. Lam Sa mỉm cười nói. Vân Thiên Khuyết đã hiểu. Đoạt mệnh ngân long, đó là lam huyết tinh hải mình muốn, bọn họ am hiểu loại binh khí này. Đến mức long huyết thần hoang, tám thành là muốn hiếu kính đến trật tự thiên tộc. Dù sao, trật tự thiên tộc bên kia, còn có Hiên Viên Long Tông chi nhánh. Long huyết thần hoang, chính là truyền thừa của bọn hắn chi vật. Lam huyết tinh hải trên mặt nổi. Vẫn luôn duy trật tự thiên tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói trắng ra là cũng là trật tự thiên tộc một bộ phận. Chiến thần tộc cùng bọn hắn đồng bọn, lần này cùng tiến lùi, nói rõ nghe đồn không giả tạo, bọn họ cũng là dựa vào trật tự thiên tộc trong bóng tối đến đỡ, mới tại Thái Dương Vạn Tông quật khởi. Cứ như vậy, ta Vân Thượng Tiên Cung, cũng biến thành trật tự thiên tộc nanh vuốt. Có điều, thanh hồn điện như thế nhảy, ta cũng không có đường lui. Đây hết thảy. Vân Thiên Khuyết liếc một chút đều có thể nhìn thấu. Nhưng, hắn nhất định phải đi đường này. Trật tự thiên tộc cùng chiến thần tộc, mỗi người có một cái thôn giới thần đỉnh, bộ đỉnh. Bởi vậy liền đó có thể thấy được, bọn họ trong bóng tối liên hệ. Trước mắt Mạc Thần, chính là bộ đỉnh trưởng khống giả. Huống chi, thân cận trật tự thiên tộc, có cái gì không tốt? Cái này trên Thái Dương, ai là đệ nhất bá chủ, vẫn chưa rõ sao. Vân Thiên Khuyết lạnh lẽo cười một tiếng. Dù sao không thể nào là cái kia trong lịch sử một cái duy nhất đế tôn, đều đã tan mất mấy trăm ngàn năm Hiên Viên Long Tông. Vô Thiên Chi cảnh bên trong. Tề Thiên Chi nhãn, quý vị. Cái kia hơn ngàn cái thị giác, có thể thấy rõ ràng, những cái kia đã từng tiến vào Cửu Long Đế Táng tinh anh đệ tử, nguyên một đám bay ra. Cửu Long Đế Táng, triệt để đắm chìm. Biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Một tỷ đệ tử. Tối thiểu còn có 800 triệu, còn phân tán tại toàn bộ vô thiên chi cảnh bên trong. Tinh tướng thần cảnh, đạp thiên chi cảnh, sinh tử kiếp cảnh. Cái này ba cái đại cảnh giới đệ tử, tại vô thiên chi cảnh có khác biệt hình thức tranh phong. Tinh tướng thần cảnh cạnh tranh Long Cung bảo tàng, đạp thiên chi cảnh cạnh tranh Đế Táng bên trong phân tán bảo vật, sinh tử kiếp cảnh thì tại vô thiên chi cảnh nhặt nhạnh chỗ tốt. Cửu Long Đế Táng biến mất về sau, tất cả mọi người lại về tới vô thiên chi cảnh. Tiếp đó, thiên cung đến cùng sẽ an bài như thế nào? Đế tinh bảng bài danh, lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Đây là bên trong 800 triệu đệ tử, còn có bên ngoài vô số những người tu luyện, quan tâm sự tình. Nếu như không ai có thể đi vào thiên cung, ta đoán chừng bên ngoài, toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đều sẽ xuất động không ít nhân mã, làm tốt chặn giết thanh hồn điện mấy cái kia đệ tử chuẩn bị. Bọn họ khẳng định trở về không được. Trừ phi bọn họ dứt khoát một chút. Trực tiếp đem bảo vật ném đi. Nói cho cùng, vẫn là vũ trụ thần nguyên cùng thần đan tốt, dùng liền không có, thần binh phiền toái nhất. Chủ yếu vẫn là thôn giới thần đỉnh A. Trở lại vô thiên chi cảnh về sau, dung thân phạm vi lớn rất nhiều. Không muốn ra cục đệ tử, đầu tiên chính là ẩn náu lên. Cục diện trong nháy mắt về tới cái này vô thiên chi chiến, vừa lúc mới bắt đầu. Biết rõ nơi này có rất nhiều người. Thế nhưng là, đều không dễ dàng như vậy đụng tới. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là bị Cửu Long Đế Táng, cho vung ra tới. Hắn thông qua trong tay chống trận, biên độ nhỏ trưởng khống Ngân Long Cung phụ cận thông đạo, trực tiếp mở ra Cửu Long Đế Táng cửa lớn đi ra. Sau khi đi ra,
toàn bộ Cửu Long Đế Táng, triệt để phủ bụi. Chờ ta trở lại, tránh thức mở ra ngươi. Lý Thiên Mệnh cũng không thế nào lưu luyến. Hắn ẩn nấp cho kỹ chống trận cùng long hình cây gậy, để Lam Hoang đi ra, chui xuống đất, để nó tại bùn đất chỗ sâu mở đường. Cứ thế mà theo trong lòng đất, đào một cái thông đạo đi ra. Trở lại vô thiên chi cảnh về sau, Lý Thiên Mệnh làm trước tiên sự tình, cũng là tìm tới một đầu sông Dung Nham. Nơi này chính là vô thiên chi cảnh hạch tâm vị trí, nơi này có cuồng bạo nhất hàng tinh nguyên lực lượng, cho nên nơi này cũng có đại lượng hung thú. Đám hung thú này, đều chính là thần thú cấp bậc. Con lừa chọc, mau ra đây, ăn đầy đủ đi. Lý Thiên Mệnh có đoạt mệnh ngân long về sau, đối hung thú lực sát thương tăng nhiều. Ngân quang lấp lóe, hung thú phân thây. Hừ, thối tiểu lý tử. Tiên tiên đối, con lừa chọc, cái từ này, quả thực dùng mình. Chỉ là mỹ thực phía trước, nàng không rảnh phản ứng Lý Thiên Mệnh. Lần trước trọng thương đến bây giờ, nhịn thời gian dài như vậy, nó quả là nhanh điên rồi. Ăn, ăn 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 ăn. Chết đói ngoan ngoãn. Màu đen sợi dễ lan tràn ra ngoài, đều là thỏa mãn vị đạo A. Qua, tiên tiên lệ nóng doanh tròng. Hấp thu lần này giáo huấn, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa thay đổi một cái lớn nhất tu di giới chỉ. Cái này tu di giới chỉ chính là tam giai trật tự thần binh cấp bậc, tên là Bao La Vạn Tượng Giới, chuyên môn dùng để cho tiên tiên chữ giấu thức ăn. Lần này nhìn nàng đói đến xanh sao vàng vọt, Lý Thiên Mệnh cũng phá lệ đau lòng. Trọn vẹn cả ngày, tiên tiên mới, cơm nước no nê, có thể tính khôi phục chiến đấu lực. Mà lại, còn có một bộ phận tinh tiến. Dễ chịu. Cộng sinh không gian bên trong, linh thể của nàng nằm tại một đám ngân sắc trứng phía trên, sờ lấy viên cồn cồn bụng nhỏ, một mặt sảng khoái. Không có cách, hiện tại trên mặt đất khắp nơi đều là trứng, hoàn toàn không có lối ra. Mấu chốt là, cái này toàn bộ đều là tiểu ngân trứng, cứng đến nỗi cùng trật tự thần binh giống như, dẫm đều dẫm bất động. Cái này tiểu ngũ mỗi ngày đều muốn bão nổi một trận, đánh tới, để phát tiết, khó sinh, bất mãn. Đây rõ ràng cũng là một cái, vấn đề thiếu niên. Được rồi, khắc thúc, chờ ta tiến thiên cung, chuẩn có thể tìm tới người muốn xuất sinh điều kiện. Lý Thiên Mệnh lần lượt cam đoan, mới khiến cho tiểu tử này bình ổn lại. Hắn đứng tại hỏa diễm phong bạo bên trong, nhìn phía xa tể thiên bia. Trong gió đều là chiến đấu, nói chuyện thanh âm. Chứng minh 800 triệu người còn ở trong đó chinh chiến. Có thể địa phương quá lớn, muốn tìm lấy người thật không dễ dàng. Nguyên một đám đánh bại bọn họ, đế tinh bảng điểm số gia tăng rất khó. Cho nên mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn là kéo ra người thứ hai hơn 200.000 phân, xa xa dẫn trước. Hắn đệ nhất, căn bản không có cách nào dao động. Chỉ muốn như vậy tiếp tục giữ vững, ta không hề làm gì, cũng sẽ là đế tinh bảng đệ nhất. Đến lúc đó, liền có thể đi thiên cung đi. Cho nên Lý Thiên Mệnh không vội. Nhưng hắn cho rằng, tại cục diện này hỗn loạn thời điểm, thiên cung nhất định sẽ đứng ra, đem cái này vô thiên chi chiến tiến trình, đẩy hướng bạo phát cao điểm. Để hết thảy biến đến khẩn trương lên. Không ngoài sở liệu, ngay tại cái này vạn chúng chú mục một khắc, đế tinh bảng lại lần nữa biến hóa. Cái kia màu đen nhánh bia đá, có hơn vạn cái tên, mỗi cái tên đều kim quang lập lòe. Nhất là hạng nhất Lý Thiên Mệnh, quả thực quang chói lọi thiên địa. Có thể lúc này thời điểm, đế tinh bảng 8 người đứng đầu, hết thảy 8 cái tên, vậy mà bắt đầu chuyển biến. Xì xì xì, 8 cái kim sắc tên, toàn bộ trở nên đỏ như máu. Bao quát đã bị loại chiến nguyên sách. Đây cũng không phải là tên sau xuất hiện điểm đỏ, mà chính là toàn bộ huyết hồng. Trước mắt Cửu Long Đế Táng đắm chìm, đế tinh bảng phía trên điểm đỏ, sớm liền không có. Cái này khiến cái này 8 cái tên, biến đến càng thêm tươi đẹp, cũng càng thêm kích thích. Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Phu Tử Thiên, Chiến Nguyên Sách, Tiểu Phong, Không, Long Lang Lung, Lâm Tiêu Tiêu. Làm đứng đầu bảng, Lý Thiên Mệnh tự nhiên thiên hạ chú mục. Ngay sau đó, biến hóa thứ hai sinh ra. Cái kia chính là, tề thiên bia lớn nhất đầu trên, xuất hiện một con số. Mấy cái chữ kia là, 49. 77-49. Cái này 49, là có ý gì, tạm thời không ai minh bạch. Đế tinh bảng biến hóa này, thông qua tề thiên chi nhãn, toàn bộ trên thái dương người đều có thể trông thấy. 8 người đứng đầu tên biến đỏ, là có ý gì? 49, lại là cái gì tình huống? Có phải hay không là đếm ngược? Nếu như là đếm ngược, là canh giờ ý tứ,
vẫn là số trời ý tứ. Chính khi tất cả người nghi ngờ thời điểm, cái kia tề thiên bia phía trên, phát ra một cái rộng rãi thanh âm. Thanh âm kia như là chuông lớn, chấn động hỏa diễm phong bạo, truyền khắp tứ hải bát hoang. Đi qua thiên cung thành viên liên hợp quyết định, lần này vô thiên chi chiến, sẽ quyết ra hai cái, thiên cung chuẩn bị ghế. Câu nói này vừa ra, thì dẫn tới thiên hạ rung chuyển. Cái gọi là thiên cung chuẩn bị ghế, cũng không phải là thành là thiên cung một phần tử ý tứ, mà là có thể tiến vào thiên cung, tiếp nhận thiên cung cuối cùng khảo nghiệm. Cần thông qua, mới xem như chính thức thiên cung thành viên. Trước kia mỗi một lần vô thiên chi chiến, chỉ có đế tinh bảng xếp hàng thứ nhất, mới có tư cách tiến thiên cung tiếp nhận cuối cùng khảo nghiệm. Nói cách khác, trước kia chỉ có một cái, thiên cung chuẩn bị ghế. Nhưng lần này, tới hai cái. Hai người có thể đi tiếp thu cuối cùng khảo nghiệm, như vậy, sinh ra một cái thiên cung thành viên khả thi, tự nhiên so trước kia cao. Dù sao, trước kia tối thiểu đến trên 100 năm, 10 lần trở lên vô thiên chi chiến, mới có một giới đế tinh bảng đệ nhất, có thể thông qua cuối cùng khảo nghiệm. Vừa vào thiên cung, liền tại về mặt thân phận, đứng tại mặt trời đỉnh phong. Hai cái chuẩn bị ghế. Một tiếng này tuyên cáo, chấn động thiên hạ. Mọi người nhìn lấy đế tinh bảng đỉnh cao nhất, cái kia 8 cái đỏ như máu tên, dự cảm những người này, rất có thể sẽ có thiên cung thành viên sinh ra. Đã thật lâu, không ai có thể đi vào thiên cung. Đang nghị luận, ồn ào bên trong, vậy đến tự tề thiên bia thanh âm, vẫn còn tiếp tục chiếu cáo thiên hạ. Tiếp đó, lần này vô thiên chi chiến, tiến vào cuối cùng đếm ngược 49 ngày. Quả nhiên, tề thiên bia phía trên mấy cái chữ kia, là đếm ngược ý tứ. Trong vòng 49 ngày, tranh phong tiếp tục, một khi tiến vào đế tinh bảng 8 người đứng đầu, tên thì lại biến thành màu đỏ. Đến hết hạn ngày, đếm ngược kết thúc, đế tinh bảng bài danh liền sẽ dừng lại. Đến lúc đó, cuối cùng 8 người đứng đầu, nắm giữ khiêu chiến, thiên cung chuẩn bị ghế, tư cách. Lý Thiên Mệnh nghe rõ. Ý tứ chính là, đếm ngược 49 ngày, ai cũng có thể tiếp tục tăng lên điểm số, đề cao bài danh. Một khi tiến vào trước 8, thì cầm giữ có thiên cung cạnh tranh tư cách. Hiện tại trước 8, cũng có khả năng tại cái này đếm ngược bên trong rơi xuống. Đếm ngược kết thúc, trước 8 bên ngoài bài danh dừng lại. Mà 8 người đứng đầu, thì còn muốn làm cuối cùng quyết chiến. Nói cách khác, muốn tiến thiên cung, tối thiểu nhất tại đếm ngược kết thúc trước, ổn định trước 8. Cái này 49 ngày, chính là thiên cung cho tất cả mọi người, cơ hội cuối cùng, rất nhiều không có ở Cửu Long đế táng đạt được bảo tàng đệ tử, cũng có cơ hội phản siêu, dựa vào thực lực giết tiến trước 8. Dùng cái này làm đến công bình. Vấn đề là, hết hạn ngày, đế tinh bảng trước 8, như thế nào quyết ra thiên cung chuẩn bị ghế? Tề thiên bia thanh âm, lập tức cho ra đáp án. Hết hạn ngày, tề thiên bia dưới, sẽ xuất hiện một cái kết giới chiến trường, chỉ có 8 người đứng đầu mới có thể tiến nhập. Đến lúc đó, 8 người thông qua 2-2 đối chiến, lấy thực lực quyết ra thắng bại. Đối chiến quy tắc là, hạng nhất quyết đấu hạng 8, người thứ 2 quyết đấu hạng 7, cứ thế mà suy ra. 1 đối 8, 2 đối thất, 3 cặp 6, 4 cặp 5. Bởi vậy quyết ra vòng thứ nhất thắng bại. Tại cái này vòng thứ nhất 2-2 đối chiến bên trong, mỗi một cái chiến đấu song phương, người thắng lợi, đem đạt được giữa song phương tương đối cao bài danh. Thí dụ như nói, nếu là hạng 8 đánh bại hạng nhất, như vậy song phương điểm số đổi, hạng 8 thăng đến đệ nhất. Trước mắt hạng 8 là Lâm Tiêu Tiêu. Ý tứ chính là, giả dụ Lâm Tiêu Tiêu đánh bại Lý Thiên Mệnh, như vậy nàng sẽ trở thành đế tinh bảng đệ nhất, nắm giữ Lý Thiên Mệnh hơn 700.000 phân. Mà Lý Thiên Mệnh rơi xuống thứ 8, lại mất đi khiêu chiến thiên cung ghế tư cách. Hạng 8 cũng là hắn cuối cùng bài danh. Dạng này một vòng xuống tới, Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Phu Tử Thiên cùng chiến nguyên sách, chỉ cần không bị kéo xuống ngựa, liền sẽ là trước 4. Như có người đem bọn họ đánh bại, thì thủ thay bọn họ, trở thành mới trước 4. Vòng thứ nhất kết thúc, mới trước 4, tiến hành vòng thứ 2-2-2 đối chiến, 4 người lấy rút thăm quyết định đối thủ. Vòng thứ 2-2 cuộc chiến đấu người thắng, liền thu hoạch được tiến thiên cung chuẩn bị ghế. Tuyên bố kết thúc. Kỳ thật quy tắc này rất đơn giản. Trước cho 49 ngày, làm sau cùng chém giết, tranh phong, để người có năng lực, trùng kích trước 8. Tiến vào trước 8. Chỉ cần liên tục đánh thắng 2 trận, 8 tiến 2, liền có thể đạt được thiên cung chuẩn bị ghế. Trong đó vòng thứ nhất chiến đấu quy tắc còn có ý nghĩ. Đây là đầu đuôi hàng chiến.
Cứ như vậy, rất nhiều người liền có thể thông qua khống chế thứ hạng của mình, đến chọn lựa đặc biệt đối thủ. Thí dụ như nói trước mắt thứ 7 Long Lang Lung. Dựa theo trước mắt quy tắc, đối thủ của hắn là thứ 2 Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nhưng hắn đã chiến bại qua, lại đánh không có ý nghĩa. Cho nên, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, lách qua Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ta đã đệ nhất, dẫn trước hơn 200.000 phân, cái này đếm ngược 49 ngày, đối với ta không có ý nghĩa gì, thì nhìn sau cùng hai cuộc chiến đấu. Đối với tu hành người mà nói, 49 ngày, thoáng qua tức thì. Dựa theo trước mắt bài danh, bốn người bọn họ, đều có thể tiến quyết chiến. Lý Thiên Mệnh quyết định, hết thảy căn cứ bài danh biến hóa mà động. Hạng tư là chiến nguyên sách A, hắn đã bị loại, khẳng định không có cách nào về để chiến đấu, cái kia hạng năm đối thủ làm sao làm. Phu tử Thiên hỏi, hạng năm, hiện tại là Dạ Lăng Phong. Không biết, quy tắc không nói, chiến nguyên sách điểm số không lại biến động, sau 49 ngày, hắn còn ở đó hay không trước 8, vậy cũng không biết. Trước mắt cân nhắc vấn đề này không có ý nghĩa. Cụ thể đối thủ là người nào, đếm ngược kết thúc liền biết. Bởi vì Cửu Long Đế Táng đã kết thúc, có thể sẽ không lại có điểm số trên diện rộng bạo tăng tình huống xuất hiện. Nếu như là dựa theo đánh bại đếm chậm chạp gia tăng, cái kia đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hết thảy liền có thể khống. Hắn hỏi Lâm Tiêu Tiêu, người muốn tham chiến sao? Muốn thử xem, Lâm Tiêu Tiêu nói. Người bây giờ bài danh thứ 8, thứ 9 bởi vì không có Long Cung bảo tàng, kém người 200.000 phân, nhưng 49 ngày quá dài, còn phải tùy thời chú ý bọn họ đuổi theo. Lý Thiên Mệnh nói, tốt, những ngày qua, ta tận khả năng tu luyện, muốn là xuất hiện sẽ bị vượt qua tình huống, ta cùng Vũ U liền đi tăng lên điểm số. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Dạ Lăng Phong tình huống cũng kém không nhiều. Hắn tuy nhiên thứ 5, nhưng là không có cùng Lý Thiên Mệnh dạng này nhất kỵ tuyệt trần. Tuyên bố kết thúc về sau, đế tinh bảng phía trên 10.000 tên điểm số, đều đang kéo dài gia tăng bên trong. 10 vị trí đầu bên trong. Chiến nguyên sách con số, rõ ràng bất động. Đã từng 10 vị trí đầu Lam Phi Lâm, sớm đã bị vãi ra. Người phát hiện không có. Dạ Lăng Phong nhìn chằm chằm Tề Thiên Bia nhìn. Long Lang Lung. Lý Thiên Mệnh tu luyện sau khi, ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Đúng, hắn điểm số, đồng dạng cơ bản không nhúc nhích. Dạ Lăng Phong nói. Hắn bài danh thứ 7, so Tiêu Tiêu nhiều không đến 10.000 điểm, dựa theo cái bài danh này. Hắn sẽ đối với phía trên Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trước đây vây công đều chiến bại, hắn khẳng định không muốn lại cùng nàng giao thủ, cho nên, hắn đang đợi Tiêu Tiêu vượt qua hắn, rơi xuống thứ 8, lại bảo trì lại. Long Lang Lung nếu là muốn hướng thứ 6, vậy sẽ phải cùng, không, cạnh tranh, mà hiện ở thời điểm này, không, chính tại điên cuồng gia tăng điểm số. Rơi xuống thứ 8, là ổn thỏa nhất ép ra Vi Sinh Mặc Nhiễm, từ đó chọn lựa đến quả hồng mềm phương thức. Chúng ta dựa vào vây công đánh bại chiến nguyên sách, thực lực xác thực không tính mạnh, cái này Long Lang Lung, tuổi còn trẻ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, còn chiếm được Thánh Long Cung bát giai trật tự thần binh, Cửu Long Đế Kiếm, thực lực khả năng gần với Vi Sinh Mặc Nhiễm, muốn là hắn rơi xuống đến thứ 8, liền sẽ đụng tới ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói, đây là đương nhiên, chỉ cần đánh bại ta, thì có thể xếp hạng đế tinh bảng đệ nhất. Huống hồ, ta lấy đi không ít hắn tổ tiên đồ vật, hắn hành động này. Rõ ràng cũng là coi ta là làm quả hồng mềm, hướng về phía ta tới. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Cửu Long Đế Kiếm, Cửu Long Đế Tôn Đệ Nhất Thần Binh. Luận lực công kích, so thôn giới thần đỉnh mạnh hơn nhiều. Chiến nguyên sách bị loại về sau, trước mắt trước 8 trong đó, muốn tìm một cái đối Lý Thiên Mệnh định ý nặng nhất người, nhất định là cái này Long Lang Lung. Đến mức nguyên do, không khó nghĩ thông suốt. Long Lang Lung có thể sẽ cảm thấy. Cửu Long Đế Táng hết thảy, đều hẳn là hắn. Tiếp đó, hai bánh hai trận chiến. Lần này, có Tề Thiên Chi nhãn tọa chấn, mỗi một trận đều tại thiên hạ chúng sinh không coi vào đâu tiến hành, đánh lên xác thực không giống nhau. Tuyệt đối nhiệt huyết dâng trào. Đó là các thiếu niên khát vọng nhất chiến trường, chân chính dương danh lập vạn chi địa. Hạng 8, là một cái vô cùng thích hợp, đem Lý Thiên Mệnh kéo xuống ngựa bài danh. Tránh thức nhất chiến thành danh. Chứng minh cơ hội của mình. Cái này không khó giải thích, Long Lang Lung vì sao không nhúc nhích, mặc cho Lâm Tiêu Tiêu điểm số vượt qua hắn. Ta muốn không, cũng không tăng lên điểm số. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ngươi muốn tham chiến sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là muốn tham chiến, dù sao đụng một cái phía trên Lý Thiên Mệnh, nàng khẳng định không dùng đánh.
vậy liền vượt qua hắn, đi thứ bảy. Hắn híp mắt nhìn một chút đế tinh bảng. Quả hồng mềm, a. À. Thiên cung vị trí, đối với hắn mà nói, chính là bảo mệnh thân phận. Cho nên, người nào đều không thể ngăn cản. Tại mây hồng bao phủ xuống trật tự chi địa phía trên, trật tự thiên tộc thống trị cương vực thiên hạ đệ nhất, vô mộng thiên quốc, thì thiên hạ đệ nhị. Vô mộng thiên quốc nắm giữ ba tòa đại lục. Ba tòa đại lục trung ương, còn có một mảnh, vân mộng đại dương. Vùng biển này diện tích, so ba tòa đại lục cùng nhau còn lớn hơn, cũng thuộc tại vô mộng thiên quốc địa bàn. Vô mộng thiên quốc tại ở trong đó, kiến tạo rất nhiều trong biển thành trì. Biển cả phồn hoa trình độ, cũng không so lục địa kém. Chỉ nhìn thống ngự cương vực, vô mộng thiên quốc tự nhiên không có cách nào cùng trật tự thiên tộc so sánh. Nhưng đối với so Thái Dương Vạn Tông, nó chính là thế lực bá chủ một dạng tồn tại. Luận diện tích, nó so Hiên Viên Long Tông, vô tự thần điện cùng chiến thần tộc cương vực, cùng nhau còn lớn hơn. Vô mộng thiên quốc mặc dù là kẻ ngoại lai, có thể trong năm tháng dài đằng đẵng đã tại cái này trên Thái Dương, triệt để đặt vững căn cơ. Lấy vô mộng tiên tộc vì hoàng tộc, thống trị vô tận thương sinh. Bọn họ quốc độ, văn minh mà phồn hoa. Tại, vô mộng tiên quân, thống ngự phía dưới, ngày càng lớn mạnh. Vô mộng tiên quốc phần lớn dân chúng, ở tại ba tòa đại lục ở bên trên, thế mà cái kia chí cao vô thượng vô mộng tiên tộc, lại cơ bản tại vân mộng đại dương tu hành. Tại vân mộng đại dương chỗ sâu, có một tòa, mộng trung thành, tương truyền chìm ở biển cả chỗ sâu. Đây là một tòa, có thể so với nửa cái Thanh Vân đại lục cái kia thật lớn trong biển thành trì. Người bình thường, căn bản là không có cách đến. Tòa thành trì này, tại trong biển, lại như là ở trong mây. Tại chung quanh nó, nghe đồn có mấy chục triệu mê huyễn kết giới, sáng tạo ra vô số chân thực huyễn cảnh. Liền xem như lớn nhất cường giả đứng đầu đi tới nơi này, đều như là lâm vào vũng bùn. Rất có thể, cả một đời đều ra không được. Thậm chí có người nói, liền xem như trật tự thiên tộc Thái Dương Đế Tôn, đều công không được nơi này. Mộng Trung Thành, tuyệt đối là trên Thái Dương, nơi thần bí nhất. Trong Mộng Trung Thành, có một tòa thuộc về, vô mộng tiên quân, tiên cung, càng là không người có thể đến tới mộng cảnh. Mây, biển, sương mù, lẫn nhau lượn lờ. Tiến đụng vào cái thế giới này về sau, liền đã không còn cuối cùng. Lúc này Mộng Trung Thành, đầu người toán loạn. Rộng lớn vô biên trên đường phố, như tiên cảnh một dạng vân vụ tràn ngập. Cái này trước kia 10 phần an tĩnh thành trì, bây giờ lại hết sức ầm ĩ, còn nhiều ngự thú sư cùng cự thú, tại trong sương mù trắng biến mất. Mộng Trung Thành bên ngoài biển cả, cũng có một đầu cự thú vọt vào. Những cái kia cự thú, trên cơ bản lấy cá voi làm chủ, to lớn mà sâu xa. Vạn kình tới lui, cả tòa thành trì càng thêm mộng huyễn. Tin tức truyền về. Mộng Trung Thành bên trong, rất nhiều lạnh lùng, tĩnh mịch thanh âm, tại vân vụ nơi hẻo lánh chỗ truyền ra. Đúng, Cửu Long Đế Táng bên trong đi ra đệ tử, tối thiểu có 100.000 người tận mắt nhìn thấy. Vi sinh Mặc Nhiễm không đánh mà lui, đem thôn giới thần đỉnh, thân thủ đưa cho đế tinh bảng xếp hàng thứ nhất Lý Thiên Mệnh. Trải qua kiểm chứng, nàng và cái này Lý Thiên Mệnh, trước kia cũng không quan hệ. Mỗi cái vô mộng tiên tộc, cũng đang thảo luận cùng một việc. Bát giai trật tự thần binh, thôn giới thần đỉnh, là trăm vạn năm trước gây nên Thái Dương Vạn Tông loạn chiến thần vật. Bằng vào chúng ta vô mộng tiên quốc thực lực hôm nay, nếu như nàng nắm bắt tới tay, chúng ta có thể nuốt vào bảo vật này. Người nào có thể biết, nàng vì cái gì làm ra loại này thiểu năng trí tuệ lựa chọn? Không biết, tiên quân, đã nhận được tin tức, vi sinh Mặc Nhiễm là đệ tử của hắn, nhìn hắn xử lý như thế nào đi? Mọi người im lặng, có chút không nghĩ ra. Vi sinh Mặc Nhiễm đứa nhỏ này, những năm gần đây biểu hiện không tệ, đạt được tiên quân cường điệu vun trồng. Nàng làm sao có thể cô phụ nhiều người như vậy tín nhiệm, làm ra loại này khiến người ta thất vọng sự tình. Thôn giới thần đỉnh, đối với chúng ta quá hữu dụng. Nghe nói Hiên Viên Long Tông muốn cầm xuống mấy cái này đệ tử, đã cùng Thanh Hồn Điện làm xong ước định, nhưng, hiện tại Thanh Hồn Điện cầm tới chỗ tốt, có chút vượt qua Hiên Viên Long Tông nắm trong tay. Ta đoán chừng tiên quân bên này, có thể sẽ cân nhắc, đi lấy phía dưới thôn giới thần đỉnh. Cái này, không cần cân nhắc a. Cái này vốn chính là chúng ta vô mộng tiên quốc đồ vật, Mặc Nhiễm chỉ là tạm thời lưu giữ tay đối phương, đúng hay không? Đương nhiên. Mộng Trung Thành nơi này, mãi mãi cũng sẽ không hỗn loạn. Tại cái này Mộng Trung Thành trung ương, cái kia một tòa tiên cung, chính là mọi người trong miệng, vô
Vô Mộng Tiên Quân, chỗ tu hành. Làm trên Thái Dương, tối đỉnh cấp cường giả một trong, hắn sinh ra cùng quật khởi, chính là thần thoại một dạng tồn tại. Một từng lớp sương mù chỗ sâu nhất, một tòa mê huyễn giống như tiên cung, sừng sững tại mây cùng biển ở giữa. Vô số trắng như tuyết màn tre, trong gió bay múa. Bốn phía truyền đến thanh âm du dương, như khóc như bão, kéo dài không dứt. Một mặt hồ nhỏ, một tòa tiểu đình, một thanh chiếc ghế. Mộc trên mặt ghế, nằm một thanh niên. Thanh niên kia có một đầu màu mực tóc dài, hai mắt chìm ở trong mây, trơn bóng trắng nõn gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, cúi thấp xuống lông mi thật dài dưới, giống màu mực thủy tinh một dạng lóe ra thâm thúy hai con mắt, cao thẳng mũi, như là kiếm phong, lại không phá hư khuôn mặt này ưu nhã. Nói tóm lại, này là thế gian thứ nhất hiếm thấy mỹ nam tử. Dung mạo chỉ tại kỳ thứ, càng đặc biệt chính là giấc mộng kia ảo tưởng khí chất. Hắn tựa như là một cái, dung tại cái này đầy trời biển mây bên trong người, hoặc là lại là cái này mộng trung thành bản thân. Cho nên, bao la lại sâu xa, ánh mắt vĩnh hằng vô tận. Tiểu ngư, trí nhớ chỉ có, bảy hơi thở thời gian, vùng vẫy giấy chết, còn tuyển cái kẻ chết thay, lại là cần gì chứ? Thanh niên tự lẩm bẩm, bất đắc dĩ ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn mờ mịt, nhìn về phía trước. Một tay cầm một cái ấm tử xa, một cái khác bài thì duỗi chắp sau lưng đi. Cái kia thon dài giống như là ngọc thạch ngón tay, đặt ở sau gáy của chính mình muỗng phía trên. Chính là tại vô thiên chi cảnh như vậy chân trời góc biển, ngươi liền có thể thoát đi lòng bàn tay của ta sao? Khóe miệng của hắn, lướt qua một tia khinh miệt ý cười. Trong lúc nói chuyện, hắn đẩy ra trên ót tóc. Làm cái này màu mực tóc dài, tản mát hai bên thời điểm, có thể nhìn đến. Một trương tuyệt mỹ thiếu nữ khuôn mặt, xuất hiện tại hắn sau ót. Thiếu nữ kia khuôn mặt, đẹp đến mức như họa một dạng, gọi người ngạt thở. Có thể cái kia một đôi lỗ trống cặp mắt vô thần, lại phá hủy loại này mỹ cảm. Để nàng xem ra, tựa như là một cái không có hô hấp chết người. Nếu như Lý Thiên Mệnh ở chỗ này, hắn nhất định sẽ phát hiện, cái này một trương khuôn mặt của cô gái, cùng vi sinh mặc nhiễm, giống như đúc. Thậm chí ngay cả lông mi, lông mày số lượng, hình dáng, đều không có gì khác nhau. Ngươi nếu không muốn chơi, vậy thì tốt, ta thay ngươi chơi. Câu nói này rơi xuống, bàn tay của hắn, đặt tại trương này thiếu nữ trên mặt. Cùng lúc đó, xa cuối chân trời vô thiên chi cảnh. Một cái tay cầm xanh cây dù tuyệt sắc thiếu nữ, hành tẩu tại hỏa diễm phong bạo ở giữa. Nàng chân trần dẫm tại thiêu đốt thổ địa bên trên, cái kia da thịt tuyết trắng nhiễm lấy than đen giống như đất cát, phát ra xì 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 thanh âm, không ngừng toát ra khói trắng. Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu nàng, xương trắng bốc lên, một trương quỷ dị mặt, xuất hiện tại hắn trước mắt. Tiên quân, vi sinh mặc nhiễm dừng bước, hai tay chậm rãi nắm tay. Có thể quá trình này, ngón tay của nàng phát run dữ dội hơn, trên đầu cùng trên lưng mồ hôi lạnh, cũng không ngừng thẩm thấu ra. Ha ha ha, hàm răng run rẩy, không ngừng trên dưới đụng nhau. Nàng toàn thân bất lực, ngơ ngác nhìn trong sương mù trắng. Cái này một cái mặt không thay đổi nam tử. Hai chân chậm chạp quỳ xuống, đầu gối đặt ở màu đen đất cát phía trên. Tiểu ngư, tự cho là thông minh, chơi rất vui à. Thanh niên hỏi. Thật xin lỗi, tiểu ngư sai. Nàng tiếp tục cúi đầu, đem cái trán dán tại trên mặt đất. Tóc dài tán lạc xuống, trải tại đất cát phía trên. Trong mây mù, thanh niên kia vươn tay, chùm lên sau gáy nàng phía trên. Nhớ kỹ. Ngươi chưa từng tồn tại qua, cũng không muốn khát vọng làm một người, ngươi không phải người, chỉ là một cái quá trình. Hiểu chưa? Minh bạch, ta minh bạch, vi sinh mặc nhiễm nói. Ngươi làm không được khá, lãng phí thời gian của ta, tiếp đó, cái này một trò chơi, để ta tới Bồi Thiên Cung chơi. Câu nói này nói ra về sau, bàn tay kia nắm bắt vi sinh mặc nhiễm cái ót. Tất cả xương trắng, đều tại vị trí này chui vào. Ách! Một khắc này! Vi sinh mặc nhiễm trừng to mắt. Nàng cả người nằm trên đất, không cầm được co rút. Cái kia một khuôn mặt tươi cười dán tại thiêu đốt trên mặt đất, đồng tử không ngừng phóng đại. Mười ngón tay hoàn toàn cắm vào bùn trong đất, trong miệng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chủ nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Trong miệng của nàng, không ngừng phun ra ngâm một chút, ánh mắt trợn trắng, liền giống là thật con cá một dạng, đã mất đi nước, trên đất bằng hoảng sợ dãy giụa. Thẳng đến nào đó trong nháy mắt, ánh mắt của nàng đột nhiên đại biến, toàn thân trên dưới
bỗng nhiên dừng lại. Nháy mắt sau đó, nàng đứng dậy, chậm rãi, cả sửa lại một chút quần áo, quăng một chút tóc dài, rất có phong tình vạn chủng bộ dáng. A, à, ánh mắt của nàng, biểu lộ, thần thái, hoàn toàn đổi một người. Khí chất kia, cùng mộng trung thành người kia, ngược lại là hoàn toàn tương tự. Con mắt của nàng, thoáng nhìn trên đất xanh cây dù. Chỉ thấy nàng khẽ vươn tay, xanh cây dù bay tới, tại trong tay nàng xoay tròn, thành dài. Đến cuối cùng, thành một thanh dài 2 mét thanh sắc trường mâu. Đinh! Nàng đem cái này trường mâu, chỉ hướng đế tinh bảng, ánh mắt hơi híp. Khóe miệng một tia tàn khốc cười lạnh, âm u cùng cực. Đến, bản tôn, tự mình cùng các ngươi chơi. 48, 47. Tề thiên bia phía trên đếm ngược, giảm bớt đến thật nhanh. Tránh thức dấn thân vào đến tu hành bên trong, một ngày thời gian trôi qua, thì cùng một canh giờ giống như. Giống như nháy mắt, tề thiên bia con số, thì thiếu một. Lý Thiên Mệnh mặc kệ bên ngoài như thế nào biến động, hắn thủy chung dựa theo chính mình tiết tấu tới. Ưu tiên tử diệu tinh thần tháp tầng thứ 3. 10 ngày một vòng, mỗi lần trên cơ bản chờ đủ 5 ngày. Trống không thời gian, có cửu long thiên kiếp kiếm, thì không cần đến lại đi khiêu chiến, cổ thần tượng. Ngoại trừ cảnh giới tu hành cùng luyện kiếm, bọn họ cũng thường xuyên thay đổi vị trí, ra ngoài, đi săn, gia tăng điểm số. Nhất là Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu. Bọn họ ngoại trừ tu hành, còn có không ít thời gian, đều dùng tại tăng lên đánh bại đếm phía trên. Vì tại đếm ngược kết thúc trước, tăng lên bài danh, thậm chí xông lên trước 800 triệu đệ tử, vẫn còn đang kịch liệt phấn chiến. Ẩn núp người càng ngày càng ít, ra để chiến đấu người, càng ngày càng nhiều. Đế tinh bảng nửa phần dưới, biến động to lớn. Thế mà, Lý Thiên Mệnh hạng nhất vị trí, vẫn là không người dung chuyển. Hắn nghiêm chỉnh đã thành kỳ tích. Một cái thực lực cũng không tính mạnh đệ tử, nhiều lắm là xếp tại trước năm, nhưng cố tại ngay từ đầu, thì hùng cứ đế tinh bảng đệ nhất. Nhất kỵ tuyệt trần, danh chấn thiên hạ. Bây giờ có người căn cứ các phương đệ tử, đoạn thời gian trước biểu hiện, cho đế tinh bảng 20 vị trí đầu đệ tử, làm thực lực chân thật sắp xếp. Trong đó Vi Sinh Mặc Nhiễm đệ nhất, Long Lang Lung thứ hai, Vô Tự Thần Điện, không, xếp hạng thứ ba. Chiến Nguyên Sách bị loại, không có nhập bảng. Xếp tại thực lực thứ tư, là hiện tại đế tinh bảng hạng 9, Sở Kinh Xuyên. Lý Thiên Mệnh bị xếp tại thứ 10. Thực lực bảng thứ tư đến thứ 9, đều không có Thanh Hồn Điện đệ tử, mà chính là còn lại mấy cái nhất lưu thế lực đệ nhất đệ tử. Bọn họ hiện tại vô đế tinh bảng thứ 9 đến 15 tên. Thực lực của bọn hắn cùng thiên phú, đều rõ như ban ngày, nhưng lại không thể đạt được Long Cung Bảo Tàng, từ đó vào không được đế tinh bảng trước 8, rất khiến người ta tiếc hận. Nói ngắn gọn, đại đa số người vẫn là cho rằng, cái này 4 cái Thanh Hồn Điện đệ tử, không có có đủ thực lực xứng đôi dạng này địa vị. Bọn họ hợp lực vây công đánh bại Chiến Nguyên Sách, cũng không tính cỡ nào xuất sắc. Ngoại trừ Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện cùng Chiến Thần Tộc, còn lại 6 cái nhất lưu thế lực đệ nhất đệ tử, thực lực đều rất mạnh. Bọn họ điểm số, trong khoảng thời gian này, chứng đến hung mãnh nhất. Thế mà, Long Cung Bảo Tàng mang tới 200.000 chênh lệch, vẫn là quá lớn. Lâm Tiêu Tiêu tu luyện sau khi, thì ra ngoài chiến đấu. Coi như nàng tăng phúc không cao lắm, ngắn hạn bên trong, hạng 9 vẫn là đuổi không kịp nàng. Đế tinh bảng trước 8, rõ ràng nhất là, thứ hai Vi Sinh Mặc Nhiễm, điểm số tăng vọt tăng tốc, đuổi sát Lý Thiên Mệnh. Chiến Nguyên Sách, vẫn vị trí đều không thay đổi. Long Lang Lung chậm chạp gia tăng. Cứ theo đà này, hắn nhất định bị Lâm Tiêu Tiêu vượt qua. Người trong thiên hạ đều biết Long Lang Lung ý nghĩ. Cái này rất bình thường, dù sao hắn rõ ràng Vi Sinh Mặc Nhiễm mạnh cỡ nào. Làm người xưng, thực lực bảng, thứ hai đệ tử, hắn lớn nhất không cần thiết, cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm cứng đối cứng. Chỉ cần bỏ lỡ Vi Sinh Mặc Nhiễm, hắn đại khái dẫn có thể trở thành hai cái thiên cung chuẩn bị ghế một trong. Mà lại, 49 ngày thời gian, hắn không đi tăng lên điểm số, liền sẽ có thời gian dài, đến tăng thực lực lên, quen thuộc cửu long đế kiếm. Trên thực tế, Long Lang Lung cũng là tại, tốc độ cao nhất tăng cường chính mình. Hắn là muốn tại trước khi quyết chiến, lại đề thăng một cảnh giới, đến tinh tướng thần cảnh cấp 6. Bởi vì vô thiên chi cảnh khai chiến trước, hắn vừa phục dụng thần đan, tăng lên quá cảnh giới, cho nên một bước này so sánh treo. Bất quá, coi như chỉ là đề cao cửu long đế kiếm độ thuần thục, hắn đều có thể tăng cường rất nhiều.
thừa dịp sau cùng thời gian, làm sau cùng xông vào, lòng lang lung tiểu hài này, thật là có thể. Luận thiên phú, hắn rất có thể là cái này 1 tỷ người bên trong mạnh nhất một cái, dù sao hắn so Vi Sinh Mặc Nhiễm còn nhỏ mấy tuổi. Dù sao cũng là Thánh Long Hoàng cháu trai, cái kia một đôi sừng rồng mọc ra, chứng minh là Thánh Long thiên phú, liền đã định trước tại mấy trăm năm về sau, trở thành mới Thánh Long Hoàng, thống ngự Hiên Viên Long Tông. Long lang lung cũng là vận khí không tốt, vừa tốt kẹt tại 20 tuổi, nếu là hắn vãn sinh 1 năm, đợi đến 29 lại tham chiến, ai có thể địch. Cái kia chính là lần tiếp theo vô thiên chi chiến, lần tiếp theo cũng không có Cửu Long Đế Táng, càng không Cửu Long Đế Kiếm. Cái kia ngược lại là, nắm giữ Thánh Long Thiên Phú, lại có Cửu Long Đế Kiếm, tương lai của hắn, hẳn là siêu việt Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ta cảm thấy, Luân Thiên Phú, hắn kéo ra còn lại đế tinh bảng 10 vị trí đầu trọn vẹn một mảng lớn. Thật, Thiên Cung đem sau cùng quyết chiến, định là thực lực phân thắng bại, đối với tuổi nhỏ Long Lang Lung tới nói, quá không công bằng. Nếu là hắn tại trong vòng 49 ngày, có thể đột phá đến tinh tướng thần cảnh cấp 6, vậy liền tuyệt. Đế tinh bảng đệ nhất đều có thể. Tề Thiên Chi Nhãn, vô cùng chú ý Long Lang Lung. Có một cái thị giác, thời khắc đều tại thiếu niên này trên thân. Bây giờ đã có mấy trăm cái Hiên Viên Long Tông đệ tử, toàn bộ quay chung quanh ở trên người hắn, toàn lực làm hộ pháp cho hắn. Loại chiến trận này, người khác nhìn liền phải ẩn núp. Long lang lung là chạy đế tinh bảng đệ nhất đi, hắn đây là muốn khống chế điểm số, chọn lựa Lý Thiên Mệnh làm đối thủ. Thú vị là, Bạch Long Hoàng trước đây tuyên bố, muốn tại sau khi chiến đấu, thu Lý Thiên Mệnh vì Hiên Viên Long Tông đệ tử, cái này chẳng phải là trong tông môn quyết đấu. Người bên ngoài biết, bên trong tiểu hài tử nhưng không biết, ta nhìn hắn thẳng oán hận Lý Thiên Mệnh, cầm quá nhiều bảo tàng. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh còn có một tòa Bạch Long Cung bảo tàng, có lộ ra là cái gì không? Tạm thời không có, Thiên Cung không có cho hắn thị giác, hắn điểm số gia tăng không vui, đoán chừng cũng tại tu hành đi. Lâm thời xông vào, hắn mấy tuổi, làm chính mình cũng là Thánh Long Thiên Phú. Đừng cười, người này nói thế nào, đều là rất có bản lĩnh đó a. Ta ngược lại thật ra không có cười, ta chính là hiếu kỳ, Hiên Viên Long Tông còn lại Long Hoàng, đối với chuyện này thấy thế nào. Nửa đường thu nhận đệ tử, quyết đấu huyết mạch chính thống. Nói thật đi. Hiên Viên Long Tông, cuối cùng vẫn là nhìn trọng huyết mạch cùng xuất thân. Loại này bởi vì lợi ích thu nhận đệ tử, tùy thời đều có thể nửa đường ném đi, bảo vật nắm bắt tới tay là được rồi. Bị Hiên Viên Long Tông che chở, là phúc là họa, cái kia chưa chắc đã nói được. Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong, Lâm Tiêu Tiêu cái này 3 cái, tương lai như thế nào, rất treo. Bên ngoài xôn xao, Lý Thiên Mệnh lòng yên tĩnh như thủy. Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 3 bên trong, 1 triệu tinh tướng thần cảnh tiền bối thiên hồn, hướng sớm triều tịch, đều tại đem chính mình tu luyện cố sự, lan truyền cho hậu nhân. Hy vọng hậu nhân có thể tại hắn trong tu luyện, đạt được dẫn dắt, đạt được tăng cường chính mình thần ý hiệu quả. Mệnh kiếp thiên ý trưởng thành, đến cuối cùng trước mắt. Kiếp nạn, là gồng xiềng của vận mệnh, cũng là thiên địa ràng buộc. Phá kiếp mà tân sinh, sinh mệnh tầng thứ thuế biến. Kỳ thật tu luyện bản thân cũng là phá kiếp, phàm nhân từng bước một thành thần, cùng trời đoạt mệnh. Đầu này nói, muốn đi con đường, quá dày nặng, quá phức tạp. Phong phú toàn diện. Rất khó. May mắn, 49 ngày, tiếp cận 2 tháng, thời gian xác thực sung túc. Tuy nhiên, chúng ta tại lần thứ 2 thành thần, nhưng dù sao ta còn tại phá kiếp sau bạo phát kỳ. 49 ngày, đủ. Không nhanh không chậm, tuần hoàn từng bước. Không cần thần đan. Tự mình trưởng thành, cũng tại Lý Thiên Mệnh trong kế hoạch. Phu tử Thiên cầm tới thôn giới thần đỉnh, mang ơn, đang chuẩn bị đem sau cùng một cái vạn đạo thần đan cho hắn, nhưng là để Lý Thiên Mệnh cự tuyệt. Hắn thật không cần. Hắn không phải Dạ Lăng Phong, thần đan thứ này, phục dụng nhiều, tác dụng sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Một bước lên trời, không bằng vùi đầu khổ luyện, đem mỗi một chi tiết nhỏ, đều trưởng khống tốt. Cùng lúc đó, hắn tại dung hợp Cửu Long Thiên Kiếp kiếm lưỡng kiếm về sau, bắt đầu tu luyện đệ tam kiếm. Viêm Long, Hỏa Bào Long Kiếm. Một kiếm này rất có ý tứ. Đang thi triển kiếm này thời điểm, kiếm nhận chấn động, hỏa quang ngập trời, tầng tầng kiếm thế đối chọi, sẽ sinh ra nổ thật to thanh âm. Loại thanh âm này, đạt đến Lam Hoang Hồng Mông âm 3 loại kia hiệu quả. Càng đáng sợ chính là, đây là đem hỏa diễm gào thét âm 3, hội tụ tại mỗi một trên thân kiếm.
hội tụ tại kiếm khí bên trong, đâm về đối thủ. Đối thủ kia hai lỗ tai, sẽ trong khoảng thời gian ngắn, tiếp nhận ngưng tụ thành bó thanh âm trùng kích. Loại thanh âm này đặc điểm, cũng là lớn, cũng là oanh minh. Gần như có thể trong nháy mắt, đem đối thủ cho phủ đầu chấn ngất đi. Lý Thiên Mệnh học hội cái này cơ sở chín kiếm một trong, chỉ dùng 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, hắn thi triển hỏa bào long kiếm, như là hỏa long buông xuống, kiếm thế hóa thành vạn long gào thét, hỏa diễm kiếm khí bao phủ thời khắc, kiếm âm thanh bạo phát, thanh thế cực kỳ thật lớn, thì cùng nổ tung giống như. Hỏa bào long kiếm bản thân uy lực, cùng thiểm quang sát kiếm không sai biệt lắm, độ khó khăn không lớn. Tránh thức nạn là đem cái này hỏa bào long kiếm, cùng thiểm quang sát kiếm, huyết tế hung kiếm, dung hợp lại cùng nhau. Hình thành lại nhanh, lại mãnh liệt, còn bổ sung thanh âm nổ tung một kiếm. May ra, Lý Thiên Mệnh có nhiều thời gian. Thiên cung cho 49 ngày, thực sự quá dư giả. Dư giả đến, Lý Thiên Mệnh có thể tiến hành theo chất lượng, chẳng những vững chắc phục dụng vạn đạo thần đan đột phá lực lượng, càng đem mệnh kiếp thiên ý, thuận lợi tăng lên tới đạp thiên chi cảnh đỉnh phong. Đạp thiên thập nhị giai, trật tự thiên, cuối cùng đã tới. Chỉ kém tinh tướng thần cảnh, cách xa một bước. Mệnh kiếp thiên ý, kém một chút, lột xác thành thần ý. Thường thường loại thời điểm này, là tu hành lớn nhất đại bình cảnh. Có ít người kẹt tại loại cảnh giới này, mấy chục năm trên trăm năm. Có ít người một ngày đốn ngộ, xông lên mới đại cảnh giới. Theo đạp thiên chi cảnh đến tinh tướng thần cảnh, chủ yếu nhất là thành tựu tinh tướng. Mà tinh tướng sinh ra, nhất định phải lý giải tinh tướng. Xếp thời gian, cũng không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới, phu tử thiên vạn đạo thần đan, có lẽ có thể trợ giúp chính mình. Nhưng, vạn đạo thần đan hiệu quả, khẳng định không bằng đại đạo nguyên ma đan. Hắn cảm giác hy vọng không lớn, cho nên không muốn lãng phí. Thiên ý biến hóa thành thần ý quá trình, là thần ý đặt vững cơ sở hạch tâm, một bước này nếu dùng thần đan học cấp tốc, rất có thể toàn bộ thần ý cơ sở, không đủ ổn định, vì tương lai đột phá, chôn xuống tai họa ngầm. Rất nhiều dựa vào thần đan nuôi nấng, bồi dưỡng được thiên tài, tiền kỳ thiên phú tăng mạnh, mấy trăm tuổi về sau, thần ý thủng trăm ngàn lỗ. Muốn thành tựu chánh thức đỉnh cao cường giả, ngược lại so có tài nhưng thành đạt muộn người càng khó. Ngươi thật đúng là bình tĩnh, đến đón lấy nhất chiến, quan hệ đến vận mệnh, tiền đồ, ngươi còn có thể nhịn được thần đan dụ hoặc. Phu tử thiên lần này, là từ tâm kính nể hắn. Càng là tiếp xúc, hắn càng là phát hiện, Lý Thiên Mệnh trên người chỗ bất phàm. Dù cho cảnh giới đột phá, Lý Thiên Mệnh còn đắm chìm ở trong thế giới của mình, dung hợp ba long thiên kiếp kiếm. Có lẽ, nó không gọi cái tên này, nhưng có quan hệ gì đâu. Kiếm uy lực, không lại bởi vì tên mà thay đổi. Một khi hình thành ba long thiên kiếp kiếm, cái kia một kiếm này uy lực, liền có thể tăng lên một cái lượng cấp. Rất có thể, ngũ cảnh thần quyết bên trong, đều không có đối thủ. Một khi ta nắm giữ tinh tướng, lại điệp ra kiếm thể, thức thần, một kiếm này uy lực càng mạnh. Tinh tướng sắp có, thức thần không thể dùng, như vậy, nơi nào sẽ có kiếm hình nguyên tố thần tai? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cái này mênh mông vô thiên hỏa trụ. Nơi này khắp nơi đều là nguyên tố thần tai. Nhưng, đỉnh cấp kiếm hình nguyên tố thần tai, giống như không có. Đếm ngược còn lại vị trí. Lý Thiên Mệnh hỏi một chút. Dạ Lăng Phong dựa vào cái này đại đạo nguyên ma đan cùng vạn đạo thần đan song trọng còn sót lại dược hiệu, đạt tới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Người dạng này trưởng thành, thật sẽ không thần ý bất ổn sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Sẽ không, nguyên thủy chi môn có thể không ngừng ma luyện, làm cho biến đến tinh túy, bỏ đi vô dụng tạp chất, bỏ đi hỗn loạn suy nghĩ. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cho nguyên thủy ma tôn giơ ngón tay cái lên. Thật sự là nghiêu bức. Sinh sinh đem Dạ Lăng Phong, tạo thành không tác dụng phụ ấm sắc thuốc. Đến mức Lâm Tiêu Tiêu, nàng có thể sử dụng truyền thừa thiên hồn tiếp tục tiến bộ, vốn là ba người bên trong nhanh nhất. Mà lại, nàng là cái dân liều mạng tính cách. Nàng cũng mặc kệ tương lai như thế nào, càng bất kể có thể thành hay không tuyệt thế cường giả. Chỉ cần bây giờ có thể cường đại, nàng thì hài lòng. Hơn 40 ngày, nàng còn chính mình ra ngoài. Tranh đoạt truyền thừa thiên hồn. Đến mức, cảnh giới của nàng vẫn tại ba người chi bên trong bảo trì dẫn trước, đạt đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4. Nhưng không hề nghi ngờ, lực chiến đấu của nàng ba người bên trong kém cỏi nhất. Những ngày gần đây, nàng ngược lại là càng ngày càng quen thuộc long huyết thần hoang.
thẳng cảm ơn ông trời cung, cho 49 ngày đếm ngược, nếu không chúng ta mấy cái, căn bản không có cách nào đối mặt cái này cuối cùng quyết chiến. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đây là vô thiên chi cảnh bên trong, hỗn loạn nhất thời gian, khắp nơi đều tại chiến đấu, chém giết. Giống như bọn họ, có tư cách an tĩnh lại người, cũng không nhiều. Bây giờ, cuối cùng quyết chiến, lập tức liền muốn bắt đầu. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa, nhìn thoáng qua đế tinh bảng bài danh. Mới trước 8 bài danh, liệt kê như sau. Hạng nhất, Lý Thiên Mệnh Thanh Hồn Điện 810.000 phần. Hạng 2, Phi Sinh Mặc Nhiễm Vô Mộng Tiên Quốc 740.000 phân. Hạng 3, Phụ Tử Thiên Thanh Hồn Điện 480.000. Hạng 4, Không Vô Tự Thần Điện 460.000 phân. Hạng 5, Tiểu Phong Thanh Hồn Điện 400.000 phân. Hạng 6, Chiến Nguyên Sách Chiến Thần Tộc 390.000 phân. Hạng 7, Lâm Tiêu Tiêu Thanh Hồn Điện 360.000 phân. Hạng 8, Long Lang Lung Hiên Viên Long Tông 350.000. Hạng 9, Sở Kinh Xuyên Thiên Thần Kiếm Tông 280.000 phân. Tất cả mọi người mỗi ngày đều đang chăm chú thứ hạng này. Trong này có mấy cái chi tiết. Đệ nhất, Chiến Nguyên Sách một phần không thay đổi, theo thứ tư rơi xuống thứ sáu. Thứ hai, Long Lang Lung điểm số cơ bản không có tăng lên, theo thứ bảy, thuận lợi, rơi xuống thứ tám. Thứ ba, hạng 9 Thiên Thần Kiếm Tông, Sở Kinh Xuyên, cái này hơn 40 ngày bên trong, như là điên ma một dạng chiến đấu, tăng lên, muốn xông lên thứ 8. Nhưng là, không biết sao tất cả mọi người không phải người ngu. Tại vô thiên chi cảnh lớn như vậy địa phương, đám người không có tụ tập, một ngày có thể tìm tới, đánh bại mấy ngàn người, đều là cực hạn. Mà lại, tất cả mọi người tại dãy lấy đánh bại đối thủ, tăng lên điểm số. Cho nên, đối mặt 200.000 chênh lệch, hắn vẫn là không đuổi kịp. Còn lại mấy ngày, hy vọng rõ ràng không lớn. Thiên Thần Kiếm Tông, tại thiên bảng bài danh thứ 5, chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tông. Thanh Hồn Điện chính là tại trăm vạn năm trước, với Thiên Thần Kiếm Tông chia ra tới. Cho nên, bên ngoài bây giờ Thiên Thần Kiếm Tông đám người, có thể nói tương đương âu lửa. Còn có một chút kỳ quái chỗ. Vi Sinh Mặc Nhiễm kỳ thật không cần thiết tăng lên điểm số, thứ hai cùng đệ nhất. Tiến Thiên Cung cơ hội không sai biệt lắm. Nhưng, nàng tại cái này sau cùng thời điểm, cứ thế mà tăng lên mấy trăm ngàn phân, đánh bại mấy trăm ngàn người. Hiệu suất cùng Sở Kinh Xuyên đều không khác mấy. Bất quá, trước mắt xem ra, cái này sau cùng mấy ngày, nàng vẫn là khó vượt qua Lý Thiên Mệnh. Bảng danh sách này sắp xếp, càng chứng minh Cửu Long Đế Táng bảo tàng tầm quan trọng. Thiên Cung cho Sở Kinh Xuyên loại này đệ tử 49 ngày cơ hội. Không biết sao bọn họ cuối cùng vẫn là không có lật bàn đuổi kịp, kỳ thật cũng cần phải không lời nào để nói. Cứ như vậy, đối chiến hàng ngũ, cơ bản xác định. Vòng thứ nhất bên trong. Trận chiến đầu tiên, Lý Thiên Mệnh quyết đấu Long Lang Lung. Thứ hai chiến, Phi Sinh Mặc Nhiễm quyết đấu Lâm Tiêu Tiêu. Cuộc chiến thứ ba, Phụ Tử Thiên quyết đấu Chiến Nguyên Sách. Thứ tư chiến, không quyết đấu Tiểu Phong. Vấn đề là, Chiến Nguyên Sách đã bị loại. Dựa theo vô thiên chi chiến căn bản quy tắc, bị loại, không có khả năng nắm giữ Tiến Thiên Cung cơ hội. Nói cách khác, Phụ Tử Thiên, rất có thể luân không, trực tiếp tiến trước 4. Thiên Cung rõ ràng cân nhắc qua loại tình huống này, mới cho 49 ngày thời gian, để người phía sau trên đỉnh đến, đem Chiến Nguyên Sách cầm xuống đi. Chỉ là đáng tiếc, không ai làm được a. Đương nhiên, cụ thể xử lý như thế nào vấn đề này, theo cuối cùng quyết chiến một ngày này đến. Lập tức liền sẽ có đáp án. Vòng thứ nhất trận chiến đầu tiên, từ đế tinh bảng đệ nhất Lý Thiên Mệnh, quyết đấu thứ 8 Long Lang Lung, thì tràn đầy lo lắng. Một phe là thấp xuất thân, lại mặc danh kỳ diệu hào đoạt trọng bảo, chiếm lấy đế tinh bảng đệ nhất thần bí đệ tử, đến bây giờ đều không tại trước mặt công chúng, bày ra vượt qua tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4 trở lên thực lực. Một phe là thiên bảng thứ 2 tông môn xuất thân, Thánh Long Thiên Phú gia trì. Tay cầm bát giai trật tự thần binh Cửu Long Đế Kiếm Thiên Chi Kiêu Tử, hắn là bị liệt là thiên phú đệ nhất, thực lực thứ hai tao nhã thiếu niên. Người nào có thể chân chính đệ nhất? Trong thiên hạ, rửa mắt mà đợi. Một ngày này, theo đếm ngược kết thúc, tề thiên bia phía trên, cái kia hơn vạn tên phía sau điểm số, triệt để dừng lại, không lại biến hóa. Cái này hoàn toàn nói rõ, đối với trước 8 bên ngoài đệ tử tới nói, vô thiên chi chiến đã kết thúc. Có người đạt được tạo hóa, có người thất vọng trở ra. Có người trên bảng có tên,
Quang Tông Diệu Tổ, có người không có tiếng tăm gì, vĩnh viễn hèn mọn. Không rảnh cảm khái. Bởi vì trật tự chi địa ánh mắt, đều tập trung ở Tề Thiên Bia trên cùng, cái kia đỏ như máu tám cái tên phía trên. Vô Thiên Hỏa trụ bên ngoài. Mắt trần có thể thấy, người chung quanh nhiều hơn. Bốn phía hành tẩu người, đại đa số đều là trăm tuổi trở lên, chính vào thanh niên trai tráng. Tại trật tự chi địa phía trên, tất cả cao đẳng chủng tộc đệ tử, từ khi ra đời 50 năm bên trong, đều là tu vi nhanh chóng trưởng thành kỳ. 50 đến 2-300 tuổi, cơ bản đều có thể giữ lại thanh niên tướng mạo, tu vi tiến triển tuy nhiên không bằng 50 tuổi trước, thế nhưng không tính kém. Từ 300 tuổi về sau, bởi vì đại đa số người cảnh giới đã khá cao, thêm bên trên thiên phú cực hạn, trưởng thành liền sẽ chậm dần rất nhiều. Thậm chí trung thân khó tiến bộ, vững chắc trước mắt thần ý, đều sẽ khó khăn. Hy Hoàng 500 tuổi có thể giữ lại thanh niên bề ngoài và khí huyết, tại cái này trật tự chi địa phía trên, đại đa số người đều có thể. Thí dụ như Giang Thanh Lưu, hơn 800 tuổi, xem ra cũng chỉ là vừa tiếp cận trung niên. Hắn tu vi cảnh giới cùng nhục thân khí huyết, đang tại cả đời đỉnh phong. Bên cạnh hắn Bạch Long Hoàng, Long Uyển Oánh, số tuổi cùng hắn tương đương, nhưng nữ tử dù sao chú trọng bảo dưỡng, cho nên xem ra, có thể so sánh Giang Thanh Lưu muốn trẻ trung hơn rất nhiều, khí sắc càng tốt hơn. Chính là trong cuộc đời, xinh đẹp nhất niên kỷ hoa. Trong khoảng thời gian này, Giang Thanh Lưu đối đế tinh bảng bài danh biến hóa, thời gian dài trợn mắt hốc mồm. Càng như vậy, hắn thì càng sợ. Vì để tránh cho bị người bắt cóc ám sát, hắn có thể một hơi thời gian, đều không dám rời đi Bạch Long Hoàng bên cạnh thân. Long Uyển Oánh thực lực địa vị đều cao. Hiên Viên Long Tông tăng viện hơn 1000 nhân mã, đều tại phụ cận. Thiên bảng thứ 2 tông môn quyền uy, tạm thời không người khiêu chiến. Nói thật, Vô Mộng Tiên Quốc cùng Vô Tự Thần Điện, bài danh thiên bảng đệ nhất, thứ 3, nhưng bọn hắn đều không phải là cao điệu thế lực, không thế nào diệu võ dương oai. Bây giờ cũng liền chiến thần tộc cùng thứ 5 thiên thần kiếm tông, dám ở Hiên Viên Long Tông trước mặt, bày ra nhìn chằm chằm thái độ. Thời gian hôm nay, Giang Thanh Lưu cùng Long Uyển Oánh, cũng chỉ có thể lẫn nhau ở giữa, mắt to chừng mắt nhỏ. Phu tử thiên thực lực, đến cùng như thế nào? Long Uyển Oánh sụ mặt hỏi. Cái kia, không kém, tuyệt đối không kém, ngươi cân nhắc tốt, đem hắn cũng mang về Hiên Viên Long Tông sao? Giang Thanh Lưu hỏi. Đừng suy nghĩ. Ta mang không đi Vu Tử Thiên, thôn giới thần đỉnh là đồ tốt, nhưng chúng ta cầm quá thật tốt chỗ, thật ăn không vô. Trừ phi chỉ lấy Vu Tử Thiên, đem Lý Thiên Mệnh cái này ba cái, trả lại cho các ngươi Thanh Hồn Điện. Long Uyển Oánh chân thành nói. Vậy các ngươi liền được Cửu Long Đế Kiếm cùng thôn giới thần đỉnh, không phải cũng rất tốt. Giang Thanh Lưu tối thiểu nhất, hay là hy vọng Vu Tử Thiên có thể an toàn. Tốt thì tốt, bất quá, đây là tốt nhất khác biệt bảo tàng. Có thể ăn được hay không đến dưới, ta còn không xác định. Còn nữa, Phu Tử Thiên ta có thể không muốn, Lý Thiên Mệnh ta nhất định phải mang đi. Long Uyển Oánh nói. Nói cho cùng, người vẫn là không làm được quyết định. Giang Thanh Lưu bĩu môi nói. Ai nói, sự kiện này ta toàn quyền phụ trách. Long Uyển Oánh trừng mắt liếc hắn một cái. Sự tình có biến, quan hệ đến tông môn hưng vong, một mình ngươi chỗ nào có thể quyết định. Đều nhanh cuối cùng quyết chiến. Còn lại Long Hoàng, đoán chừng nhanh đến đi. Giang Thanh Lưu chớp mắt nói. Cửu Long Đế Kiếm cùng thôn giới thần đỉnh xuất hiện về sau, chuyện tính chất, phát sinh biến hóa mới. Im miệng đi ngươi. Long Uyển Oánh nghiến răng nghiến lợi, cái kia như mật đào giống như môi đỏ, có hồng nhuận phơn phất lộng lẫy. Ngươi nghĩ ra được đệ tử Lý Thiên Mệnh, lập tức liền muốn cùng Thánh Long Hoàng bảo bối tôn nhi quyết đấu, giữa bọn hắn chỉ có một cái, có khả năng đạt được thiên cung chuẩn bị ghế, nói một câu nói thật. Người chống đỡ người nào? Giang Thanh Lưu sắc mặt quái dị hỏi. Người nào thắng, ta thì chống đỡ người nào? Long Uyển Oánh nói. Ha ha, người không phải hợp cách Hiên Viên Long Tông Long Hoàng A, hiện tại Lý Thiên Mệnh vẫn là ta Thanh Hồn Điện đệ tử đâu, người sao có thể chống đỡ đâu? Long Lang Lung có thể là các người Hiên Viên Long Tông Thiên Chi Kiêu Tử, có Cửu Long Đế Kiếm, tăng thêm Thánh Long Thiên Phú, hắn cũng là Hiên Viên Long Tông tương lai bồi dưỡng hạch tâm A. Giang Thanh Lưu cười nói. Im miệng, ồn ào. Long Uyển Oánh không thèm để ý hắn. Bất quá, trong nội tâm nàng chính là rõ ràng. Nàng muốn đem Lý Thiên Mệnh bọn họ, mang về Hiên Viên Long Tông tin tức, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Hiện tại Long Lang Lung vì tránh đi vi sinh mặc nhiễm, chuyên môn chọn lựa Lý Thiên Mệnh làm đối thủ, làm quyết chiến bắt đầu chi chiến,
hai người đệ tử ở giữa liên lụy, ràng buộc, đưa tới trời hạ chú ý. Bây giờ đếm ngược đã kết thúc, chính là đến khẩn trương nhất thời khắc. Đúng vào lúc này, có người tới, tại Long Uyển Oánh bên người thông báo vài tiếng. Long Uyển Oánh sắc mặt, lập tức biến đến có chút không vui. Đi, dẫn người đi gặp người. Long Uyển Oánh sau khi nói xong, trực tiếp quay người, chân đạp bước liên tục, dáng người chập chờn, hướng phía sau mà đi. Người nào? Giang Thanh Lưu vội vàng đuổi theo, chung quanh hơn ngàn cái hiên viên Long Tông đệ tử, cũng toàn bộ đi theo. Hai cái khiến người ta gặp muốn ói người. Long Uyển Oánh mặt mỉm cười, hướng về phía Giang Thanh Lưu nói ra câu nói này. Giang Thanh Lưu cúi đầu xuống, hắn đã đoán được là ai, biểu lộ tự nhiên có chút khẩn trương. Hiên viên Long Tông hơn nghìn người quy mô tiến lên. Trước mắt mưa lửa còn tại tàn phá bừa bãi. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một mảnh lửa trong sương mù, Long Uyển Oánh mang theo Giang Thanh Lưu, phủ đầu đi vào trong đó. Sương mù cuồn cuộn, phía trước bóng mờ tràn ngập. Giang Thanh Lưu cái trán có chút đổ mồ hôi. Bởi vì, tại trước mắt hắn khoảng 100 mét địa phương, đứng đấy một cái khiến người ta kính úy tồn tại. Người này khí tức tựa như là một đầu 10.000 mét lớn lên siêu cấp thần long. Đó là già thiên tế nhật cự thú, hoàn toàn áp chế ở trên người hắn, để hắn đều có loại thở không nổi cảm giác. Phải biết, hắn Giang Thanh Lưu, có thể không tính là tiểu nhân vật, cũng không phải tiểu bối. Cái này trên Thái Dương, làm cho hắn như thế không thở nổi người, cơ bản không cao hơn 20 cái. Hắn đỉnh lấy áp lực, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy tại trước mắt hắn, có một cái áo đen lão giả, gác tay mà đứng. Hắn người mặc rộng lớn màu đen long bào, tóc đâm thành một chùm, giống như là một đầu cây roi một dạng rủ xuống, chỗ mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc, muốn đến chính là hắn con mắt thứ ba. Đặc biệt nhất còn là hắn trên đầu, có cùng long lang lung một dạng độc giác, chứng minh hắn là hiên viên Long Tông đỉnh phong Thánh Long Thiên Phú. Lão giả tuổi tác không nhỏ, tối thiểu ngàn tuổi trở lên. Nhưng hắn thần uy cuồn cuộn, khí thế uyên bác, tiện tay đứng thẳng, thì có định đỉnh thiên hạ khí tràng. Chỉ nhìn một chút, Giang Thanh Lưu liền minh bạch, người này hoàn toàn có, đệ nhất Long Hoàng, thực lực cùng chấn nhiếp lực. Hắn tuổi tác không nhỏ, có thể cũng không lộ vẻ suy yếu, ngược lại, hắn số tuổi, mỗi một năm đều đại biểu cho lịch duyệt, tư lịch, đại biểu cho kinh nghiệm phong phú, đại biểu cho nhìn quen mưa gió. Loại này người, trên đại thể cái này vô thiên hỏa trụ bên cạnh, 99,99% người, đều phải xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Vãn bối Thanh Hồn Điện Giang Thanh Lưu, bái kiến Thánh Long Hoàng tiền bối. Giang Thanh Lưu cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, liền vội vàng tiến lên mấy bước, nửa quỳ tại cái kia hắc long bào trước mặt lão giả. Nhanh lên đi, đệ nhất danh sư. Một cái lãnh đạm bên trong, lại cất giấu chiêu thức cùng mỉa mai thanh âm nữ nhân, tại Giang Thanh Lưu trước mắt vang lên. Giang Thanh Lưu ngẩng đầu, liền nhìn đến lão giả kia bên cạnh, còn có một cái tuổi tác cùng Long Uyển Oánh tương tự nữ tử. Nữ tử kia thân mặc một thân váy đen phía trên cũng thêu lên tinh mỹ thần long, váy đen phụ trợ phía dưới, thân thể của nàng đoạn cực kỳ thướt tha, nóng bỏng đến làm cho Giang Thanh Lưu trung niên nhân này, đều có chút miệng đắng lưỡi khô, quả thực đường cong xinh đẹp, ba đào hung dũng, ngọn núi miêu tả sinh động. Lại hướng lên nhìn, liền gặp mỹ nhân này, đã sớm thụ năm tháng lắng đọng, mỗi một ánh mắt cùng khóe môi biến hóa, đều mang liêu nhân phong tình. Chỉ là loại này phong tình. Cũng không đối Giang Thanh Lưu triển lãm, cho nên hắn chỗ đã thấy, chỉ có nàng mặt ngoài tán thưởng. Hắn ánh mắt chỗ sâu kiêu căng, người bình thường nhìn không ra, có thể Giang Thanh Lưu meo liếc một chút thì đã hiểu. Trách không được Long Uyển Oánh nói, đây là hai cái khiến người ta gặp muốn ói người. Trong hai người, lão giả là hiên viên Long Tông đệ nhất Long Hoàng, Thánh Long Hoàng. Hắn là thất Long Hoàng bên trong quyền thế tối cao người, hiên viên Long Tông trước mắt người đứng đầu. Đến mức cái này váy đen nữ nhân, thì là Thánh Long Hoàng nữ nhi, Long Hy Thiến. Nàng và Long Uyển Oánh cùng thế hệ. Giang Thanh Lưu còn biết một chi tiết. Cái kia chính là, trước đây Long Uyển Oánh cùng Long Hy Thiến, cùng một chỗ cạnh tranh, Bạch Long Hoàng, vị trí. Hai người đi qua mỗi cái phương diện so đấu, đều là Long Hy Thiến chiếm cứ ưu thế, dù sao phụ thân nàng là Thánh Long Hoàng, mà lại bọn họ ra đại nghiệp đại. Xem xét lại Long Uyển Oánh. Chỉ là một giới quả phụ. Chỉ tiếc, tại cuối cùng thực lực trong quyết đấu, Long Uyển Oánh lấy được chiến thắng, đánh tan Long Hy Thiến, quang minh chính đại đạt được Bạch Long Hoàng chi vị. Chỉ bằng điểm này, thì có thể biết,
trước mắt hai người, vì cái gì để Long Uyển Oánh gặp muốn ói. Thì cái này vừa chạm mặt, Giang Thanh Lưu liền thấy Long Hy Thiến trợn nhìn Long Uyển Oánh liếc một chút. Cái ánh mắt này, có thể nói là sách giáo khoa thức quý phụ ghét bỏ. Đương nhiên, cái kia Thánh Long Hoàng đương nhiên sẽ không trên mặt nổi tranh phong đối lập. Người này tại trật tự chi địa rất có địa vị, không phải ô nhỏ cục người. Thánh Long Hoàng. Long Uyển Oánh tiến lên, cũng không giống như Giang Thanh Lưu như vậy lễ trọng, chỉ là đi cái vãn bối chi lễ dụng cụ. Dù sao tại Hiên Viên Long Tông hệ thống bên trong, bọn họ cùng cấp. Giang Thanh Lưu, trong khoảng thời gian này, người cái này bốn người đệ tử, có thể nói, đem Thái Dương Vạn Tông, đều quấy đến phiên Vân Phúc Vũ. Lão giả nhìn Long Uyển Oánh liếc một chút, sau đó đối Giang Thanh Lưu nói. Thực lực bọn hắn đồng dạng, đều là vận khí gây ra. Giang Thanh Lưu lúng túng nói. Cái này không gọi vận khí, gọi khí vận, lão giả nói. Tạ Thánh Long Hoàng khích lệ. Thánh Long Hoàng tiến lên ba bước, đi đến Giang Thanh Lưu trước mắt. Cái này khiến Giang Thanh Lưu cổ, cũng nhịn không được rụt lại. Giang Thanh Lưu, lúc trước Bạch Long Hoàng nói qua, muốn thu ngươi ba người đệ tử. Bây giờ thôn giới thần đỉnh xuất thế, sự tình có biến, đi qua chúng ta tất cả Long Hoàng thương nghị, chúng ta quyết định, chỉ lấy, Phù Tử Thiên, một người đệ tử. Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu ba vị, lưu tại ngươi Thanh Hồn Điện, lấy thiên phú của bọn hắn, ngày khác nhất định có thể để Thanh Hồn Điện quật khởi. Trước chúc mừng ngươi, Giang Thanh Lưu. Thánh Long Hoàng ngữ khí bình thản, hời hợt, đem một đoạn này lời nói xong. Giang Thanh Lưu sửng sốt một chút. Hắn đổ là không quan trọng. Dù sao trong này, chỉ có Vô Tử Thiên là đệ tử của hắn. Còn lại ba cái đều là nửa đường nhặt, chính bọn hắn có, sư tôn. Điều này nói rõ, Hiên Viên Long Tông muốn nuốt vào thôn giới thần đỉnh, vứt bỏ, việc nhỏ không đáng kể. Đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang, còn có Lý Thiên Mệnh tại Bạch Long Hoàng lấy được thần bí bảo tàng, đều là việc nhỏ không đáng kể. Cùng nhau giá trị, không bằng thôn giới thần đỉnh cao. Ném ra bên ngoài, ngược lại có thể dẫn đi một nhóm, sói hoang. Có thể mấu chốt là, Long Uyển Oánh không đáp ứng a. Giang Thanh Lưu nhìn lại. Quả nhiên, Long Uyển Oánh nói, cái gì tất cả Long Hoàng thương nghị. Ta không có tham dự, ta có dị nghị. Ngươi có cái gì dị nghị đâu? Ha ha, Long Hy Thiến nhất thời cười nói. Ta muốn Lý Thiên Mệnh ba người, không muốn Vô Tử Thiên, chúng ta không thể chịu được thôn giới thần đỉnh, những bảo vật khác tới tay, liền có thể thoát ly vòng xoáy. Long Uyển Oánh chân thành nói. Nàng hai mắt lạnh lùng, đầu tiên là cùng Long Hy Thiến đối mặt, sau đó lại cùng Thánh Long Hoàng, tranh phong đối lập. Ánh mắt giao phong, như là lưỡi đao giao tiếp. Lý Thiên Mệnh, Long Hy Thiến nhìn thoáng qua đế tinh bảng đệ nhất, nhún vai, nói, có làm được cái gì? Hiên Viên Long Tông có ta nhi tại, lại bồi dưỡng những thứ này tiểu lâu lâu, sẽ chỉ nhắm chúng một thân tanh, còn không bằng toàn lực giữ vững thôn giới thần đỉnh. Long Uyển Oánh, người thật sự là ánh mắt thiển cận. Theo câu nói này nhìn, liền biết bọn họ muốn, căn bản không phải Vô Tử Thiên, mà chính là thôn giới thần đỉnh. Giang Thanh Lưu cái này lúng túng. Bởi vì làm vì sư tôn, hắn trông cậy vào chính là đệ tử có thể có một cái tốt tiền đồ. Bây giờ xem ra, coi như Vô Tử Thiên đi Hiên Viên Long Tông, đó cũng là một ngoại nhân. Ở trước mặt hắn, dạng này đem đệ tử của hắn, xem như công cụ thảo luận, thật là có chút không tôn trọng người. Hắn quay đầu nhìn Long Uyển Oánh. Hắn chỉ hy vọng nàng, có thể một chút tôn trọng một chút chính mình, cùng cái này bốn người đệ tử đi. Long Uyển Oánh nửa ngày không nói chuyện, bỗng nhiên hé miệng cười khẩy, đối Long Hy Thiến nói, liền sợ ngươi bảo bối nhi tử, lập tức liền muốn bị tiểu lâu lâu đánh ra cục. Long Uyển Oánh câu nói này nói xong, liền Giang Thanh Lưu đều ngơ ngác một chút. Chung quanh tất cả đều là Hiên Viên Long Tông trưởng bối cường giả. Trong lúc nhất thời, bọn họ nguyên một đám lưng quay đầu đi, ánh mắt ý vị thâm trường. Phải biết, tại Hiên Viên Long trong tông, Long Uyển Oánh cùng Long Hy Thiến, kéo bức, đó là hai người bọn họ thường ngày. Các nàng cũng không phải chơi hư. Có lúc một lời không hợp, thì động thủ thật. Từ nhỏ đến lớn đánh qua vô số lần. Thẳng đến Long Uyển Oánh lên làm Bạch Long Hoàng về sau, Long Hy Thiến mới bớt phóng túng đi một chút. Mà bây giờ, rõ ràng muốn mở xé. Chỉ là lần này, kéo điểm rất mới lạ. Long Hy Thiến nghe nói như thế, nàng nháy nháy mắt, có chút không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói thứ độ gì? Xác định đầu lưỡi không có thắt nút, không có nói sai. Long Hy Thiến đem hai tay ôm ở trước ngực.
đôi môi thật mỏng, hơi hơi câu lên. Đương nhiên không sai, Long Lang Lùng cũng không phải không có bại qua, bốn người bọn họ vây công Vi Sinh Mặc Nhiễm, bị hắn áp chế chiến bại, ngươi sẽ không nghe nói a? Long Uyển Oánh nói, cái này lại như thế nào? Lung Nhi tuổi tác tiểu, tiếp qua 10 năm, 10 cái Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều không phải là đối thủ của hắn. Long Hy Thiến nói, khác lừa mình dối người được chứ, những năm này thần đan cho ăn đến thiếu a, ta đoán chừng có chút thần đan, Thánh Long Hoàng cũng không biết đây. Long Uyển Oánh ha ha cười nói, người khác ngậm máu phun người, vô sỉ đồ chơi. Long Hy Thiến cả giận nói, phun ngươi, đây là ngươi nhi tử, liên quan ta cái rắm. Ta nhìn ngươi chính là ghen ghét. Long Hy Thiến cắn cắn môi đỏ, híp mắt nói, ngươi muốn cái này Lý Thiên Mệnh làm cái gì? Có phải hay không nghĩ nhi tử muốn điên rồi, a? À. Đối một cái mất đi trượng phu cùng hài tử nữ nhân mà nói, những lời này là làm người rất đau đớn. Có thể nhiều năm vừa đến, lại không phải lần đầu tiên, bị nàng vạch trần vết sẹo. Từ khi ngày nào đó về sau, thế giới đều sụp đổ. Cùng loại dạng này ngôn ngữ, giống như muối vẩy vào vết thương, chết lặng liền cũng đã quen. Long Uyển Oánh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó đối Thánh Long Hoàng nói. Thánh Long Hoàng, ta thế nào cảm giác, các ngươi có chút đánh giá quá cao chính mình rồi. Hai đại bát giai trật tự thần binh, Hiên Viên Long Tông ăn được sao? Việc này còn liên lụy đến trật tự thiên tộc bên kia đi, cẩn thận làm chim đầu đàn, cái thứ nhất rơi xuống thâm uyên, vạn kiếp bất phục. Thôn giới thần đỉnh xác thực sẽ cho người lòng sinh tham niệm, có thể ta cảm thấy, chúng ta làm như vậy, 100% liền sẽ băng rơi đầy nha. Tuyệt đối đừng quên, chúng ta bây giờ Hiên Viên Long Tông là hoàn chỉnh sao? Địch nhân của chúng ta, chỉ ở Thái Dương Vạn Tông A. Mặt trời này mặt khác, còn có một đám muốn diệt vong chúng ta, đồng bào. Sự kiện này, nghĩ lại đi. Kỳ thật nàng minh bạch. Nàng nói những thứ này, đều là rất dễ hiểu đạo lý. Bọn họ sáu vị, lại làm sao có thể không biết. Chỗ lấy làm ra quyết định, đơn giản cũng là tham niệm trong lòng, chiến thắng, cảm giác nguy cơ. Trước kia, các ngươi xa cuối chân trời, không có khoảng cách gần tới này vô thiên chi cảnh. Hiển nhiên đã tới, vậy cũng chớ cuống cuồng hạ quyết định, thật tốt đứng ở chỗ này nhìn một chút. Các loại cái này quyết chiến kết thúc, chúng ta lại đến suy nghĩ một chút muốn dẫn đi người nào. Vạn nhất cái này bốn người đệ tử, có người sẽ tiến thiên cung đâu. Cái kia còn đến phiên chúng ta chọn lựa a. Long Uyển Oánh ngữ khí bình thản, chỗ nếu như mà có, đều tại đối Thánh Long Hoàng nói. Thánh Long Hoàng, kỳ thật chúng ta cảm thấy, Bạch Long Hoàng nói đến có nhất định đạo lý. Gần nhất bên này quá loạn, bỏ qua đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang, căn bản vô dụng. Bọn họ để mắt tới không phải cái này, tất cả mọi người là vì thôn giới thần đỉnh mà đến. Cửu Long Đế Kiếm là tổ tiên di vật, đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang đều là, ngược lại thôn giới thần đỉnh không phải, chúng ta căn bản không có chiếm trước lý do chính đáng. Hiện tại thế lực khắp nơi, đều tại nhìn ta chằm chằm nhóm đám người này, ta sợ đến lúc đó, chúng ta đều phải chết ở đây. Chung quanh không ít Hiên Viên Long Tông cường giả đứng ra. Bọn họ ở chỗ này, đi theo Long Uyển Oánh đã lâu. Mặc kệ nàng có phải hay không lẻ loi một mình, tại năng lực phía trên, nàng là đạt được chúng người tôn kính. Hiện tại, hơn nghìn người bên trong, tuyệt đại đa số người đều đang vì nàng nói chuyện. Trường hợp như vậy, khẳng định để Long Hy Thiến tâm lý âu lửa. Dù sao, xuất sinh đến bây giờ, nữ nhân này một mực cản ở trước mặt nàng, luôn luôn làm cho nhiều người hơn yêu nàng, ủng hộ nàng. Rõ ràng mình mới là Thánh Long Hoàng chi nữ, không phải sao? Ngươi vừa nói, cái này Thanh Hồn Điện bên trong, có người có thể tiến thiên cung. Nàng nhìn chằm chằm Long Uyển Oánh hỏi. Dù sao không phải ngươi nhi tử, Long Uyển Oánh ngẩng đầu nói. Ha ha, người càng là thiếu khuyết cái gì, thì càng ghen ghét cái gì. Long Hy Thiến nói. Lại là sát muối. Long Uyển Oánh thu hồi nụ cười, lãnh đạm nói, Long Hy Thiến, cùng ngươi đấu nhiều năm như vậy, phát hiện ngươi càng ngày càng không có phẩm, càng ngày càng không xứng với làm đối thủ. Câu nói này đâm chúng đau đớn. Long Hy Thiến đang muốn bạo khởi, bên cạnh Thánh Long Hoàng chừng nàng liếc một chút. Mặc dù không nói chuyện, nhưng lại để Long Hy Thiến lạnh cả người. Nàng không nguyện ý nhất, để phụ thân thất vọng, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Nàng chỉ có thể ôm hận cúi đầu xuống. Lại là hết thảy nguyên do, chồng chất đến Long Uyển Oánh trên thân. Cái này tiện nữ nhân, cả một đời ngăn ở phía trước ta, trượng phu đã chết nhi tử,
còn muốn ở trước mặt ta âm hồn bất tán, buồn nôn ta, đáng đời ngươi lẻ loi hiu quạnh. Nếu như không phải Thánh Long Hoàng tại, nàng nhất định sẽ mắng ra miệng. Dù sao, nàng cuộc sống bây giờ, như thế mỹ mãn. Trượng phu tuy là ở rể, cũng rất có năng lực, mấy đứa bé đều phá lệ xuất sắc. Nhất là Long Lang Lung, Cửu Long Đế kiếm nơi tay, cả đời đã định trước huy hoàng. Tại nàng thả suy nghĩ, hy vọng lấy hài tử một bước lên trời, cầm tới đế tinh bảng đệ nhất, cuối cùng được đến thiên cung chuẩn bị ghế thời điểm, tại mọi người hy vọng bên trong, Thánh Long Hoàng nhếch miệng, cấp ra đáp án. Hắn nói, được thôi, cái kia cứ dựa theo Bạch Long Hoàng nói, vô thiên chi cảnh quyết chiến về sau, làm tiếp kết luận. Long Uyển Oánh lúc này mới thở dài một hơi. Quyết chiến lập tức bắt đầu, bảo vệ tốt nơi này, các loại lý thiên mệnh đế tinh kết giới phá, bị loại về sau, trước tiên, bảo hộ, ở hắn. Thánh Long Hoàng phân phó. Vâng. Đếm ngược biến mất cái kia nháy mắt, một cái cửu sắc kết giới, xuất hiện tại tề thiên bia phía dưới. Đây cũng là cuối cùng chiến trường kết giới. Lúc này thời điểm, đế tinh bảng bài danh ngoại trừ trước 8 bên ngoài, đã xác định. Nguyên một đám đệ tử, bị quăng ra vô thiên chi cảnh. Trước kia 1 tỷ đệ tử, toàn bộ bị loại. Bọn họ vô thiên chi cảnh hành trình, đã kết thúc. 1 tỷ đệ tử đi tới vô thiên hỏa trụ bên ngoài, làm đến người bên ngoài đếm lập tức tăng vọt. Có lẽ có rất nhiều người, đối vô thiên chi cảnh còn lưu luyến không rời, muốn lưu ở chỗ này quan chiến. Nhưng, khi bọn hắn vừa lúc đi ra, trường bối của bọn hắn, cấp tốc chỉnh lý đội ngũ, mang theo đệ tử trẻ tuổi, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Rất nhiều đệ tử, căn bản không biết Cửu Long Đế táng bảo tàng. Hỏi một chút phía dưới, mới biết được cái này vô thiên hỏa trụ bên ngoài, đã trở thành thị phi chi địa. Rất nhiều tông môn, ở chỗ này bố cục. Một khi quyết chiến kết thúc, rất có thể phát sinh náo động. Thật đánh lên, những thứ này không đến 30 tuổi tiểu hài tử, đều là pháo hôi. 1 tỷ đệ tử, cấp tốc rút lui. Vô số đến từ Thái Dương Vạn Tông tu luyện giả, thì không ngừng biến mất xuất hiện, càng ngày càng nhiều, nhân số thậm chí đạt tới mấy trăm triệu. Mà lại đại đa số, đều tại che giấu mình. Mỗi người, đối lý thiên mệnh bọn họ tới nói, đều là một loại nguy cơ. Cái này tương đương với, thiên la địa võng, đã bố trí xuống. Trật tự thiên tộc, vô mộng thiên quốc, hiên viên long tông, vô tự thần điện, chiến thần tộc, thiên thần kiếm tông, lam huyết tinh hải. Vạn tông hội tụ, sóng ngầm mãnh liệt. Vù vù, phong bạo hỏa diễm thanh âm, còn ở bên tai gào thét. Lý Thiên Mệnh bên người, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, Phù Tử Thiên đều còn tại. Bọn họ tại cái này vô thiên hỏa trụ bên trong, hướng về tề thiên bia phương hướng, xuyên qua thời gian rất lâu. Trên cơ bản có thể xác định, cái này vô thiên chi cảnh bên trong, đã không có những người khác. Ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến cái kia lớn như vậy chiến trường kết giới. Đúng vào lúc này, tề thiên bia phía trên, cái kia 8 cái đỏ như máu tên có biến hóa. Trong đó, hạng nhất Lý Thiên Mệnh, cùng hạng 8 Long Lang Lung, 2 cái danh tự này, theo trên bảng danh sách độc lập đi ra. Bài danh cùng điểm số đều đã biến mất. 2 cái tên đều xuất hiện ở đếm ngược vị trí. Ý tứ rất rõ ràng. Trận chiến đầu tiên, bắt đầu. Lý Thiên Mệnh còn không có kịp phản ứng, một cỗ hỏa diễm phong bạo thì bao phủ đến trên người hắn, đem hắn hướng về chiến trường kết giới phương hướng bay tới. Hắn còn chưa kịp, cùng Dạ Lăng Phong bọn họ cáo biệt đây. Hô hô hô, gió lốc gào thét. May mắn, huynh hỏa bọn họ còn tại cộng sinh không gian bên trong. Các vị, chuẩn bị tốt, lập tức khai chiến. Miêu miêu, mau tỉnh lại, Lam Hoang, đừng đùa, còn có tiên tiên, người còn không có tiêu hóa tốt đâu. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Chỉ có huynh hỏa chiến ý mãnh liệt, treo ở trên đỉnh đầu của mình, mở ra 2 cánh, nghênh phong. Chỉnh lý kiểu tóc, thì cái này mấy cây lông gà, chỉnh cái rắm. Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muống nói. Ngươi hiểu được cái gì? Lập tức liền muốn tại vạn vạn ước Mỹ trước mặt thiếu nữ biểu diễn, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, mặt trời này lớn như vậy, nhất định có rất nhiều tiểu cô nương nhòm ngó trong bóng tối của ta dung mạo, lặng lẽ đối với ta trái tim ám hứa. Huỳnh Hỏa chứng chạc đàng hoàng nói ra. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn tại cuồng phong cuốn lên bên trong, nhìn hướng phương Bắc. Nghe nói trật tự thiên tộc, ngay tại mặt trời Bắc cực chỗ. Lần này công khai biểu diễn, lại bởi vì Cửu Long Đế táng, động tĩnh lớn như vậy, khẽ nói có hay không khả năng, thông qua tề thiên chi nhãn nhìn đến ta. Rất có thể,
Huỳnh Hỏa nói. Vậy ta nhưng muốn biểu hiện tốt một số, cho nàng một số lòng tin, để cho nàng biết, ta đang tìm nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Ai, Huỳnh Hỏa bỗng nhiên thở dài. Ngươi thắn cọng lông, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ta sợ biểu hiện quá tốt, dẫn tới Sóc Nguyệt cảm mến tại ta, ta cũng không muốn giống như ngươi tình trái quấn thân A, rừng rậm lớn như vậy, ta cũng không muốn tại trên một thân cây treo cổ. Huỳnh Hỏa yêu thương nói. Ngươi cút đi, tại người ta trong mắt, thì ngươi cái này tạo hình, cùng một cái giỏi không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Ta dựa vào. Huỳnh Hỏa giận dữ. Một cái giỏi. Cái này ví von, để nó lòng tự trọng nhận lấy thương tổn cực lớn. Hắn meo, Lý Thiên Mệnh, ngươi chứng hết rồi. Lý Thiên Mệnh tiến đụng vào chiến trường kết giới. Ngẩng đầu nhìn lên, 100 cái tề thiên chi nhãn, ngang ở trên không. Trước mắt hỏa diễm phong bạo biến mất, mấy trăm dặm cương vực xem ra phá lệ bình tĩnh, chỉ có tầm thường núi đá. Không khí chết yên tĩnh giống nhau. Ta đi, 100 cái tề thiên chi nhãn, người bên ngoài, liền lông của ta lỗ đều có thể đếm ra đi. Vừa mới tiến tới trong nháy mắt đó, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác, tối thiểu có 50 cái tề thiên chi nhãn khóa chặt chính mình. Cái này mang ý nghĩa, bên ngoài tối thiểu có 50 cái thị giác, tại toàn phương vị trực tiếp. Kích thích. Hắn quay đầu nhìn, chiến trường này kết giới đủ mọi màu sắc, hoàn toàn phong bế. Bên trong sẽ chỉ có hắn cùng Long Lang Lung hai người. Nó phạm vi rất lớn, tạm thời không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng nơi này mặt quá an tĩnh. Chỉ cần phát ra một số tiếng vang, hắn cùng Long Lang Lung, cần phải rất nhanh liền có thể đụng tới. Đã khai chiến, Lý Thiên Mệnh liền không muốn lãng phí thời gian. Đi. Hắn cùng Long Lang Lung bản thân cửu oán không lớn, cho nên không đến mức chiến ý ngút trời. Hắn động tác cấp tốc, hướng về trong chiến trường vị trí mà đi. Miu Miu còn tại cộng sinh không gian bên trong, nắm chặt sau cùng thời gian, bổ sung tinh thần. Lần này Lý Thiên Mệnh trên thân, có đại lượng hung thú dự trữ, cũng không sợ tiên tiên đói bụng. Có thể nói, đây là hắn trạng thái tốt nhất thời điểm. Hô! Hắn đứng tại chiến trường kết giới chính giữa một ngọn núi phía trên. Ngẩng đầu, 100 cái tề thiên chi nhãn, cùng hắn đối mặt. Trên thái dương, vạn vạn ức người, bởi vậy cùng hắn đối mặt. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, không hề yếu. Loại trường hợp này, có thể không luống cuống, ý chí cũng đã rất cường hãn. Trước kia tại tề thiên chi nhãn biểu diễn, không có mấy người chú ý. Mà bây giờ, thiên hạ chú mục. Hắn vừa mới tại cái này hoang dã trên chiến trường đứng vững, nơi xa thì truyền đến nộ long gào thét thanh âm. Thanh âm kia rộng rãi bá đạo, hùng hậu cao thượng, tràn ngập thần thánh thủy thú khí tức. Lý Thiên Mệnh hướng tây vừa nhìn đi. Chỉ thấy tại thương trên núi, trong mây mù, năm đầu cự thú ở trong đó cuốn lên, gào thét chạy như bay tới. Cái kia lập lòe vảy rồng, tại trong mây mù lấp lóe, lưu quang giật thải, to lớn mà huyền diệu. Đây là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chiến Nguyên Sách có ngũ đại, Kim Nghê Thông Thiên Viên. Long Lang Lung có ngũ đại thần long cộng sinh thú. Bọn họ là hiện tại đế tinh bảng 10 vị trí đầu bên trong, duy hai lượng cái, ngũ sinh ngự thú sư. Phàm là ngự thú sư quyết đấu, bọn họ đều sẽ chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Thế mà, Long Lang Lung ngũ đại cộng sinh thú, cùng Chiến Nguyên Sách Kim Nghê Thông Thiên Viên, có khác nhau rất lớn. Bọn họ khác nhau ở chỗ. Long Lang Lung ngũ đại thần long cộng sinh thú, thuộc tính mỗi người không giống nhau. Bây giờ, bọn họ ngay tại trong mây mù bay lượn mà đến, Lý Thiên Mệnh liếc một chút liền có thể khóa chặt, cái kia năm đầu giả thiên tế nhật thần thánh chi long. Nhìn đến bọn họ lẫn nhau ở giữa chỗ khác biệt. Bọn họ có điểm giống là hiên viên đại đế ngũ đại thần long cộng sinh thú, lấy kim mộc thủy hỏa thổ làm căn bản thuộc tính. Hiên viên tu vi cao nhất, không thể so với Lý Thiên Mệnh hiện tại kém quá xa. Hắn ngũ đại thần long cộng sinh thú, ước chừng cũng có ngàn điểm sao trở lên. Cùng là thuộc tính ngũ hành thần long ngự thú sư, hiên viên cùng Long Lang Lung loại này hiên viên long tông đệ tử hạch tâm, xác thực không cách nào so sánh. Bây giờ tại Lý Thiên Mệnh trước mắt ngũ đại thần long, cao thượng mà uy nghiêm, huyết mạch tôn quý. Mỗi một đầu trong mắt điểm sao, đều tại 5.000 trở lên. Cái này chứng minh bọn họ đều dựa vào, ngũ tinh vũ trụ thần nguyên, tiến hóa, ngũ tinh thần thú. Mà Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú bên trong, điểm sao cao nhất Huỳnh Hỏa. Mục đích trước 4.800 điểm sao. Vẫn chỉ là tứ tinh thần thú. Tứ tinh thần thú cùng ngũ tinh thần thú trước đó chênh lệch,
ước chừng cùng cấp 4 trật tự thần binh cùng cấp 5 trật tự thần binh chênh lệch một dạng, đều rất lớn. Nhất là, đối phương toàn viên đều là ngũ tinh thần thú. Về số lượng, còn nhiều phía trên một cái. Trước mắt, ngũ đại thần long đáp xuống, hướng về Lý Thiên Mệnh trấn áp mà đến. Tất cả của bọn nó diện mạo, cũng toàn bộ hiện ra ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Khống chế ngũ long, phong chỉ thiên hạ. Dạng này khí phách, theo Tề Thiên Chi nhãn truyền đi, tự nhiên đưa tới từng đợt kinh thán. Có thể xưng hoàn mỹ vào sân. Ngũ hành này thần long cộng sinh thú, vì kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính, chính là trật tự chi địa công nhận hoàn mỹ nhất cộng sinh thú thuộc tính tổ hợp. Ngũ hành hỗ sinh bổ sung. Lại thêm trời sinh thánh long huyết mạch, lấy, năm, vì viên mãn số lượng. Ngự thú sư tỏa trấn ngũ hành, thống soái ngũ long, mặc kệ là chiến đấu vẫn là tu hành, đều hoàn mỹ bổ sung. Long lang lung tuổi tác tiểu, lại được công nhận cái này đệ nhất thiên phú đệ nhất, cũng không phải là không có nguyên do. Ngũ hành này hoàn mỹ thánh long cộng sinh thú, luận tầng thứ so chiến nguyên sách ngũ đại cộng sinh thú cao hơn. Bởi vì, năm đầu hoàn toàn tương tự kim nghê thông thiên viên, hoàn toàn không có bổ sung nói chuyện. Thiên viên đại đế đã từng cũng nắm giữ hoàn chỉnh ngũ hành cộng sinh thú, nhưng hắn cái kia thuộc về sơ cấp phiên bản. Điệp gia thánh long thiên phú, mới là thần long ngự thú sư trung cực phiên bản. Ngũ hành thánh long hiện thân, cũng để trật tự chi địa phía trên, rất nhiều chúng sinh mở rộng nhãn giới. Cái này, mới là cái này trên thái dương, tối đỉnh phong thiên phú. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ để ngũ hành này thánh long hấp dẫn. Con thứ nhất thần long, toàn thân kim quang sáng chói, vảy rồng, sừng rồng, long chảo, răng rồng, thậm chí là long nhãn, đều như là hoàng kim đúc thành. Hắn tọa trấn ngũ hành kim vị, toàn thân kim quang lập lòe, sặc sỡ lóa mắt, quang mang đâm vào rất nhiều người đều mắt mở không ra. Đây là một đầu vô cùng tiêu chuẩn, ngũ trảo kim long, biểu tượng đế hoàng cùng quyền uy, tiếng giống uy nghiêm nhất, toàn thân như trật tự thần binh một dạng kiên cường, cận chiến năng lực không so kim nghê thông thiên viên kém, nhất là đầy người tinh quang, để đối thủ rất khó nhìn thẳng, tại trước mặt nó, cơ hồ hai mắt mù. Đây là Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long. Con thứ hai, toàn thân màu xanh biếc quấn quanh, vảy rồng hiện lên lá cây hình dáng, nắm giữ song long bài, một đầu vì màu nâu như thân cây, mênh mông mà bao la, một đầu là màu xanh biếc như lá cây, sinh cơ giạt rào. Hắn trên thân lan tràn vô số long râu, có điểm giống là tiên tiên sợi rễ một dạng, xem ra tựa như là thực vật cùng động vật hỗn hợp thần long. Nó tuy nhiên không bằng Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long cương mãnh, có thể càng thần bí xa xăm, rõ ràng có rất nhiều tiên tiên khống chế năng lực. Đây là Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long. Con thứ ba, toàn thân xanh biếc như biển cả, thân thể rộng lượng to lớn, long chảo như vây cá, đuôi rồng như thuyền mái chèo, đầu rồng to lớn nhất, có chút giống là kỳ lân chi thủ, một đôi thương hai mắt màu xanh lam chừng đến tròn trịa, một thân bao phủ tại biển cả trong sương mù, tại trong mây mù lăn lộn, như tại biển cả phía trên ngao du, một tiếng long ngâm như biển cả cá voi, du dương mà sâu xa. Đây là Thái Uyên Thủy Tinh Thánh Long. Đầu thứ tư, toàn thân hỏa diễm đốt cháy, như liệt hỏa kim cương, hình thể không lớn, cực kỳ linh hoạt, toàn thân biển lửa, lưu hỏa bao phủ, một đôi long nhãn như là địa ngục đốt cháy, phải rồng hiện lên, đỉnh, hình dáng, nhất hoàn chụp lấy nhất hoàn, tính khí vô cùng nóng nảy, mới vừa xuất hiện, trên một số nó kêu gào đến hung hăng. Đây là Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Sau cùng một đầu, sớm thì rơi vào đại địa phía trên, nó chắc nịch cẩn trọng, như là một dãy núi, toàn thân màu vàng nâu, lớn lên giống là lam hoang nửa bộ phận trên, trên thân đồng dạng gánh vác lấy răng cưa một dạng sơn phong, cái đuôi như là trọng chùy, trên đỉnh đầu còn có lưỡi đao một dạng sừng nhọn, có thể trực tiếp đâm trên mặt đất, lấy thương sơn đại địa vì chiến trường. Đây là Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long. Ngũ hành ngũ tinh thánh long. Ngũ hành chỗ đứng, kim ở trên, thủy hỏa làm bạn, thổ mộc vì xuống. Ngũ long cùng giống, khí độ ngập trời. Trong lúc nhất thời cát vàng lăn lộn, vân vụ lượn lờ. Vô cùng khủng bố chân áp, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Cái này ngũ đại thần long nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, đã đem hắn nhìn thành con mồi. Không tệ, không tệ. Đây là Lý Thiên Mệnh thấy qua, cơ hồ là một cái duy nhất, cộng sinh thú thuộc tính phối hợp, có thể cùng mình so sánh đối thủ. Bọn họ có kim cương, lửa giận khai chiến, có nước, thổ thần long làm hàng phía trước. Cũng có Ất Mộc thần long trưởng khống chiến trường. Mạnh hơn là, đối phương đều là thần long, mà lại ngũ hành tương sinh bổ sung. Tại phối hợp chiến đấu phương diện, cần phải càng thêm thuận tiện.
Đương nhiên, người nào tổ hợp ưu tú hơn, còn phải xem cụ thể chiến đấu. Dù sao, Huỳnh Hỏa bọn họ thân kinh bách chiến, sống chết có nhau. Coi như điểm sao thấp một cái cấp độ, cái kia cũng không kém. Chỉ có một điểm có thể xác định, cái kia chính là, thiếu đi còn chưa ra đời tiểu ngũ, bọn họ chiến đấu cá thể, so sánh ngũ sinh ngự thú sư, xác thực kém một cái. Tại cái kia ngũ hành thánh long buông xuống thời khắc, Lý Thiên Mệnh cũng không che giấu. Hắn tứ đại cộng sinh thú, đồng thời đều xuất hiện. Không có chút nào đặt câu hỏi, đây là đời mới đỉnh cấp ngự thú sư ở giữa đơn đấu quyết chiến. Lần trước tính toán vây công chiến nguyên sách, mà lần này Lý Thiên Mệnh, cần đơn độc đối mặt cái này tinh quang thiểm diệu đối thủ. Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, vẫn là quá cá tính. Một cái hỏa diễm tiểu phượng hoàng, thì bàn tay nhỏ như vậy, còn chưa đủ đối phương một chiếc phẩy rồng, một mực ở tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, khí diễm phách lối. Một cái tiểu mèo đen, phục phục dưới chân hắn. Đối thủ đều đã xuất hiện, nó lúc này mới duỗi ra lưng mỏi, một mực ngáp, một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ, mảy may không có đem trước mắt năm đầu cự thú để vào mắt. Nó còn duỗi ra cái kia phấn nộn đầu lưỡi, hung hăng đem trên người lông tơ liếm toàn bộ, liếm láp, còn liếm đến Lý Thiên Mệnh trên chân đi, đầu lưỡi kia quét qua, tràn đầy lông chân, nó sửng sốt một chút, sau đó trên nhảy dưới tránh, điên cuồng nôn khan. Rầm rầm rầm, cái thứ ba cộng sinh thú, lại là một đầu song đầu long, lên núi xuống biển, so với bình thường thần long, thân thể của nó càng tráng kiệt, rộng lượng, toàn thân áo giáp, cái đuôi còn như một thanh đại kiếm, trên thân còn quấn quanh lấy ngôi sao, hành động ở giữa, thanh thế to lớn. Bây giờ sau khi đi ra, càng là trực tiếp nhìn lấy đối thủ, nóng lòng muốn thử. Con thứ tư cộng sinh thú, vậy cũng chớ nói. Gốc cây này đại thụ che trời, trực tiếp cắm rễ tại phía trên chiến trường này, vô số màu đen sợi rễ tràn vào mặt đất, vô số cành lá nở rộ, mới bổ sung thánh quang đằng mạn dọc theo người ra ngoài, vô số đỏ như máu mạn châu sa hoa sinh trưởng ở cành lá phía trên, còn có thánh quang thủy tiên, vĩnh dạ sắc phi cùng ma âm mộng yểm, nghênh phong nở rộ. Lúc này thời điểm tiên tiên, khôi phục được trạng thái mạnh nhất. Nó mới là hình thể lớn nhất cộng sinh thú, so với đối phương năm đầu thần long còn muốn to lớn. Cái kia dọc theo đi dây leo, sợi rễ, đều tràn đầy vô hạn khả năng. Mà tại bọn họ trung gian, Lý Thiên Mệnh tay phải đem hắc kim sắc đông hoàng kiếm cắm trên mặt đất, tay trái hắc ám tí quấn quanh lấy một đầu vạn chúng chú mục đoạt mệnh ngân long. Long lang lung đâu? Ngàn tỷ trên thái dương cao đẳng chủng tộc, thông qua tề thiên chi nhãn, tại ngũ đại thần long ở giữa, tìm kiếm tung tích của hắn. Quả nhiên, hắn xuất hiện. Siêu siêu siêu. Kiếm khí gào thét. Trong mây mù, bay ra 9 thanh kiếm thần. Cái này 9 thanh kiếm thần, tạo hình khác nhau, lớn có nhỏ có. Có chính là cự kiếm, có chỉ là đoạn kiếm, mỗi một chiếc đều quang mang lập lòe. Giống nhau là, mỗi một chiếc đều có long hình chuôi kiếm. Đúng vào lúc này, 9 thanh kiếm thần va chạm vào nhau. Đang phát ra thanh âm chói tai đồng thời, cái kia 9 thanh kiếm thần vậy mà như đông hoàng song kiếm một dạng tổ hợp, cuối cùng thông qua biến hóa, khảm hợp. Vậy mà hợp thành một thanh cửu sắc cự kiếm, lơ lửng tại thương thiên phía trên. Cửu Long Đế Kiếm. Lần thứ nhất tận mắt nhìn đến truyền thuyết này chi kiếm, vô số người hét lên kinh ngạc. Bọn họ hai mắt nóng rực nhìn lấy thanh kiếm này. Loại này đỉnh cấp thần vật, là cá nhân đều sẽ khát vọng. Vũ khí, chính là tu luyện giả căn bản. Cái này Cửu Long Đế Kiếm tựa như là một người xinh đẹp tuyệt thế mỹ nhân, ai có thể không tâm động đâu. Nhưng tối thiểu nhất, đại đa số hạ tầng thế lực tu luyện giả đều cho rằng, Hiên Viên Long Tông cùng Long Lang Lung, xứng với kế thừa tổ tiên bọn họ Cửu Long Đế Kiếm. Xem xét lại thôn giới thần đỉnh, lại không phải như thế. Đệ nhất, thôn giới thần đỉnh không phải Cửu Long Đế Tôn chi vật. Thứ hai, Phụ Tử Thiên cùng Thanh Hồn Điện cái này tổ hợp, liền tứ lưu thực lực, khả năng đều cảm giác đến bọn hắn không xứng với. Cho nên, đều là bát giai trật tự thần binh. Thôn giới thần đỉnh lại có thể chân chính hình thành náo động. Muốn là Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Vô Mộng Tiên Quốc cầm tới, đoán chừng rất nhiều người cũng không dám rung động. Bây giờ đại đa số người, còn tại tán thưởng Cửu Long Đế Kiếm chói mắt, tán thưởng Long Lang Lung khí vận, ca ngợi hắn tiền đồ. Tại cái này vạn chúng chú mục thời khắc, một người mặc đen trắng trường bào thiếu niên, từ trên trời giáng xuống, dẫm tại Cửu Long Đế Kiếm phía trên. Hắn chắp tay sau lưng, quần áo phần phật. Ngự kiếm mà đến, một đôi sừng rồng tại kim quang bên trong lập lòe, tuổi còn nhỏ, có thể nói là 10 phần tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng.
Qua ở. Thiếu niên ngự kiếm, ngũ long đi theo, quần áo tóc dài bay múa. Thiếu nữ hoài xuân, một lần mê muội. Đối với cái này Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thực sẽ trang bức. Cái này lập lòe vào chàng, thật đúng là tuyệt. Long lang lung ngự kiếm tại chỗ cao, chắp tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Lý Thiên Mệnh. Mặc dù không nói chuyện, có thể khóe mắt chỗ rất nhỏ, tất cả đều lộ ra lãnh khốc chi ý. Dù sao, cái này là chính hắn, Khâm Định, đối thủ. Những ngày qua, hắn đã làm tốt chuẩn bị, hướng rất nhiều đệ tử giải qua Lý Thiên Mệnh cùng chiến nguyên sách nhất chiến chi tiết. Thông qua phân tích mô phỏng, làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Cuối cùng hắn ra kết luận. Hắn có thể nghiền ép cầm xuống Lý Thiên Mệnh, đoạt được đế tinh bảng đệ nhất, cầm tới hắn hơn 700.000 phân. Thậm chí, cặp mắt của hắn, để mắt tới, đoạt mệnh ngân long. Đây là ta tổ tiên truyền thừa chi vật, lại bị người ngoài này cưỡng đoạt. Ta nhất định muốn vì tổ tiên, đem tất cả di vật, đều mang về chúng ta Hiên Viên Long Tông. Long lang lung trong mắt có nóng rực niềm tin. Hắn khẽ vươn tay, dưới chân cửu long đế kiếm, rơi vào trong hai tay. Ở bên cạnh hắn, ngũ hành thánh long sớm đã lạnh lùng mà chống đỡ, chỉ chờ khai chiến. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn có cái gì, muốn lời nhắn nhủ sao? Long lang lung trầm giọng hỏi. Khai chiến trước, dựa vào ngôn ngữ châm lửa, chế tạo lo lắng, kéo lên cửu hận, chính là giang hồ quy củ. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh không để mình bị đẩy vòng vòng. Tại cái này long lang lung vừa ngự kiếm mà đến, một câu vừa mới dứt lời thời điểm, trong tay hắn, đoạt mệnh ngân long, liền trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tứ đại cộng sinh thú đồng thời chủ động tiến công. Chiến đấu bạo phát. Đây là Lý Thiên Mệnh phút chốc khai chiến, mà không phải tại long lang lung áp lực phía dưới bị động phòng thủ. Trên thực tế, không có bao nhiêu người cho rằng, hắn có thể đánh bại nắm giữ cửu long đế kiếm long lang lung. Cái này một chủ động xuất kích, quả thực gọi 80% người, đều ngơ ngác một chút. Đây coi là đánh lén đi. Chưa trước ước chiến, liền động thủ trước. Tại trật tự chi địa phía trên, xác thực tính toán đánh lén. Thế mà, Lý Thiên Mệnh mới lười nhác quản những thứ này lễ nghi phức tạp. Đoạt mệnh ngân long tại giây phút đầu tiên, liền phát huy hiệu dụng. Hắn tăng vào tốc độ tương đương nhanh chóng. Một đạo ngân quang lóe qua, cái này ngân sắc xiềng xích tựa như là một đạo thiểm điện, tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, thẳng hướng lớn nhất tới gần Lý Thiên Mệnh, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Những thứ này thần long cộng sinh thú, chớ nhìn bọn họ hình thể to lớn, kỳ thật cũng là tết táo quân nhẹ. Nhất là cái này một đầu hỏa long, tính khí nóng nảy. Theo xuất hiện bắt đầu, thì hướng về phía huỳnh hỏa bọn họ gào thét, nhục mạ, mỉa mai. Nó khoảng cách Lý Thiên Mệnh gần nhất, Lý Thiên Mệnh đương nhiên để mắt tới nó. Lên, nhất chiều động thủ, toàn viên nhằm vào một cái đối thủ. Tiên tiên vậy đến tự Mạn Châu xa hoa kiếm hình cánh hoa phệ huyết kiếm vũ, đột nhiên nổ bắn ra đi, hình thành lít nha lít nhít mưa máu, phút chốc thiên la địa võng. Tại cái này phệ huyết kiếm trong mưa, còn kèm theo huỳnh hỏa phần thiên vũ linh. Phệ huyết kiếm vũ là ngụy trang, ẩn chứa thần hỏa kiếp phần thiên vũ linh, mới là chí mạng lực sát thương. Sau đó, trên trăm tề thiên chi nhãn chú ý phía dưới, thành không lông gà huỳnh hỏa, theo bản năng dùng sạch sẽ bóng bảy cánh, chặn trên người bộ vị mấu chốt. Cái này xấu hổ thần thông. Tại huỳnh hỏa phía dưới, Miêu Miêu bị Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái, trong nháy mắt thần thông bạo phát. Vạn cực điện võng bao phủ ra ngoài. Đầu tiên là một cái lôi điện màu đen bóng, sau đó trong nháy mắt nổ tung, hình thành màu đen đầy trời lưới điện. Vô số điện xà hội tụ cùng một chỗ. Xé rách hư không, quấn quanh hướng cái kia Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Long lang lung không phải không ngộ qua loại này, vừa gặp mặt không nói một lời thì động thủ người. Hắn chỉ là không nghĩ tới, tại loại trường hợp này, lại còn có loại này người. Nhị lưu thế lực tông môn đệ tử, bố cục thật sự là thấp. Hắn cùng còn lại bốn đầu thần long, trực tiếp cứu viện mà đến. Chỉ là phản ứng chậm hơn. Xì xì xì. Phệ huyết kiếm vũ. Phần thiên vũ linh cùng vạn cực điện võng tam đại thần thông, cánh hoa, hỏa diễm cùng lôi đình, trước tiên khóa cứng, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long, chạy trốn lộ tuyến. Đinh! Đoạt mệnh ngân long càng là chính diện đánh tới. Giống! Cái này Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo thiêu đốt. Cái kia lớn như vậy thân thể không lùi mà tiến tới. Bên người hỏa thuẫn bao phủ, cuốn lên long quyển hỏa diễm. Hừng hực hỏa diễm đem vạn cực điện võng. Phệ huyết kiếm vũ đều nuốt vào.
Trong đó, phệ huyết kiếm vũ kia hình kiếm cánh hoa, trực tiếp bị ngọn lửa thiêu. Điêu trùng tiểu kỹ, a. À. Thái trùng hỏa tinh thánh long chính lực có đắc ý trong nháy mắt, lại có hỏa hồng sắc lông vũ, xen lẫn trong phệ huyết kiếm trong mưa, xuyên thấu nó hỏa diễm vòi rồng. Nó loại này hộ thân thần thông, cùng loại miêu miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới, khoảng chừng ngũ trọng. Có thể cái này ngũ trọng, đều không có thể ngăn ở mang theo, luyện ngục hỏa, phần thiên vũ linh. Không hề nghi ngờ, huỳnh hỏa làm hỏa diễm thủy tổ, toàn thân luyện ngục hỏa, tự mang, thần hỏa kiếp, quanh thân lông vũ, chuyên môn phá thái trùng hỏa tinh thánh long thần thông. Đây là thái cổ hỗn độn cự thú, đối cùng thuộc tính đối thủ khắc chế. Phốc phốc phốc, cái kia từng mảnh lông vũ, đâm vào thái trùng hỏa tinh thánh long trên thân. Nhìn như nhẹ nhàng lông vũ, vậy mà như lợi kiếm một dạng, xuyên thấu dày đến nửa mét vảy rồng. Cứ thế mà đâm vào máu thịt bên trong. Vết thương rất nhỏ, nhưng bởi vì đâm đủ sâu, trong lúc nhất thời, đau đến thái trùng hỏa tinh thánh long run run một chút. Ngay sau đó, nó phát ra một tiếng kinh thiên kêu đau. Siêu siêu siêu. Phần thiên vũ linh thu rút về, tựa như là gai ngược một dạng, đem không ít huyết nhục trực tiếp theo trong vết thương kéo ra ngoài. Thái trùng hỏa tinh thánh long, bởi vì giao chiến trước miệt thị, trực tiếp trả giá nặng nề. Toàn thân máu tươi vẩy ra, có thể nói phong độ hoàn toàn không có. Mấu chốt là lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh cái kia hơn vạn mét lớn lên đoạt mệnh ngân long, tại ngân quang lấp lóe ở giữa, trọn vẹn đưa nó cái này thon dài thân thể, quấn quanh tầng mười mấy. Đoạt mệnh ngân long đao nhận cùng gai nhọn, đều chính là thiết hư chi nhận. Cắt chém năng lực, có thể so với huỳnh hỏa phần thiên vũ linh. Bây giờ Lý Thiên Mệnh bạo lực nắm chặt, đoạt mệnh ngân long hoàn toàn cắm ở nó trên vảy rồng. Theo tiếng cọ sát chói tai vang lên, sao hỏa vẩy ra. Nó rất nhiều vảy rồng, trực tiếp bị cắt, kéo đứt, quanh thân máu tươi thẩm thấu, liền toàn thân lửa giận, đều đốt không nổi cái này đoạt mệnh ngân long. Đây chính là Lý Thiên Mệnh nhanh chuẩn hung ác, gặp mặt thì động thủ chỗ tốt. Đây cũng là theo hạ tầng quật khởi, lấy được quý giá chém giết kinh nghiệm. Chiếm cứ tiên cơ về sau, hắn càng là sẽ đem ưu thế, sử dụng đến cực hạn. So như bây giờ, hắn đem cái kia đoạt mệnh ngân long, toàn bộ quấn quanh đến, Lam Hoang, trên thân. Đoạt mệnh ngân long sẽ không tổn thương Lam Hoang. Nó có thể thỏa thích giữ chặt đoạt mệnh ngân long, hướng thẳng đến nơi xa phi nước đại. Cái kia bốn đầu thô to long chảo, so thái trùng hỏa tinh thánh long thân eo còn lớn hơn. Coi như nó tinh luân nguyên lực không bằng đối thủ, có thể thân thể lực lượng lại càng mạnh. Chạy! Tại Lý Thiên Mệnh một tiếng thúc sục phía dưới, Lam Hoang gào thét hai tiếng, hồng mông âm ba chấn động thiên địa. Phi nước đại chính là nó thường ngày. Nó tựa như là một con trâu giống như, giữ chặt cái này đoạt mệnh ngân long, trực tiếp hướng Lý Thiên Mệnh sau lưng phóng đi. Ông! Thần thông, chạm Lam Hải Ngục. Trước mắt thế giới cát vàng, đột nhiên mãnh liệt hóa thành biển cả. Mờ nhạt nước biển bao phủ ra. Lam Hoang xông vào trong đó, chín tầng quỳ biển cuốn lên, tốc độ cùng lực lượng, đều tiêu thăng đến cực hạn. Nó trực tiếp chìm vào biển sâu, tiếp tục xông ra ngoài. Chơi diều rồi. Lam Hoang thoải mái cười to, phát ra, ngây thơ, cởi mở tiếng cười. Trên thực tế, lại tại làm ma quỷ một dạng sự tình. Lý Thiên Mệnh đã đem đoạt mệnh ngân long, khóa cứng, thái trùng hỏa tinh thánh long, thân thể, đánh nút chết. Lấy nó cái này long chảo, thời gian ngắn căn bản là không có cách giải khai. Đoạt mệnh ngân long sắc bén chỗ, toàn bộ đâu tại trên người của nó, vốn là để nó toàn thân máu me đầm đìa. Lam Hoang còn như vậy lôi kéo, cái kia một cỗ cự lực, trực tiếp để nó từ trên trời nện xuống đến, đụng nát vô số nham thạch, bị ném ra một đầu dữ tợn máu tươi khe rãnh. Trên thực tế, thái trùng hỏa tinh thánh long tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, nó tinh luân nguyên lực tăng thêm thân thể lực lượng, làm sao cũng sẽ không so Lam Hoang kém. Đáng tiếc, Lam Hoang đây là dùng tới đoạt mệnh ngân long. Nó kéo chính là vô hại dây thừng. Quấn ở thái trùng hỏa tinh thánh long trên người, lại là lưỡi đao xiềng xích. Loại này điều kiện tiên quyết, coi như thực lực của nó gấp hai vu Lam Hoang, đang mở ra đoạt mệnh ngân long trước đó, nó cũng không dám cùng Lam Hoang cứng rắn kéo. Sau đó, vạn chúng chú mục phía dưới, vừa mới khai chiến, nó liền bị kéo vào hải lý. Lam hỏa thuộc tính cộng sinh thú, đây quả thực là ác mộng. Vừa vào biển cả, Lam Hoang trực tiếp tới một lần, cá sấu lăn lộn. Lấy hình thể của nó, dạng này xoay tròn, đoạt mệnh ngân long nắm chặt, thiết hư chi nhận toàn bộ đâm xuyên,
cắt chém tại Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long thân thể máu thịt phía trên. Trong lúc nhất thời, kết thanh âm ca ca vô cùng chói tai. Toàn bộ biển cả đều bị thiêu đến sôi trào lên. Thế mà, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long chỉ có thể tiếp tục kêu đau đớn. Bị một đầu phi nước đại, hùng hài tử, cuốn lấy, nó liền giải khai đoạt mệnh ngân long thời gian đều không có, chỉ có thể bị kéo lấy đánh tới đánh tới. Huống hồ, đoạt mệnh ngân long có khí hồn, tại thi hành Lý Thiên Mệnh chỉ lệnh. Cái kia tốt mấy trọng nút chết, không chỉ là nó muốn giải khai, thì có thể giải khai. Lý Thiên Mệnh chơi thời gian dài như vậy xiềng xích, đã sớm chơi ra nhiều kiểu tới. Cái này không khỏi giải thích Ních Phủ đầu nhất kích, có thể nói trực tiếp dẫn nổ chiến trường. Trực tiếp để Long Lang Lung theo phong khinh vân đạm, phút chốc tiến nhập nổi giận trạng thái. Gặp mặt thì đánh lén, đây cũng quá không có phẩm A. Cái này tốt, vốn là luận bàn, lại làm cho Long Lang Lung nổi giận. Xem ra cái này Hiên Viên Long Tông, nội chiến cũng rất có xem chút A. Rất rõ ràng, Long Lang Lung căn bản không biết, hắn Hiên Viên Long Tông đã hướng Lý Thiên Mệnh, ném ra cảnh ô lưu. Vô thiên hỏa trụ bên ngoài, thiên hạ đều tại bàn tán sôi nổi một trận chiến này. Chiến đấu phút chốc khẩn trương lên. Theo Long Lang Lung nổi giận, một trận chiến này biến đến thú vị. Mọi người nhìn lấy cái kia bắt đầu liền bị bạo ngược một trận, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long, bất kể nói thế nào, bao nhiêu đều có một ít ngoài ý muốn. Rất nhiều tề thiên chi nhãn thị giác bên trong, cái kia lơ lửng giữa không trung Long Lang Lung biến sắc. Hắn toàn thân khí thế bạo phát, thần long chi tử quang hoa, triển lộ đến một mực không thể nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh, vốn định cho ngươi chừa chút mặt mũi, không biết sao ngươi chủ động đánh lén khiêu khích, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Không dùng Long Lang Lung nhiều lời, còn lại bốn đầu cộng sinh thú, đã sớm một hống mà xuống, đi trợ giúp Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Mà hắn thì tay cầm Cửu Long Đế kiếm, lấy kiếm nhọn chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Trong hai mắt, nổ bắn ra mãnh liệt kiếm quang. Một ánh mắt, liền có thể để đối thủ cảm nhận được kiếm khí tàn phá bừa bãi, rất rõ ràng ra hỏa này, cũng tu luyện cùng loại, bất diệt kiếm thể kiếm quyết, thành tựu nhất định nhục thân kiếm thể. Mở mắt, một tiếng gào to, ong ong ong, Long Lang Lung thân thể, sinh ra trình độ nhất định chấn động. Xung quanh trên khuôn mặt, quang hoa hội tụ. Năm loại màu sắc tinh luân nguyên lực, xông lên mi tâm một con kia mắt dọc màu đen phía trên. Oanh! Cái này con mắt thứ ba con ngươi, đột nhiên theo màu đen, biến thành kim sắc, màu nâu, màu xanh lam, màu đỏ cùng màu nâu năm loại nhan sắc. Kim mộc thủy hỏa thổ, hội tụ mắt dọc. Cái này năm màu ánh mắt, trong lúc nhất thời bạo phát ra hào quang đẹp mắt. Quang mang kia lưu chuyển Long Lang Lung thân thể, để cả người hắn như rồng bên trong đế hoàng đồng dạng, buông xuống trần thế. Đây là độc thuộc về hắn loại thiên phú này, ngũ hành thánh long nhãn. Mở ra cái này một con mắt, mang ý nghĩa lực chiến đấu của hắn, đã tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Sau đó, biến hóa kinh người phát sinh. Tứ chi của hắn, hai tay hai chân, tại cái này trong lúc nhất thời, ngắn ngủi chuyển hóa thành hình rồng. Trước kia hắn hai tay nắm ở Cửu Long Đế kiếm, bây giờ thì giống như là một đôi đầu rồng, cắn Cửu Long Đế kiếm. Bất quá, hắn loại biến hóa này. Cũng không phải là bền bỉ, mà là một loại dị tượng, mang tới là nhìn cảm giác phía trên trùng kích lực. Trên thực tế, hắn hiển nhiên làm không được như Cửu Long Đế Tôn như thế, đem hai tay hai chân triệt để hóa thành thần long. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh, Long Lang Lung chính là Cửu Long Đế Tôn, thuần chính nhất dòng chính hậu nhân. Cái dạng này hắn, thần uy vô song, xác thực xứng với danh thiên tài. Đây là tổ tiên ban cho thiên phú, xác thực không thể không phục. Trên đầu của hắn cái kia một đôi thánh long giác, cũng không phải bài trí. Nghe nói hắn có thể thông qua cái này thánh long giác, đi cảm giác thiên hồn, có thể so với thường nhân có cao hơn hiệu suất tu hành. Đây cũng là hắn vừa 20 tuổi, thì có cảnh giới như thế nguyên nhân. Rầm rầm rầm, hắn tay cầm Cửu Long Đế kiếm, bá đạo vô song, chân áp xuống. Sự bá đạo chỗ, dung chuyển toàn trường. Lý Thiên Mệnh, trộm ta tổ tiên chi vật, lấy tư chất của ngươi. Quả thực là phung phí của trời. Mặc kệ là tại Thái Dương Vạn Tông vẫn là tại thành thị nhỏ giếng, người loại này ăn trộm, đều sẽ bị đánh chết tươi. Long Lang Lung thanh âm lạnh lẽo nói. Thôi đừng chém gió, đệ nhất, Cửu Long Đế Táng là Thiên Cung lấy ra, nó hiện tại quyền sở hữu tại Thiên Cung. Thứ hai, Đế Tôn lúc ấy không có lưu cho các ngươi, hiện tại cũng chưa hẳn là các ngươi. Có thể cầm tới Cửu Long Đế kiếm là bản lãnh của ngươi,
nhưng khác chụp mũ, cái này rất nhàm chán. Bây giờ toàn diện chiến đấu bạo phát, Long Lang Lung phong mang, hội tụ tại bát giai trật tự thần binh cửu long đế kiếm phía trên, tạo thành kinh khủng áp chế lực. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ hắn. Trạm Lam Hải Ngục bên này. Lam Hoàng kéo lấy Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long tiến vào trong nước không lâu, nước thổ thuộc tính, Thái Uyên Thủy Tinh Thánh Long, cùng Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long, liền chui đi vào. Bọn họ không giải được Đoạt Mệnh Ngân Long, liền thẳng hướng Lam Hoang. Chỉ cần đánh tan Lam Hoang, Đoạt Mệnh Ngân Long thì có thể giải khai. Một nước một đất hai đầu to lớn thần long, giáp công mà đến. Bên trái, Thái Uyên Thủy Tinh Thánh Long, ở trong nước phá lệ linh hoạt, nó trùng kích thi triển thần thông, Thủy Độn Thiên Long. Trong lúc nhất thời, nó ngưng tụ sóng nước, thành tựu hơn ngàn to lớn thủy long phân thân, ùn ùn kéo đến quấn quanh ở Lam Hoang trên thân. Cơ hồ đem chìm ngập. Một bên khác, Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long càng là dung nhập vào bên trong lòng đất. Đây là nó thần thông, đại địa chi khu. Tại nó trưởng khống phía dưới, Thương Sơn đại địa chấn động, địa hình biến động, toàn bộ Trạm Lam Hải Ngục bị khắp nơi trái lại che lại. Đây mới thực là long trời lỡ đất, trực tiếp đem Lam Hoang đặt ở sâu trong lòng đất. Hống hống hống. Thần Long ở giữa quyết đấu, cùng loại thuộc tính va chạm. Cái này hai đầu thần long thực lực rất mạnh. Bất quá, tại Sơn Hải trưởng khống phía trên, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long chính là bọn chúng thủy tổ. Càng là long thủy tổ. Nó tuy nhiên bị Thủy Độn Thiên Long cuốn lấy, có thể toàn thân thiên trọng tinh hoàn xoắn giết, cứ thế mà xé mở một con đường máu. Trước mắt đất đai long trời lỡ đất, nhưng lại ngăn không được thân thể vì đồi núi Lam Hoang. Nó trực tiếp xoay tròn, như là xuyên sơn giáp một dạng tiến vào mặt đất. Vẫn lôi kéo cái kia không ngừng phun lửa Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long, tại núi đá gai đất ở giữa xuyên thẳng qua. Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long thần thông, rất nhiều uy lực ngược lại giết tại Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long, trên thân. Long Lang Lung để nước này, Thổ Thần Long theo đuổi đánh Lam Hoang, xác thực sai vô cùng. Lam Hoang trên người có thanh linh tháp. Cái này nói không chừng là siêu việt cửu Long Đế kiếm gấp bao nhiêu lần bảo bối, những cái kia gai đất cùng Thủy Long giết tại Lam Hoang trên thân. Này chủng loại hình công kích, rảo sát năng lực mạnh, lại phản mà không đối phó được Lam Hoang. Sau đó, cái này dẫn đến nó một đầu cộng sinh thú, cứ thế mà kềm chế ba đầu thần long. Đây là Lam Hoang hưng phấn nhất nhất chiến. Đối phương tất cả đều là thần long, mà lại có hai đầu thuộc tính cùng mình giống nhau. Nó có thể thông qua chiến đấu như vậy, đi chứng minh mình mới là mạnh nhất Sơn Hải Chi Long. Rất nhiều người lúc này mới nhớ tới, nguyên lai Lý Thiên Mệnh cũng có thần long cộng sinh thú. Rầm rầm rầm, khắp nơi biển cả chi chiến, có thể nói cực kỳ kịch liệt. Lam Hoang một bên kéo lấy Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long chạy trốn, một bên ứng đối hai đầu thủy thổ thần long. Cái kia hai đầu thủy thổ thần long truy đến cơ hồ thổ huyết, thần thông oanh tạc, quả thực là ngăn không được Lam Hoang. Nói thật, bởi vì thái cổ hỗn độn cự thú thuộc tính ưu thế, cái này hai đầu thần long truy kích hiệu quả, còn không bằng Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long, một đầu. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long có thể đinh trụ Lam Hoang, cái này hai đầu lại không được. Chỗ lấy để chúng nó xuất thủ, là Long Lang Lung cùng hắn thần long nhóm đều tự tin, tại tương đồng thuộc tính bên trong, bọn họ mới là mạnh nhất, có nghiền ép thuộc tính ưu thế. Nhưng không ngờ, bọn họ đụng phải là thái cổ hỗn độn cự thú. Lam Hoang quả thực là dựa vào Đoạt Mệnh Ngân Long cùng Thanh Linh Tháp, đem cái này ba đầu thần long, chơi đến xoay quanh. Quả thực nhất chiến phong thần. Cái này trêu đùa một màn, tuyệt đối để thương thiên phía dưới chúng sinh, có một loại nhìn mà than thở cảm giác. Long Lang Lung vốn là muốn để chúng nó, trong nháy mắt giải quyết Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long quẫn cảnh, không nghĩ tới phái ra hai đầu thần long, không những không có giải quyết, ngược lại chỉ hoãn lúc chiến đấu máy. Chờ hắn kịp phản ứng, muốn cho Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long, đi thay Thủy Thổ Thần Long, giải cứu bị Đoạt Mệnh Ngân Long vây khốn huynh đệ, đáng tiếc đã chậm. Đừng đi nha meo. Không dùng Lý Thiên Mệnh nói, Miêu Miêu trực tiếp hóa thân thành đế ma hỗn độn, ngăn tại Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long trước mặt. Ẩn chứa bôn lôi kiếp lôi đình thần thông, trực tiếp oanh sát mà lên. Đầy trời lôi đình tạo thành ngập trời lôi trì, đem cái này kim sắc thần long quấn ở chỗ này. Cút! Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long cũng không sợ lôi đình. Nó xé rách hồn thiên điện ngục, phóng tới Miêu Miêu, bạo sát mà đến. Thần thông, vạn lân kiếm thứ. Cái này thần thông có thể nói tương đương đáng sợ, hắn trên thân lân phiến mấy vạn, nhưng bây giờ mỗi một chiếc vảy rồng phía trên, vậy mà đều vươn một thanh kim sắc kiếm đâm.
Cái này khiến cái này thần long biến thành kinh khủng chém giết máy móc, quả thực thì cùng con nhím giống như. Cái này muốn là cận chiến, đoán chừng Lam Hoang đều đánh không lại nó. Quả thực cũng là thần long hình dáng đoạt mệnh ngân long. Nó gào thét một tiếng, hóa thành kim quang, nhào về phía Miu Miu. Lấy Miu Miu cảnh giới, chính diện va chạm, sẽ chỉ bị nó nghiền ép. Theo cái này nhìn, đều hiểu Lam Hoang hiện tại cưỡng ép khẽ kéo ba, đến cùng có bao nhiêu Miu bức. Bất quá, Miu Miu gia hỏa này cũng là không thiếu thông minh. Nó cũng không muốn cùng cái này Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long cận chiến cứng đối cứng. Tại đối phương đánh tới thời điểm, nó trực tiếp giải trừ đế ma hỗn độn trạng thái, hóa thành một cái non nớt hồ đồ mèo con, trực tiếp trượt qua thân thể, đưa lưng về phía Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long. Nó duỗi ra cái kia cái đuôi thật dài, vỗ vỗ bắp đùi, cười khẩy nói, đại trung tử, người đến cắn ta a. Vừa dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long nhào tới, kết quả đương nhiên vồ hụt. Miu Miu một cái lắc mình, tại lôi đình lấp lóe ở giữa, thì xuất hiện ở đối thủ trên đỉnh đầu, lại lần nữa cười đùa nói, người quá chậm, là Long vẫn là ốc sên. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long giận dữ. Đừng quản nó, đi lấy trước rơi đoạt mệnh ngân long. Long lang lung thanh âm truyền đến. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long hiểu ý. Nó đang muốn cải biến mục tiêu, còn chưa đi ra 10 mét, trên đỉnh đầu một đạo màu đen lôi đình hung hăng đánh vào trên đầu của nó. Ngay sau đó, hai đạo đỏ như máu càn khôn điện mâu, càng là đâm vào nó phần đuôi. Hắn meo, người chứng đều là kim cương chứng sao. Đây là Miu Miu lần thứ nhất đánh lén đặc thù vị trí, tâm tình 10 phần khẩn trương. Không nghĩ tới hiệu quả quá mức bé nhỏ, để nó 10 phần thất bại. Nhưng, Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long, xác thực đau đến nhanh lăn lộn đầy đất. Ngươi! Nó một truy, Miu Miu liền chạy. Nó không đuổi, dự định đi Lam Hoang bên kia, Miu Miu thì ở phía sau dùng thần thông cuồng oanh loạn tạc. Nó cái này nắm giữ bôn lôi kiếp thần thông uy lực cũng không yếu. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long đưa lưng về phía nó, cứng như vậy chịu công kích, cái này cũng hoàn toàn nhịn không được. Cái này khiến Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long, tức giận đến trứng đều vỡ nhanh. Thủy Tích Thạch Xuyên, bản mèo cũng không tin, không đánh tan được ngươi kim cương trứng, ngươi lại đưa lưng về phía ta thử một chút. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long chỉ có thể cụp đuôi, phóng tới Lam Hoang. Đáng tiếc vẫn là lần lượt bị Miu Miu đánh xuống đến. Quay đầu truy sát, cái này mèo lại chạy như một làn khói, căn bản đuổi không kịp. Đây tuyệt đối là Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long đời này, thứ nhất biệt khuất nhất chiến. Đối thủ còn không có đụng phải, nó đều nhanh nôn. Tại nó đến trước đó, cái kia nước, đất hai đại thần long, nhất định phải sau đó muốn tiếp tục hạn chế Lam Hoang. Bằng không, Lam Hoang tăng thêm đoạt mệnh ngân long, thì một trận này phi nước đại, phải đem Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long tươi sống kéo chết. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long, ngay từ đầu, liền chúng phải huỳnh hỏa phần thiên vũ linh, đến bây giờ còn tại phun huyết. Đoạt mệnh ngân long tốt nhiều bộ phận. Đã cắt chém tiến vào huyết nhục bên trong. Còn như vậy lao xuống đi, đem cái này Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long trực tiếp cắt thành mười mấy đoạn cũng có thể. Chỉ cần nó không phải con run, cái kia nhất định phải chết. Nói tóm lại, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long sẽ cảm thấy càng biệt khuất. Nó còn không sao cả xuất thủ, hiện tại cùng chó giống như bị kéo lấy chuồn mất. Đoạt mệnh ngân long quá dài, nó thần thông không đủ trình độ Lam Hoang, tăng thêm ra hỏa này khí lực lớn đến dọa người. Còn da dày thịt béo. Quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Các ngươi mau cút đi, để hai bọn chúng đến. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long gầm thét lên. Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long cùng Thái Uyên Thủy Tinh Thánh Long, bọn họ cũng rất xấu hổ a. Vì cái gì, bọn chúng thần thông, đánh vào cái hai đầu này trên thân rồng, hiệu dụng như thế yếu ớt. Bọn họ quấn lên đi cận chiến, kết quả để ra hỏa này kéo lấy đi. Ngươi là chó sao, như thế sẽ chạy. Bọn họ đối với Lam Hoang tuyệt vọng nộ hống. Đỉnh thật cao. Lam Hoang nghiêng người, đem trên thân một đầu thần long cho đỉnh bay ra ngoài. Tiếp tục phung nha phi nước đại. Trong lúc nhất thời, chiến trường trong kết giới, tiếp tục thanh thế to lớn. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long tuyệt vọng. Nó nhìn lại, còn có hai cái huynh đệ, một cái bị một cái mèo trêu đùa, còn có một đầu, Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long, nó đang cùng một cái cây, hoàng thành quyết chiến. Để người tuyệt vọng chính là, Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long, còn rơi vào hạ phong. Cả hai trên thân, đều có vô số sợi rễ dây leo, lẫn nhau quấn quanh, lôi kéo, thần thông lẫn nhau xé rách. Biệt khuất thật lâu, tiên tiên thật vất vả đụng phải một cái nửa thực vật hệ cộng sinh thú.
Lam Thủy Tổ, nó ngược lên cái này Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long đến, cùng Lam Hoang một dạng dễ chịu. Đối phương thi triển thần thông, Ất Mộc Lâm Hải, dựa vào hạt giống dài ra lít nha lít nhít rừng rậm, kết quả để tiên tiên dùng màu đen sợi dễ vào đi, đem những này xanh tươi tốt cây non, toàn bộ đều cho hút thành khô mộc, nhìn đến Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long trợn mắt hốc mồm. Nó loại này thuộc tính khắc chế, so Lam Hoang bên kia còn muốn triệt để. Tại tiên tiên thái cổ hỗn độn cự thú thiên phú trước mặt, nó đều không biết mình cái kia làm gì. Đó là một loại gặp phải thiên địch cảm giác. Tiên tiên so sánh sợ lửa, duy nhất sợ hãi Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long hiện tại thảm nhất, thế là nó trực tiếp thả tự mình. Vô số dây leo sợi rễ, đem Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long trói gô, treo ở trên cây khô. Nó còn hỏi Huỳnh Hỏa, gà đại ca, ta đầu này thần long dây chuyền xem được không? Im miệng, đừng quấy rầy gà đại ca đơn đấu đối diện đại lão. Huỳnh Hỏa chạy như bay mà qua, một mặt ngạo kiều. Nói là đơn đấu, kỳ thật nó là núp ở Lý Thiên Mệnh đằng sau, thừa dịp Lý Thiên Mệnh cùng Long Lang Lung chém giết, thỉnh thoảng ám sát đánh lén. Tràng diện này, đối với thiên hạ chúng sinh tới nói, quả thực tuyệt. Rõ ràng là Long Lang Lung thêm ra một cái cộng sinh thú. Bây giờ lại là Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, vây công Long Lang Lung. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long cùng Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long, hoàn toàn bị khóa kín. Nhất là tiên tiên bên này, đem đối thủ ngược đến vô cùng thê thảm, còn có thể phân ra dây leo cùng sợi rễ, đi trợ giúp Lam Hoang. Mà lại, nó thần thông vĩnh dạ ma chú cùng tam hồn ma âm, cũng bắt đầu có hiệu quả. Thủy thổ song long bên này, bọn họ ngược lại là không có việc gì. Nhưng chỉ cần bọn họ muốn là rút đi, bây giờ đã trọng thương Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long, thời gian ngắn sẽ bị phanh thây. Tương đương Lam Hoang cầm con tin. Bọn họ thậm chí dừng lại, cùng một chỗ giữ chặt đoạt mệnh ngân long. Vốn là ba đầu thần long lực lượng, tuyệt đối đủ. Nhưng vấn đề là, đoạt mệnh ngân long thực sự rất sắc bén. Bọn chúng long chảo quấn lên đi, chỉ cần dùng lực nắm chặt, trực tiếp xé rách vảy rồng. Xem xét lại Lam Hoang bên này, cái này đoạt mệnh ngân long gai nhọn, bạc nhận, đều không có đâm đến thân thể của nó sẽ không có bất kỳ không thoải mái cảm giác. Nó thậm chí không quan tâm đằng sau có ai. Dù sao Lý Thiên Mệnh nói cho nó biết. Tiếp tục chạy đừng có ngừng. Hiện tại Lam Hoang đã chạy đến rất rất xa, có thể cứu người Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long đều đuổi không kịp. Rầm rầm rầm. Lam Hoang cơ hồ kéo lấy tam đầu long, chạy tới biên giới chiến trường. Cái kia thủy thổ song long, lúc này thời điểm đều 10 phần chật vật. Nhìn lấy huynh đệ huyết nhục, bị đoạt mệnh ngân long dần dần cắt chém, bọn họ chỉ có thể dựa vào huyết nhục của mình, tới chống đỡ ở đoạt mệnh ngân long bên trên truyền đến lực đạo, phân ra một đầu đi xé mở đoạt mệnh ngân long. Kết quả, khí hồn phát lực, quả thực là theo Lam Hoang trên thân hấp thụ lực lượng, đem cái kia đã trọng thương Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long tiếp tục trói chặt. Cho dù có người tiếp nhận Lam Hoang lực lượng, bọn họ tại loại này cao tốc trùng kích phía dưới, trong lúc nhất thời đều không thể mở ra. Long Lang Lung ngũ đại cộng sinh thú, toàn bộ thế yếu. Bị đánh thành dạng này, Long Lang Lung chỉ có thể tự mình đi tan rã Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long, nguy cơ. Đáng tiếc, trước mắt hắn ngăn đón Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Năm đầu thần long, mỗi một đầu đều buồn bực sắp thổ huyết. Đây là Long Lang Lung, suy nghĩ 49 ngày, đều không đoán trước qua thế yếu. Bọn họ không phải thực lực không đủ, thì là bỏ lỡ hai chi tiết. Cái thứ nhất chi tiết, vào chàng quá phách lối. Không ngờ tới Lý Thiên Mệnh một lời không hợp, trực tiếp để mắt tới một đầu cộng sinh thú, một đám người đánh cho đến chết. Cái thứ hai chi tiết, cũng là cứu viện sai lầm. Tự nhận là Thánh Long huyết mạch cao đoan, lại đụng phải nắm giữ Sơn Hải Kiếp Lam Hoang. Hai chi tiết phạm sai lầm, trực tiếp dẫn đến một rồng trọng thương. Thời gian ngắn lâm vào tử cục. Kỳ thật nói cho cùng, nguyên nhân chân chính là Lý Thiên Mệnh cái này bốn đầu cộng sinh thú, tuy nhiên cảnh giới không cao. Có thể huyết mạch của bọn nó ưu thế, thuộc tính áp chế, không thú năng so. Thí dụ như khởi nguyên thế giới thụ đối Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long nghiền ép, chính là chứng minh tốt nhất. Hoàn mỹ ngũ hành Thánh Long cộng sinh thú, tại Lý Thiên Mệnh thái cổ hỗn độn cự thú trước mặt, căn bản không hoàn mỹ, thậm chí trăm ngàn chỗ hở. Đây hết thảy, để thời khắc này Long Lang Lung, lâm vào cực hạn phẫn uất bên trong. Nhưng, hắn phẫn uất nhưng không mất đi tỉnh táo. Tại loại này khốn cục phía dưới, hắn cũng biết muốn tốc chiến tốc thắng.
thông qua đánh vỡ một cái điểm, phá hủy một cái mặt, triệt để vãn hồi thế yếu. Không nghĩ tới, ta đánh giá thấp ngươi. Quyết đấu mấy lần, không có cầm xuống Lý Thiên Mệnh, trong lòng của hắn đã nắm chắc. Đoạt mệnh ngân long rất lợi hại, giúp ngươi thành lập ưu thế. Long lang lùng ánh mắt, rơi trong tay cửu long đế kiếm phía trên. Nó hiển nhiên càng mạnh. Chỉ là binh khí loại hình khác nhau, cửu long đế kiếm nhất định phải trong tay hắn. Không có khả năng cùng đoạt mệnh ngân long một dạng, cơ hồ tính toán giao cho cộng sinh thú sử dụng. Cho nên hắn rất rõ ràng. Nhất định phải tại phía bên mình, mở ra ưu thế cự lớn, ngăn cơn sóng dữ, giải cứu cộng sinh thú thế yếu. Rầm rầm rầm. Ngũ hành ngũ sát tinh tướng. Thông qua bao phủ mở ngũ sắc tinh tướng, hắn thành lập cùng cộng sinh thú ở giữa lực lượng liên hệ. Liền xa xa ba đầu thần long, quanh thân đều lóng lánh tinh tướng uy lực. Phân tán bọn họ, tạo thành cường mà có lực tập thể. Đây là Lý Thiên Mệnh bọn họ tạm thời làm không được địa phương. Lý Thiên Mệnh, người đùa nghịch nhiều như vậy tâm kế, mới đến người muốn ưu thế, điều này nói rõ ngươi là một cái đáng kính nể đối thủ, nhưng là, cần phải vận dụng tâm kế, mới có thể chiếm cứ ưu thế. Cũng nói rõ ngươi nội tâm tự nhận không đủ, chứng minh ngươi sợ ta. Mà ta phải nói cho ngươi chính là, bất kỳ thủ đoạn nào tại thực lực chân chính trước mặt, đều là con cọp giấy. Ngươi, vẫn chưa được. Hắn trong nghi tâm, ngũ sắc đôi mắt chiếu rọi tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Thì ngươi nói nhảm nhiều, đến. Theo khai chiến đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh đều là nhanh chóng quyết đoán. Xuất thủ đều tại điện thạch hỏa quang ở giữa. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn hai tay nắm ở Đông Hoàng kiếm, ánh mắt liếc một cái huỳnh hỏa vị trí, khóe mắt nhất động, đột nhiên xuất thủ. Siêu siêu, lại là một lần, hướng về Long Lang Lung chính diện công sát. Giao phong mấy lần bất bại, ngươi liền cho rằng Cửu Long đế kiếm uy lực, vẻn vẹn nơi này a. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm. Cùng ngươi thanh kiếm này, cáo biệt đi. Bát giai trật tự thần binh, cơ hồ có thể nghiền ép trên Thái Dương tất cả thần binh. Từ khi đạt được cái này một thanh kiếm về sau, Long Lang Lung đã chặt đứt mấy chục chủng thần binh, bao quát cấp 5 trật tự thần binh. Cửu Long đế kiếm chi sắc bén, không ai cản nổi. Hắn cũng không có tận lực vỡ nát, không biết sao Cửu Long đế kiếm quá mạnh, không có ý ở giữa, địch nhân thần binh toàn bộ vỡ tan. Mà lần này, hắn muốn hủy đi Đông Hoàng kiếm, đến thành lập ưu thế, phát tiết phẫn uất. Ong ong ong, trên người hắn. Từng đạo kiếm khí tuôn hướng trong tay Cửu Long đế kiếm. Quả nhiên là kiếm thể. Trên thực tế, Long Lang Lung còn tu luyện, ngũ hành đế tinh kiếm thể. Đây là một môn dung hợp nguyên tố thần tai kiếm khí kiếm thể pháp quyết tu luyện. Hấp thu thuộc tính ngũ hành kiếm khí, hội tụ toàn thân, chiến đấu thời điểm, bật hơi thành kiếm, lực sát thương kinh người. Bây giờ, trên người hắn, rất nhiều ngũ hành đế tinh kiếm khí, điên cuồng tràn vào Cửu Long đế kiếm. Tỉnh lại lấy Cửu Long đế kiếm ngủ say uy lực. Cái này một thanh thần long cự kiếm, bạo phát ra chướng mắt phong mang. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Làm Long Lang Lung mở ra cái kia năm màu thánh long mắt thời khắc, hắn hết thảy kiêu ngạo, xuất thân của hắn, cha mẹ của hắn cùng gia gia, hắn thánh long thiên phú, vinh quang của hắn cảm giác, toàn bộ hội tụ tại thanh này Cửu Long đế kiếm phía trên. Giờ khắc này hắn, xem ra cũng là trời sinh nhân vật chính. Tiểu giới tàng long kiếm thuật. Kiếm ảnh biến hóa, ngũ cảnh thần quyết, nhẹ nhõm thi triển. Đây là một loại dung hợp kiếm đạo. Hắn hết thảy thì cơ sở ngũ kiếm, Long Lang Lung đã dung hợp bốn kiếm. Kim mộc thủy hỏa trung dung. Chỉ kém một kiếm thì có thể phát huy hoàn chỉnh uy lực. Một khi hoàn chỉnh, uy lực của nó có thể đến tới lục cảnh thần quyết trình độ. Thế mà, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, nhịn cười không được. Cái này không phải liền là hàng nhái, Cửu Long thiên kiếp kiếm. Quả nhiên, Cửu Long đế tôn hậu nhân, đối với hắn đã từng hết thảy, đều cố chấp như vậy. Nói thật, cái này tiểu giới tàng long kiếm thuật mức độ, đã khá cao. Thế nhưng là tại nó chân chính thủy tổ trước mặt, loại dung hợp này, đối Lý Thiên Mệnh mà nói, có loại trăm ngàn chỗ hở cảm giác. Long Lang Lung trong tay, kim mộc thủy hỏa tứ đại kiếm khí, dung hội một kiếm. Cái kia Cửu Long đế kiếm chấn động, uy lực nổ tung. Thông qua tề thiên chi nhãn. Có quá nhiều người rung động một kiếm này uy lực, cũng có rất nhiều người, vì Long Lang Lung mà tự hào. Nói thí dụ như mẹ của hắn Long Hy Thiến. Long Lang Lung trước mắt thế yếu, là nàng hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Quá nhiều người đều đang chăm chú một trận chiến này.
Long Lang Lung vô cùng rõ ràng. Ta nhất định phải thắng, nhất định muốn thắng. Tổ tiên, ban cho ta Thánh Long chi lực. Hắn con mắt thứ ba, bộc phát ra vạn trượng quang mang, hoàn toàn khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, thành lập một đầu năm màu thông đạo, bao phủ tại Lý Thiên Mệnh trên thân, để Lý Thiên Mệnh căn bản không chỗ có thể trốn. Chanh chanh! Ngũ hành đế tinh kiếm thể, kiếm khí bạo phát. Phốc phốc! Kiếm còn chưa tới, kiếm khí ngay tại Lý Thiên Mệnh trên mặt, gảy ra từng đạo nhỏ xíu vết máu. Trình Thiên hiệu lệnh, Long uy cái thế. Hô lên một tiếng này, Long Lang Lung chân đạp năm màu thông đạo, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tiểu giới tàng long kiếm thuật bạo phát, hướng về phía Lý Thiên Mệnh chém giết mà đến. Rầm rầm rầm, kiếm khí hóa long. Dường như, đây mới thật sự là thần long huyết mạch. Một kiếm này chạm, cửu long đế kiếm cường thế một mực không thể nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh tại chỗ nhận lấy kinh khủng chấn áp. Không biết sao, kiếm chiêu trăm ngàn chỗ hở, cũng là dễ dàng để hắn xuất diễn. Quá nhiều sai lầm, đều là hậu nhân, đối cửu long thiên kiếp kiếm hiểu lầm. Mỗi một chiêu, đều có lỗ thủng. Long Lang Lung, trên người ta thần long huyết mạch, dù là chỉ là ta một phần tư, đều muốn so ngươi thuần chủng gấp một vạn lần. Hắn câu nói này, cũng không nói ra miệng, lại ở trong lòng mặc niệm một lần. Muốn so huyết mạch, hắn là kiêu ngạo. Thánh Long. Tại cái này năm màu thông đạo chiếu rọi phía dưới, Lý Thiên Mệnh nhìn đối diện huỳnh hỏa. Lên. Trong tay đông hoàng kiếm, xoay một vòng. Toàn thân tinh luân nguyên lực, hội tụ cùng một chỗ, xông lên hai tay. Ba kiếm hợp nhất. Ngân Long, thiểm quang sát kiếm. Huyết Long, huyết tế hung kiếm. Viêm Long, hỏa bào long kiếm. Dù là chỉ có ba kiếm dung hợp, nó hoàn mỹ cùng cao đoan, đều không phải là tiểu giới tàng long kiếm thuật bốn kiếm dung hợp chỗ có thể so sánh. Quỷ dị chính là, cái này thoạt nhìn là hoàn toàn tương tự kiếm quyết. Chỗ khác biệt chính là, Lý Thiên Mệnh càng nhanh càng hung mãnh. Kiếm thế bạo phát trong nháy mắt, đông hoàng kiếm chấn động một chút, tạo thành đinh tai nhức óc hỏa long bào hao thanh âm, tại chỗ chấn động tại Long Lang Lung hai lỗ tai phía trên. Ong ong! Long Lang Lung hai lỗ tai trực tiếp phun huyết. Cửu Long Đế kiếm cùng Đông Hoàng kiếm, bạo lực chém giết cùng một chỗ. Đương đương đương. Chói tai, dày đặc tiếng va chạm bạo phát. Kiếm quang nổ bắn ra. Mỗi một lần kiếm đụng nhau, Long Lang Lung kỳ vọng phát sinh sự tình, đều không có phát sinh. Đông Hoàng kiếm, từ đầu đến cuối, đều không có đứt gãy. Thậm chí, hoàn hảo không chút tổn hại. Cứng rắn để Long Lang Lung tuyệt vọng. Sao lại không ngừng? Trước kia, cấp 5 trật tự thần binh, đều tùy ý đứt gãy. Càng làm cho Long Lang Lung tâm tính nổ tung chính là. Hắn bỗng nhiên cảm giác, mình tại kiếm quyết phía trên, toàn diện rơi vào hạ phong. Lý Thiên Mệnh mỗi một kiếm đều giết tại hắn điểm yếu. Mà hắn ra chiêu, toàn bộ đá chìm đáy biển, đụng đều không đụng tới Lý Thiên Mệnh. Ngàn vạn kiếm thế biến hóa, mỗi một bước đều tại Lý Thiên Mệnh trong khống chế. Người đây là cái gì kiếm quyết? Long Lang Lung trừng lớn hai mắt, trái tim có loại xé rách cảm giác truyền đến. Lý Thiên Mệnh cũng không trả lời, mà chính là nở nụ cười, nói. Người hậu viện cháy rồi. Cái gì? Long Lang Lung đem quá nhiều chú ý lực, đặt ở Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm, cùng của hắn kiếm quyết phía trên. Tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, một cái tiểu phượng hoàng như là sao băng một dạng rơi xuống. Để người tuyệt vọng chính là, cái kia cánh nhỏ phía trên, thi triển chính là cùng Lý Thiên Mệnh một dạng kiếm quyết. Đây là thiểm quang sát kiếm cùng huyết tế hung kiếm dung hợp chi kiếm. Uy lực so Lý Thiên Mệnh một kiếm này một chút kém một chút. Nhưng tại Lý Thiên Mệnh cùng Long Lang Lung quyết đấu thời điểm, nó dạng này vô thanh vô tức chen vào, quả thực chí mạng. Ăn ta một chiêu, xuyên cái giám thần kiếm. Long Lang Lung toàn thân đột nhiên băng lãnh. Nó quay người một kiếm chặn huỳnh hỏa một chiêu này, bảo vệ bộ vị mấu chốt. Thế nhưng là, trước mắt hắn còn có mạnh hơn Lý Thiên Mệnh a. Hai mặt giáp công, huỳnh hỏa một kiếm sử dụng hết, thi triển thần thông tử vong luyện ngục, lại lần nữa oanh tạc. Ong ong ong. Long Lang Lung ứng đối không kịp. Huỳnh hỏa quá nhỏ, ngược lại là một loại phiền phức. Có thể lăn ngươi. Lý Thiên Mệnh cái kia đông hoàng kiếm như hỏa long bào hao lấy, nhanh như lôi đình, quét ngang ra ngoài, bổ vào Long Lang Lung trên đầu. Làm. Theo Long Lang Lung kêu đau một tiếng, đầu rơi máu chảy ở giữa, đế tinh kết giới nát. Ây! Cho đến nay, đông hoàng kiếm vẫn là một chút cũng không có vỡ nứt. Thậm chí,
cái kia cửu long đế kiếm liền huỳnh hỏa cánh đều không chém đứt. Đây mới là để Long Lang Lung tuyệt vọng. Để hắn càng tuyệt vọng hơn chính là, hắn bỗng nhiên trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Hắn nhận ra, thuộc về Cửu Long đế tôn bảng hiệu kiếm thuật. Nhận ra một khắc này, hắn nước mắt trực tiếp lao vút đi ra. Tín niệm trong lòng, cơ hồ đổ sụp. Hắn khát vọng đồ vật, ngoại trừ Cửu Long đế kiếm bên ngoài, rất nhiều đều cho Thanh Hồn Điện. Mà Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, càng là giấc mộng của hắn. Mộng lại đến trên tay người khác, xác thực tê tâm liệt phế. Mà lại ăn Lý Thiên Mệnh một kiếm này, hắn đế tinh kết giới đã phá nát. Cái này chứng minh hắn đã chiến bại bị loại. Thế mà, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thuộc về Lý Thiên Mệnh, sự thật này so đào thải thống khổ hơn. Hắn triệt để sụp đổ. Ngươi thật không có ý nghĩa, tổ tiên không có lưu cho ngươi, cũng không phải là ngươi, hiểu không? Lý Thiên Mệnh không quan tâm Cửu Long đế tôn ra tại cái gì suy tính, phong tồn cái này một số bảo tàng cùng kiếm quyết, không có lưu cho hậu nhân. Vậy cũng là Cửu Long đế tôn tự do. Cho nên Lý Thiên Mệnh không cảm thấy, mình tại thiên cung khảo nghiệm bên trong, cầm tới những vật này, có vấn đề gì. Chỉ là cái này Long Lang Lung, chính mình quá để ý mà thôi. Không, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, kêu khóc nói. Vậy liền hận đến triệt để một số. Lý Thiên Mệnh mũi kiếm vẩy một cái, tại hắn trước khi rời đi, bổ vào ngón tay hắn tu di giới chỉ phía trên, cứ thế mà đem chiếc nhẫn kia cho bổ xuống, cầm tại trên tay. Hắn vốn có thể cướp đoạt Cửu Long đế kiếm, thế nhưng kỳ thật không có ý nghĩa. Bởi vì thứ này không có tôn huyết, căn bản khống không ngừng. Mà lại, thứ này nhưng là sẽ dẫn tới họa sát thân. Lấy chút thiên hồn, thu chút lợi tức là đủ rồi. Đến mức Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, Lý Thiên Mệnh không có cách nào không bại lộ. Bởi vì theo đế tinh bảng điểm số đến xem, ai cũng biết hắn tại Bạch Long Cung, còn chiếm được mặt khác bảo tàng, đó căn bản giấu không được. Hắn vẫn là lão ý nghĩ. Một khi thủ không được, cái kia liền trực tiếp ném đi. Dù sao hiện tại đâm lao phải theo lao, cũng không có biện pháp nào khác. Cứ như vậy, Long Lang Lung phiền muộn, thống khổ, oán hận. Mang theo hắn Cửu Long đế kiếm cùng cộng sinh thú, cùng một chỗ bị đào thải bị loại. Hắn bay ra kết giới chiến trường. Đoán chừng rất nhanh biết bay ra vô thiên chi cảnh. Trận chiến đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đại hoạch toàn thắng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tất cả tề thiên chi nhãn, đều tập trung ở trên người hắn, có thể thấy được hắn đã tạo thành bao lớn oanh động. Lần thứ nhất dùng thực lực, đã chứng minh chính mình. Tề thiên bia phía trên, tên của hắn về tới đệ nhất. Long Lang Lung căn bản là không có cách dung chuyển. Đế tinh bảng đệ nhất, theo giờ khắc này bắt đầu, biến đến có chút hoàn toàn xứng đáng. Ong ong ong. Tại chiến trường này trong kết giới, Lý Thiên Mệnh cơ hồ đều có thể nghe được từng tiếng nghị luận, cái này kỳ thật cùng đế hoàng thần ý có quan hệ. Hắn lần thứ nhất đi vào Thái Dương Vạn Tông trong tầm mắt. Giống nhau hắn tại Thái Cổ Thần Vực Minh hội chiến, bộc lộ tài năng ngày nào đó. Rất nhiều người, chân chính nhớ kỹ hắn. Điều này rất trọng yếu. Nhất định phải nhớ kỹ, hắn có thể trèo lên đỉnh, thống ngự thiên hạ. Thế mà, Lý Thiên Mệnh chỉ quan tâm Long Lang Lung tu di giới chỉ có cái gì. Hắn nhìn thoáng qua. Mấy vạn truyền thừa thiên hồn. Mấy trăm chủng thần đan. Còn có rất nhiều thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh. Không ra Lý Thiên Mệnh sở liệu, hắn rất thứ cần thiết cũng có. Cái kia chính là, nguyên tố thần tai kiếm khí. Đây là Long Lang Lung tùy thân mang theo, dùng để đoán tạo ngũ hành đế tinh kiếm thể kiếm khí. Cao lớn nhất ước là cấp 5 nguyên tố thần tai. Uy lực không tính quá mạnh, nhưng lại có thể tăng cường Lý Thiên Mệnh Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Kiếm lời. Lý Thiên Mệnh cảm khái một tiếng. Hắn nhìn về phía tề thiên bia. Lần này bày ra Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, tương lai tình cảnh nguy hiểm hơn, thiên cung thành duy nhất đường lui, tối thiểu nhất, nhất định muốn cầm tới thiên cung chuẩn bị ghế. Hắn nhìn lướt qua đế tinh bảng. Trong này, duy nhất để hắn kiêng kỵ người, là đánh bại Long Lang Lung cùng còn lại ba cái hiên viên Long Tông đệ tử liên thủ vi sinh mặc nhiễm. Tuy nhiên gia hỏa này là lạ, liền thôn giới thần đỉnh cũng có thể làm cho ta, nhưng là, thực lực của nàng cường hãn, là sự thật không thể chối cãi. Ta nếu là đụng tới hắn, rất có thể sẽ bị đào thải. May mắn, đợi nàng tiến trước bốn, ta tại trận chiến cuối cùng, đụng tới nàng xác suất chỉ có 1/3. Không cao lắm.
chỉ cần đối thủ không phải nàng, thiên cung chuẩn bị ghế, ta trên cơ bản nắm bắt tới tay đi. Thì nghĩ như vậy, hắn bị kết giới chiến trường rời ra ngoài. Tại đi ra cái cuối cùng nháy mắt, Lý Thiên Mệnh nhìn đến chính là, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Lâm Tiêu Tiêu tên, đã rời đi vốn có vị trí, đụng vào nhau. Cái này mang ý nghĩa, các nàng, lập tức khai chiến. Vù vù. Ngoại trừ tiếng gió, chung quanh chết một dạng yên tĩnh. Thiên Viên Long Tông hơn nghìn người, sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tề Thiên Chi nhãn thị giác. Đại đa số người, không biết là cần phải cái kia hoan hỉ vẫn là bi ai. Bọn họ đồng loạt nhìn lấy hai vị Long Hoàng. Còn có Long Hy Thiến. Ai nha, trận này tiểu hài tử giao đấu, thật đúng là đặc sắc xuất hiện, đẹp mắt đây. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, bỗng nhiên có người tại giọng dịu dàng nói chuyện. Mọi người không cần nhìn đều biết, người nói chuyện là Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh. Giang Thanh Lưu, người cái này đệ tử, đem chúng ta Hiên Viên Long Tông, đem hết toàn lực, bồi dưỡng Thánh Long Thiên Phú đệ tử, đều cho so không bằng, thật sự là không tầm thường. Chúng ta mặc cảm. Long Uyển Oánh nháy mắt, hoàn toàn không có hổ thẹn ý tứ, quả thực một mặt sảng khoái. Không dám, vận khí vận khí. Giang Thanh Lưu vội vàng nói. Không phải vận khí, thật sự là lợi hại, nhìn như vậy đến, đứa nhỏ này tại Bạch Long Cung lấy được chính là Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, đây chính là tám cảnh thần quyết, lại là một đại tư bản. Long Uyển Oánh lúc nói chuyện, ngắm Long Hy Thiến liếc một chút. Từ đầu đến cuối, Long Hy Thiến đều nắm song quyền, một mặt tái nhợt, nhìn lấy chiến trường nói không ra lời. Long Uyển Oánh lúc này thời điểm nói mỗi câu lời nói, đều là gai tại nàng trong lòng kiếm. Thiên Thiến, may mắn ngươi tại cái này, bằng không một hồi ngươi bảo bối nhi tử đi ra, nếu là hắn khóc nhẹ, ta có thể không thế nào làm thế nào mới tốt đây. Long Uyển Oánh một mặt tiếc hận, tiếp tục an ủi, nói, kỳ thật Lang Lung biểu hiện được không tệ, lấy biểu hiện hôm nay, ta hoàn toàn có thể kết luận, 10 năm về sau, 10 cái Vi Sinh Mặc Nhiễm, 10 cái Lý Thiên Mệnh, đều không phải là đối thủ của hắn. Nói xong lời cuối cùng, nàng không có khống chế lại chính mình, nhịn không được cười ra tiếng âm tới. Ngươi cầm miệng cho ta. Long Hy Thiến nắm chặt song quyền, ở ngực chập trùng, quay người trở lại, hung tợn nhìn lấy Long Uyển Oánh. Mặt của nàng hoàn toàn tái nhợt, sắc mặt vô cùng khó coi. Long Hy Thiến, ngươi sao có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Chúng ta tôn ti có khác, biết không? Long Uyển Oánh vừa thu lại vẻ mặt vui cười, mở miệng quát lớn, tâm lý đã sớm thoải mái phát nổ. Tâm lý nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Mẹ nó, oa nhi này ta chắc chắn phải có được. Nàng nhìn thoáng qua Thánh Long Hoàng. Lão giả này, đồng dạng không lời nào để nói. Vô thiên chi cảnh quyết chiến, trận đầu quyết đấu, như một trận phong bạo, bao phủ cái này cuồn cuộn thiêu đốt mặt trời. Tại cái này đốt cháy trong thế giới, chiến đấu chính là vĩnh hằng chủ đề. Trận chiến đấu này, thiên hạ bàn tán sôi nổi. Kỳ thật thực lực bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng là Lý Thiên Mệnh thật sự là quá tuyệt. Hoàn toàn đem Long Lang Lung đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Người sai, ta cảm thấy Long Lang Lung khắp nơi bị cản tay, hắn chiến bại, cũng là bởi vì thực lực không bằng đối thủ. Một cái nhị lưu thế lực đệ tử, trực tiếp tiến vào tứ cường, chiếm lấy đế tinh bảng đệ nhất, thật sự là tuyệt, còn có người nói, hắn đứng ở chỗ này đến, là dựa vào vận khí sao. Tiểu tử này, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhất chiến thành danh. Chỉ cũng là loại này đi. Ta nghe người bên kia nói, hắn tại Bạch Long Cung lấy được bảo tàng, là Cửu Long Đế Tôn Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Cái này khí vận, vô địch. Xem một chút đi, Thanh Hồn Điện khả năng nhìn không được bọn họ, bây giờ nhìn Hiên Viên Long Tông như sao quyết định. Dù sao, bọn họ Thánh Long Thiên Phú đệ tử đều bị đánh bại, thẳng mất mặt. Phía trước còn bị Vi Sinh Mặc Nhiễm đánh bại qua, ai? Đúng rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng cái kia gọi Lâm Tiêu Tiêu đệ tử, lập tức muốn khai chiến. Đã vào sân. Lý Thiên Mệnh theo, chiến trường kết giới, sau khi ra ngoài, tại vị trí cũ phụ cận, tìm được Dạ Lăng Phong cùng Vu Tử Thiên. Bão cát bay múa bên trong, một cái tóc dài đâm thành một chùm thiếu niên mặc áo đen, cùng một cái ăn mặc tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng bạch bào người trẻ tuổi đứng chung một chỗ. Dung hợp màu đen tôn huyết có đoạn thời gian, Vu Tử Thiên màu tím miệng rộng môi. Có thể tính tiêu tan sưng lên. Tiêu Tiêu tiến vào, Lý Thiên Mệnh hơn ngàn hỏi. Đúng, mới vừa đi vào. Đi xem một chút. Bọn họ đi tới chiến trường kết giới biên giới, lúc trước ba người bọn hắn ở ngay vị trí này.
Nơi này đại khái có thể thấy rõ ràng, nội bộ tình huống chiến đấu. Lợi hại a huynh đệ, cầm xuống Long Tam, nhất chiến thành danh. Phu Tử Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong đôi mắt tràn đầy kính nể. Long Tam. Rất hiển nhiên, hắn nói là Long Lang Lung. Ba cái Long, có thể không phải liền là Long Tam a. Một trận chiến này tránh thức lên đài mặt, xác thực ý nghĩa phi phàm. Nhưng muốn giữ vững bảo vật, nhất định phải là Thiên Cung. Ca, ngươi cùng nàng giao phó xong sao? Dạ Lăng Phong nhìn chằm chằm chiến trường kết giới, quay đầu lại hỏi Lý Thiên Mệnh. Nói tốt, mặc kệ Tiêu Tiêu lựa chọn ta vẫn là Vi Sinh Mặc Nhiễm làm đối thủ, nàng cần phải đều sẽ cái thứ nhất bị loại. Làm đích sư tôn chờ ở bên ngoài nàng, nếu như tình huống không tốt, thủ không được, Long Huyết Thần Hoang, nàng ngay lập tức sẽ đem binh khí này vứt bỏ. Lâm Tiêu Tiêu chỉ cần trên thân không có Long Huyết Thần Hoang, cơ bản không có người quan tâm nàng. Vô Thiên Chi Cảnh đệ tử đều đã ra ngoài. Đào thải tức bị loại. Lấy trước mắt quyết chiến quy tắc nhìn, Lâm Tiêu Tiêu nói thế nào đều là cái thứ nhất ra ngoài, đầu tiên tiếp nhận gió lốc bên ngoài. Nếu như Long Huyết Thần Hoang thủ không được, cái kia xác thực không có cách nào. Bất quá, sư tôn ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tin tưởng hắn. Phu Tử Thiên nói xong, hắn nhìn về phía kết giới bên trong, cười nói. Mọi người khác bi quan như thế, nói không chừng nàng có thể đánh bại Vi Sinh Mặc Nhiễm đâu. Dù sao, các người ba cái đều là quái vật. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong liếc nhau. Bọn họ hiểu rõ Lâm Tiêu Tiêu. Tiến bộ của nàng quá bất ổn bình tĩnh, chiến đấu cường độ cũng không ổn định. Đối thủ tinh tướng thần cảnh cấp 6, còn nắm giữ thất tinh thần thú, Lâm Tiêu Tiêu tuyệt không thắng lợi khả năng. Kỳ thật Lâm Tiêu Tiêu có thể lựa chọn lưu tại thứ 8, chọn Lý Thiên Mệnh làm đối thủ. Bất quá, nàng tính cách hiếu thắng, nàng càng muốn thay đổi hơn biến chính mình, cho nên mới lựa chọn chiến đấu. Điểm này, Lý Thiên Mệnh chống đỡ nàng. Hôm nay chỉ là nhân sinh trên đường, đệ nhất đạo khảm, đối thủ rất mạnh, nhưng nàng đến bước ra bước đầu tiên. Hàng phục thái cổ tà ma về sau, chỉ cần không đột tử, nàng là có thể anh dũng đi xuống. Tiêu Tiêu ở chỗ này đây. Vừa nói đến đây, Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu tiên tiên linh thể hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh hướng trong kết giới nhìn qua, chỉ thấy Lâm Tiêu Tiêu ngồi thái cổ tà ma, xuất hiện tại bọn hắn phụ cận. Nàng thông qua cửu sắc kết giới, thấy được Lý Thiên Mệnh bọn họ. Đương nhiên, nàng còn tại chiến trường bên trong. Thấy Lý Thiên Mệnh bọn họ về sau, nàng ánh mắt trầm tĩnh một số. Đại khái trong lòng lực lượng, cũng tăng cường một số. Thái cổ tà ma có chút như Lâm Đại Địch ý tứ. Nó đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh bọn họ, nhìn trước mắt cái kia cát vàng chiến trường. Lâm Tiêu Tiêu tại Tề Thiên Chi nhãn chiếu dọi phía dưới, đã lấy ra Long Huyết Thần Hoang. Nàng hít sâu một hơi, kéo ra Long Huyết Thần Hoang, dựng vào huyết tiễn. Ông! Tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư lực lượng hội tụ, nhắm ngay mê vụ. Đối thủ của nàng là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Một cái đem, thôn giới thần đỉnh, đưa cho Lý Thiên Mệnh thần bí nữ nhân. Nàng và mình ở giữa, cần phải thuộc về hòa bình luận bàn, chạm đến là thôi. Lâm Tiêu Tiêu là nghĩ như vậy. Nàng vô cùng chuyên chú, vận chuyển tinh luân nguyên lực, đem tà ma tinh tướng, căng ra. Đỏ như máu điện xà, du tẩu tứ phương. Ước vạn điện xà đầu đuôi tương liên, quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cái tia chớp màu đỏ ngòm vòng xoáy, hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Tinh quang ở trong đó lập lòe, điện xà du tẩu, tại kết giới này bên trong chiến trường, tìm kiếm lấy đối thủ của nàng. Xì xì xì, lôi điện thanh âm, tại non mịn bên tai dây dưa. Đột nhiên, trong mây mù, xuất hiện một đạo thanh sắc ánh sáng mang. Lóe lên mà đến, thật nhanh, Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. Điện thạch hỏa quang ở giữa, nàng Long Huyết Thần Hoang căn bản không có mục tiêu. Nàng chỉ có thể thô sơ giản lược phán đoán, bắn ra huyết tiễn. Huyết tiễn khiên động vô số điện xà, tạo thành một chương tấm võng lớn màu đỏ ngòm, hướng về cái kia một đạo thanh quang xuyên thẳng qua mà đi. Vi Sinh Mặc Nhiễm. Kết giới bên ngoài, Lý Thiên Mệnh đồng dạng thấy được cái kia một đạo thanh quang. Ánh mắt của hắn ngược lại càng rõ ràng. Tại cái kia tóc xanh cùng váy dài bay múa khoe ảnh bên trong, tìm được cái kia khuôn mặt. Lý Thiên Mệnh đụng phải ánh mắt của nàng. Cơ hồ là giây phút đầu tiên, hắn đều cảm nhận được, ánh mắt của nàng không đồng dạng. Lúc trước là biến ảo khôn lường mà điềm tĩnh thiếu nữ. Bây giờ lại là lạnh lùng sát thủ. Cái kia trống không trong hai mắt, chính là sâu vô cùng lạnh lùng.
Cẩn thận! Hắn vô ý thức hô một tiếng. Hắn không biết rõ, trước kia phá lệ ôn hòa Vi Sinh Mặc Nhiễm, sẽ bỗng nhiên biến đến lãnh khốc như vậy. Tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, huyết tiễn biểu bay ra ngoài, đâm về Vi Sinh Mặc Nhiễm. Tại cái kia huyết điện bao phủ bên trong, Vi Sinh Mặc Nhiễm trong tay cái kia một cây dài nhỏ thanh sắc trường mâu, xuyên ra phô thiên cái địa dù ảnh, ngưng kết thành một đóa thanh liên, chấn khai huyết điện. Trường mâu hóa thành thanh quang, xé rách Lâm Tiêu Tiêu thế công, ép thẳng tới nàng mà đến. Thế bất khả kháng. Thái cổ tà ma vỗ cánh bay cao, muốn né tránh. Cùng lúc đó, hắn lôi đình tà ma thần thông kết thành tia chớp màu đỏ ngòm bóng, đánh tới Vi Sinh Mặc Nhiễm. Không ngờ, cái kia Vi Sinh Mặc Nhiễm nhanh đến kinh người. Trong trời cao, nàng váy dài múa, váy giống như là xoay tròn xanh cây dù. Chuyển sau khi đứng lên, thân ảnh của nàng biến đến lơ lửng không cố định. Liền Lý Thiên Mệnh đều không thấy rõ ràng, nàng như thế nào tại biến ảo bên trong, né tránh qua thái cổ tà ma công kích, lại phút chốc xuất hiện ở trước mắt của nó. Xấu xí chi thú. Trường mâu một xuyên. Phốc phốc. Cái kia dài đến 2 mét cấp 7 trật tự thần binh, như cùng một cái rắn lục, đâm vào thái cổ tà ma ở ngực, lại theo hắn phần lưng bay ra ngoài. Trực tiếp đem thái cổ tà ma, đâm một cái xuyên thấu. Ây! Thái cổ tà ma trực tiếp bị thương. Máu tươi nhỏ xuống. Vũ u! Lâm Tiêu Tiêu biến sắc. Vi Sinh Mặc Nhiễm căn bản không có nàng trong tưởng tượng, như vậy hòa khí. Nàng vừa động thủ đâm xuyên, cũng là thái cổ tà ma trái tim. Hoàn toàn là muốn đem thái cổ tà ma nhất kích mất mạng. Chỉ là để thái cổ tà ma dùng thần thông áp lệch ra một chút, nhưng thiếu chút nữa cũng bị giết. Cái này khiến thái cổ tà ma dọa đến gần chết, vội vàng quát, đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian chạy. Lời còn chưa nói hết, Vi Sinh Mặc Nhiễm tiếp xanh trở lại sắc trường mâu, trực tiếp quét ngang quất vào thái cổ tà ma trên cánh. Cái kia màu đen cánh thịt dưới một kích này, cơ hồ bị giảm giá. Cái này khiến thái cổ tà ma trực tiếp nện bay ra ngoài. Lâm Tiêu Tiêu cũng bay ra ngoài, chỉ có thể lăng không bắn ra một tiễn. Nhưng, không biết sao cái kia Vi Sinh Mặc Nhiễm thân pháp thực sự linh hoạt, chỉ cảm thấy đầy trời đều là dù ảnh, căn bản không nhìn thấy nàng ở nơi nào. Ầm ầm, thái cổ tà ma đập xuống đất, nhấc lên đầy trời bụi đất. Xì xì, huyết tiễn xuyên thấu ra ngoài, lại không có thể ngăn ở cái kia Vi Sinh Mặc Nhiễm, xuất hiện tại Lâm Tiêu Tiêu trước mắt. Một trận chiến này, hoàn toàn để Lâm Tiêu Tiêu minh bạch, làm dựa vào thiên hồn trưởng thành tu luyện giả, tự thân lực lượng trưởng khống rất kém cỏi tình huống dưới, không có người vì nàng ngăn lại đối thủ, muốn đơn đả độc đấu, nàng xác thực có rất lớn không đủ. Khuyết điểm càng sớm bại lộ, tự nhiên càng tốt, có thể nhìn thẳng vào chính mình. Đây chính là chiến đấu thu hoạch. Có thể phiền phức chính là, Vi Sinh Mặc Nhiễm biểu hiện ngoài dữ liệu. Nàng hoàn toàn không phải người bằng hữu, mà chính là một cái tử địch. Bây giờ giết tới Lâm Tiêu Tiêu trước mặt, nàng ánh mắt lạnh lùng, trong tay thanh sắc trường mâu, hướng thẳng đến Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt đâm vào. Hung mãnh như vậy thế công, đương nhiên sẽ đánh ra đế tinh kết giới. Coi như giết không chết Lâm Tiêu Tiêu, nhưng cũng có khả năng, tại đế tinh kết giới cứu được Lâm Tiêu Tiêu trước đó, đâm xuyên con mắt của nàng. Vừa nhanh vừa độc. Xuất thủ đến bây giờ, mỗi một lần đều muốn đưa người vào chỗ chết. Lâm Tiêu Tiêu căn bản không có không nghĩ ra thời gian. Tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, nàng đem trong tay cung cùng mũi tên, phút chốc hợp làm một thể. Long huyết thần hoang cung tiễn tổ hợp, nhất cung cửu tiễn, trực tiếp thành một thanh huyết sắc trường thương. Đây là long huyết thần hoang hình thái thứ hai. Cung tiễn là chủ hình thái, trường thương loại này hình thái, không phải long huyết thần hoang trạng thái mạnh nhất. Nhưng lại có thể ngay tại lúc này, làm dịu cung tiễn không thể cận chiến hiệu quả. Huyết sắc trường thương nơi tay, khẩn cấp ở giữa quét ngang ra ngoài, quất vào thanh sắc trường mâu phía trên. Làm. Lâm Tiêu Tiêu tự thân lực lượng không mạnh, có thể long huyết thần hoang bản thân, có nhất định áp chế hiệu quả, đánh vạt ra thanh sắc trường mâu đâm xuyên lộ tuyến. Để con mắt của nàng, tránh thoát cái này một trường mâu. Cái kia trường mâu theo gương mặt sát qua đi, tại chỗ máu tươi vẩy ra. A, à, chỉ thấy trước mặt cái kia màu mực tóc dài nữ tử cười lạnh một tiếng, trong tay nhanh như huyễn ảnh. Cái kia thanh sắc trường mâu một phân thành hai, vậy mà thành hai thanh đoản thương. Phốc phốc, cái này ngắn thương đâm ra, mỗi một thương đều tàn ảnh biến hóa. Đây là vô mộng tiên tộc phi thường cao đầu thủ đoạn, nhìn như đơn giản, kỳ thật bao hàm mê huyễn biến hóa.
Lâm Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ thế giới, đều là thương ảnh, căn bản không biết như thế nào ngăn cản. Chênh lệch quá xa. Hai thanh đoản thương. Thương thứ nhất đâm vào Lâm Tiêu Tiêu tay cầm long huyết thần hoang trên mu bàn tay. Phát thương thứ hai trực tiếp vào hắn ở ngực. Bại hoàn toàn. Đoản thương đâm vào đi 2 cm, đế tinh kết giới xuất hiện, chặn cái này một kích chí mạng. Dạng này nhất thương muốn là đâm vào trên ánh mắt, đâm bạo ánh mắt, không nói chơi. Đế tinh kết giới xuất hiện, mang ý nghĩa Lâm Tiêu Tiêu đã chiến bại, lập tức liền sẽ bị loại. Có thể mấu chốt là, vi sinh mặc nhiễm nhất thương đâm xuyên qua bàn tay của nàng. Mũi thương kia trực tiếp đính tại long huyết thần hoang trên thân thương. Loại đau nhói này để Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt phút chốc trắng xám. Tay cầm buông ra nháy mắt, vi sinh mặc nhiễm thì đè xuống cái kia long huyết thần hoang. Long huyết thần hoang tự nhiên giãy giụa. Khí hồn bắt đầu gào thét, không phục tùng vi sinh mặc nhiễm trưởng khống. Đáng tiếc, đã từng chiến nguyên sách làm cho cộng sinh thú giữ chặt đoạt mệnh ngân long, vi sinh mặc nhiễm tự nhiên có thể cưỡng ép bắt được long huyết thần hoang. Chỉ là không có tôn huyết, nàng không có thể sử dụng. Càng cần hơn cường lực chấn áp, mới có thể đem long huyết thần hoang, lưu tại bên cạnh nàng. Lâm Tiêu Tiêu muốn cầm về, đều không có cơ hội. Đế tinh kết giới một phá, nàng chỉ có thể cùng thái cổ tà ma cùng một chỗ, bị đến từ thiên cung lực lượng khóa chặt. Toàn bộ vô thiên chi cảnh bản thân tồn tại đại hình kết giới, khóa chặt mỗi một người bọn hắn, tại bị loại thời điểm, cấp tốc đem bọn hắn đào thải. Tay cầm xuyên thấu, xương tay vỡ tan. Loại đau này vẫn là tương đối khó chịu. Thái cổ tà ma kém chút bị giết, tự nhiên đồng dạng khó chịu. Bọn họ cùng một chỗ bị phong bạo quyển bay ra ngoài. Một câu đều không lưu lại. Lâm Tiêu Tiêu từ đầu tới đuôi đều có chút mộng. Bởi vì, nàng cảm thấy vi sinh mặc nhiễm, coi thường. Nàng không là cố ý muốn giết thái cổ tà ma, hoặc là tận lực đâm xuyên Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt. Nàng xem ra, giống như trời sinh cũng là ác như vậy. Vi sinh mặc nhiễm đem thôn giới thần đỉnh đưa cho Lý Thiên Mệnh, lại đến trắng trợn cướp đoạt long huyết thần hoang, có ý tứ gì? Lâm Tiêu Tiêu không có nghĩ rõ ràng. Nàng bị loại về sau, cái này lớn như vậy chiến trường, chỉ còn lại có vi sinh mặc nhiễm một cái. Tề Thiên Chi nhãn ánh sáng, đều chiếu rọi tại trên người của nàng. Ai cũng biết, nàng liền cộng sinh thú đều không ra. Nhẹ nhàng như thường, cầm xuống đối thủ. Trong thiên hạ, sẽ chỉ tán thưởng chiến lực của nàng. Tại tiểu bối bên trong, xác thực hoàn toàn vô địch. Cát vàng bay múa, tóc xanh váy dài phiêu đãng. Nàng quang hoa, tại thời khắc này siêu việt Lý Thiên Mệnh. Mỹ mạo giai nhân, thiên hạ vô song, người nào không cuồng nhiệt. Thái Dương Vạn Tông trên dưới, phần lớn là ngưỡng mộ người, vì đó họ hét. Lý Thiên Mệnh thì đứng tại kết giới bên ngoài, đem một trận chiến này, thấy rất rõ ràng. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều không cho bỏ lỡ. Thậm chí lúc này thời điểm, cái kia duỗi tay đè chặt long huyết thần hoang nữ tử, còn nghiêng đầu đến, nhìn hắn một cái. Đôi mắt đẹp bên trong, cất giấu một tia quỷ dị âm lãnh. Nàng đối Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Có thể cái nụ cười này, lại làm cho người có cảm giác rợn cả tóc gáy. Hoàn toàn không phải trước kia cái kia vi sinh mặc nhiễm nụ cười. Đổi người đây là, lúc trước không phải như thế a. Liền bên cạnh Vu Tử Thiên, đều há mồm trợn mắt nói. Vi sinh mặc nhiễm rất nhanh liền rời đi chiến trường kết giới. Truyền ngôn bên trong, nàng là tính cách gì? Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Truyền ngôn, nàng ra mặt rất ít, là Vô Mộng Tiên Quân bí mật đệ tử, căn bản không có hiểu rõ nàng người. Tiến đế táng trước một lần kia chạm mặt, cũng là ta lần thứ nhất gặp phải nàng, ta coi là cái kia chính là nàng. Nhưng hôm nay biểu hiện của nàng, khác nhau cũng quá lớn a. Vu Tử Thiên một mặt không nghĩ ra. Nói cách khác, ngoại trừ chúng ta, không ai sẽ cảm thấy, nàng hôm nay biểu hiện, có gì không thỏa đáng. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói. Ta đoán chừng người bên ngoài, sẽ không quên nàng đem thôn giới thần đỉnh đưa cho ngươi, Tiêu Tiêu cùng ngươi quan hệ tốt, vi sinh mặc nhiễm ngược lại ngang ngược cướp đi long huyết thần hoang, xác thực sẽ có vẻ hơi quái dị. Thế nhưng là, nếu như đem cử chỉ này, lý giải thành tranh giành tình nhân, vậy liền không thành vấn đề. Vu Tử Thiên phân tích nói. Tranh giành tình nhân. Vô duyên vô cớ, mù quáng đưa ra thôn giới thần đỉnh loại bảo vật này, lại đánh Lâm Tiêu Tiêu. Cố sự này, nghe xác thực có cái kia mùi. Có thể Lý Thiên Mệnh rõ ràng, việc này tuyệt đối không phải dạng này.
Cái này vi sinh mặc nhiễm, từ vừa mới bắt đầu đều không thích hợp. Tiêu Tiêu đi ra, nàng và thái cổ tà ma đều thụ thương, bất quá, tất cả mọi người thấy rõ ràng, trên tay nàng tạm thời không có long huyết thần hoang. Cứ như vậy, an nguy của nàng, ngược lại có bảo đảm. Dạ Lăng Phong nói, Lý Thiên Mệnh xác thực lo lắng, nàng một người mang theo long huyết thần hoang bị loại, tương đối nguy hiểm. Vi sinh mặc nhiễm hóa giải loại nguy hiểm này. Nhưng, hắn híp mắt, nhìn lấy vi sinh mặc nhiễm vừa rồi đứng yên địa phương, nhíu mày. Nhìn thấy của nàng mệnh hồn biến hóa sao? Hắn hỏi Dạ Lăng Phong. Không có thay đổi gì, có thể cảm giác cũng là đổi một người. Thật sự là quỷ dị, Dạ Lăng Phong nói. Điều này nói rõ người này cùng Khương Phi Linh tình huống, còn không giống nhau. Nhân cách. Có ít người, xác thực có hai nhân cách. Tại khác biệt thời gian cùng tràng cảnh, biểu hiện khác biệt phương thức hành động. Bất kể nói thế nào, nếu như trận tiếp theo quyết chiến, người muốn là đụng tới nàng, tuyệt đối không nên lưu tình. Dạ Lăng Phong nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái này vi sinh mặc nhiễm, để hắn cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Vốn là coi là, đánh bại Long Lang Lung, đạt được thiên cung chuẩn bị ghế thì ổn. Bây giờ nhìn, không thích hợp. Hắn có dự cảm. Muốn là quyết chiến đụng tới hiện tại vi sinh mặc nhiễm, như vậy người này, tuyệt đối sẽ trở thành hắn tiến thiên cung cản đường người. Cái kia đâm xuyên Lâm Tiêu Tiêu tay cầm thanh sắc trường mâu, Lý Thiên Mệnh rõ mồn một trước mắt. Tiếp đó, đến phiên ngươi cùng làm lên trước, nhìn bầu trời cung an bài thế nào. Lý Thiên Mệnh nói. Đại ca, ta không có nghĩ như vậy làm. Phu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Ngoại hiệu này, vô địch. Vừa dứt lời dưới, Phu Tử Thiên liền bị mang vào chiến trường kết giới. Đến phiên hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Đế tinh bảng phía trên, vi sinh mặc nhiễm vị trí ổn định 2. Hiện tại đến phiên thứ 3 Vô Tử Thiên cùng thứ 6 Chiến Nguyên Sách, tên bị kéo ra ngoài. Phu Tử Thiên đối thủ sẽ là ai? Chiến Nguyên Sách, vẫn là thứ 9 Thiên Thần Kiếm Tông Sở Kinh Xuyên. Vô Thiên Hỏa trụ bên ngoài. Thiên Viên Long Tông người nhóm. Hỏa ảnh gào thét bên trong, một cái áo đen thiếu nữ từ bên trong cuốn đi ra. Còn chưa rơi xuống đất, một đạo bóng trắng thì nắm ở phần eo của nàng, đem nàng ôm lấy, bình ổn rơi xuống đất. Lâm Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy ôm nàng, chính là một cái đoan trang lộng lẫy, ôn nhu động lòng người nữ nhân. Nàng xem ra rất trẻ trung, da thịt trơn mềm như tuyết, 10 phần chặt chẽ, trên mặt nhu hòa nụ cười, tựa như là ánh sáng nhu hòa một dạng rơi ở trong mắt. Tỷ tỷ, ngươi. Một tiếng này tỷ tỷ, làm cho Long Uyển Oánh tâm hoa nộ phóng. Nàng ho khan một tiếng, đem Lâm Tiêu Tiêu để dưới đất. Lâm Tiêu Tiêu nhìn đến Giang Thanh Lưu đang ở trước mắt, mà lại cũng không phải là bị bắt cóc trạng thái, nàng liền một chút yên tâm một số. Cái này chứng minh bên ngoài tạm thời an toàn. Thật xin lỗi, sư tôn, ta thời khắc cuối cùng, không có bảo vệ tốt Long Huyết Thần Hoang. Lâm Tiêu Tiêu rất là thông tuệ, biết mình cái kia tại Giang Thanh Lưu trước mặt nói cái gì. Địch thủ quá mạnh, không có cách nào, người chính là quá xính cường rồi. Muốn là ngươi có thể hướng một số người học tập, lại tại thứ 8 làm con rùa đen rút đầu, không đi khiêu chiến mạnh hơn đối thủ, cái kia bảo bối cũng sẽ không ném, đúng hay không? Long Uyển Oánh vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng cười nói. Thiên Viên Long Tông vô số cường giả, nghe nói như thế, vội vàng nhắm mắt lại, đừng làm cái gì đều không nghe thấy. Đó là bởi vì, cách đó không xa Long Hy Thiến, ngay tại chăm sóc chiến bại bị loại Long Lang Lung. Cái kia thân thể to lớn Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long, hiện tại bàn tại trên mặt đất, toàn thân vết máu, ngay tại bôi thuốc. Sư tôn, vị tiền bối này là, Lâm Tiêu Tiêu thấp giọng hỏi. Thiên Viên Long Tông Bạch Long Hoàng, nàng dự định dẫn người đi Thiên Viên Long Tông tu hành, người nguyện ý không? Giang Thanh Lưu hỏi. Thiên Viên Long Tông. Lâm Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy xa xa Long Lang Lung, thiếu niên này xem ra còn rất chật vật, biểu lộ có chút ảm đạm. Cùng Lâm Tiêu Tiêu đối mặt thời điểm, ánh mắt cũng có chút lãnh mạc. Cô nương, ta sẽ cho ngươi tốt nhất tiền đồ. Long Uyển Oánh vỗ vỗ bộ ngực, nói, nhân phẩm cam đoan, già trẻ không gạt. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy nữ nhân này, giống như thật có ý tứ, thẳng thân thiết. Nhưng nàng vẫn là nói, ta phải nghe ba người bọn hắn đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Được. Long Uyển Oánh cũng không nói thêm lời. Nàng cầm bốc lên Lâm Tiêu Tiêu tay cầm, cái tay này còn tràn đầy vết máu, liên thủ xương đều bị xuyên thủng, khôi phục đều phải một đoạn thời gian.
nàng xuất ra một số đan dược, thoa lên vết thương, cho Lâm Tiêu Tiêu trị liệu, còn để thái cổ tà ma đi ra, có chuyên nghiệp cộng sinh thú thầy thuốc, vì đó chữa trị thương thế. Chính lộng lấy đâu, Long Hy Thiến đi tới. Ngươi mới vừa nói cái gì? Sắc mặt nàng cự thối, nhìn chằm chằm Long Uyển Oánh hỏi, còn ngắm Lâm Tiêu Tiêu vài lần. Ta nói, đứa nhỏ này rất dũng cảm, Long Uyển Oánh nói. Là IQ có thiếu hụt à? Trắng trắng đem Long huyết thần hoang đưa ra ngoài, cứ như vậy, trên thân duy nhất tư bản liền không có. Long Uyển Oánh, người cái này là muốn cho tông môn, dưỡng vô dụng người không phận sự. Lâm Tiêu Tiêu mất đi Long huyết thần hoang, nàng dù sao cao hứng. Dù sao, bọn họ chỉ nguyện ý vì thôn giới thần đỉnh mạo hiểm. Long Uyển Oánh không thèm để ý nàng, tự mình lấy cho Lâm Tiêu Tiêu bôi thuốc. Nói không chừng đây chỉ là bắt đầu, lại chờ một lúc, hai vòng đánh xong, ngươi sẽ phát hiện, ngươi muốn ba người đệ tử, một cọng lông đều không còn lại, vậy là tốt rồi cười. Đều nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp, còn không phục đâu. Ha ha, còn có, Long huyết thần hoang thứ này, rất dễ dàng phá hư chúng ta cùng một mạch khác duy trì nhiều năm thăng bằng. Đem nó vứt bỏ, đối với chúng ta càng tốt hơn. Long Hy Thiến nói xong, nghênh ngang rời đi. Một bộ chiếm thượng phong dáng vẻ. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong tăng thêm Lâm Tiêu Tiêu, ba cái này giá trị, cùng thôn giới thần đỉnh mạo hiểm, vẫn luôn tại so sánh. Hiên Viên Long Tông cả cái tông môn, còn tại quyền hành. Bất quá lúc này thời điểm, một kiện chuyện thú vị phát sinh. Mọi người nghe qua Tề Thiên Chi Nhãn, đều nhìn đến Vu Tử Thiên, đã đi vào chiến trường kết giới. Hắn ở lại bên trong một hồi. Chiến nguyên sách không có xuất hiện. Thiên thần kiếm tông người, càng là đã sớm đem thứ 9 sở kinh xuyên, từ bên trong tiếp đi ra. Hai cái tiềm ẩn đối thủ, đã sớm bị loại. Điều này sẽ đưa đến, Vu Tử Thiên tên, rất nhanh sẽ về tới đế tinh bảng thứ 3, chiến nguyên sách trở lại thứ 6. Bản thân hắn càng làm cho chiến trường kết giới quăng bay đi, về tới Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong bên người. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa. Vu Tử Thiên luân không, không chiến mà thắng. Mọi người líu lưỡi. Chỉ có thể nói, thiên cung trò chơi quy tắc quá cứng nhắc. Thiết lập tốt thì không phải càng đổi. Trong vòng 49 ngày, không ai đem chiến nguyên sách gạt ra trước 8, thì cứ thế mà để hắn trở thành may mắn đại lễ bao. Vu Tử Thiên bởi vậy trúng thưởng. Hắn cái gì cũng không làm, chiến nguyên sách theo thứ tư bị thọt tới thứ 6, đúng lúc rơi vào trong bát của hắn. Vô thiên hỏa trụ bên ngoài, chiến nguyên sách còn nóng lòng muốn thử, cho là mình có thể trở về đây. Kết quả một chậu nước lạnh, trực tiếp tưới lên trên đầu của hắn. Suối quẩy, phiền muộn. Cái này mang ý nghĩa, trước 4 danh ngạch, đã còn lại một cái. Cái cuối cùng danh ngạch, ở trên không cùng Tiểu Phong ở giữa quyết ra. Mỗi một trận đều có Thanh Hồn Điện đệ tử, thật sự là phục. Hiện tại Thanh Hồn Điện đã tiến vào 2 cái trước 4, cái này Tiểu Phong muốn là lại đi vào, 4 cái tiến vào 3 cái, tương đương với Thanh Hồn Điện giữ chắc một cái thiên cung chuẩn bị ghế. Hiện tại, cũng không phải Thanh Hồn Điện, thiên bảng bài danh tăng lên, sự tình. Hiện tại Thanh Hồn Điện, chiếm cứ đệ nhất, thứ 3, thứ 7, mà lại đều là đế tinh bảng cuối cùng bài danh. Dạ Lăng Phong hoặc là thứ 4, hoặc là thứ 5. 10 vị trí đầu chiếm cứ 4 cái, dựa theo trước kia quy tắc, Thanh Hồn Điện thiên bảng bài danh, tối thiểu tăng lên 5 tên. Thiên bảng bài danh, quyết định trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện là, Hằng Tinh Nguyên. Thiên cung chấp trưởng lấy, mỗi một cái tông môn thống trị cương vực Hằng Tinh Nguyên phun trào. Hằng Tinh Nguyên là thiên thu vạn đại đồ vật, nhất định phải khống chế lưu lượng. Sau đó thiên bảng bài danh càng cao tông môn, cương vực bên trong tụ biến trong kết giới tràn ra Hằng Tinh Nguyên càng cao. Tông môn thì càng cường thịnh. Chỉ là điểm này, liền biết thiên bảng bài danh, có thể không phải là giả đồ vật. Mỗi một tên, đều là thực sự tài nguyên tu luyện nghiêng về. Hoàn toàn không phải hư danh. Thanh Hồn Điện thiên bảng tăng lên, không có bất ngờ, nhưng ta cho rằng, Vô Tự Thần Điện giấu lâu như vậy thời gian, không, đồng dạng đạt được Long Cung Bảo Tàng, mà lại là cái cuối cùng không sáng tướng, chiến lực của hắn, tối thiểu so cái này Tiểu Phong cường. Đế Long Cung đi ra đệ tử nói, Tiểu Phong cùng cái này Lâm Tiêu Tiêu một dạng, đơn độc năng lực tác chiến có chút kém, nếu như hắn cùng hôm nay Lâm Tiêu Tiêu mức độ tương đương, cơ bản không có phần thắng. Thú vị là, bọn họ đều là quỷ thần tộc, không nghĩ tới Vô Tự Thần Điện, vậy mà lại thua quỷ thần đệ tử. Bọn họ tổ tiên, có quỷ thần tộc bối cảnh, nhớ đến trước kia có cái lời đồn, nói Vô Tự Thần Điện là Thiên Lang Tinh, nằm vùng thế lực.
Vô tự thần điện ngược lại là lợi hại, không tự chứng minh trong sạch, còn thua quỷ thần đệ tử. Thanh giả tự thanh đi, dù sao, thiên lang tinh, bóng mờ, đó là 80 vạn năm trước sự tình. Khá lắm, cái này thiên lang tinh song tinh lập lòe, trong đó lớn viên kia hằng tinh nguyên, gấp ba tại mặt trời lớn nhỏ, người xưng trật tự tinh không, màu trắng ác mộng, khắp nơi đốt giết nhục lướt, năm đó kém chút phá hủy chúng ta hằng tinh thủ hộ kết giới, chiếm đoạt trật tự chi địa, đến bây giờ dân gian còn lưu truyền vô số thiên lang truyền thuyết. Thiên lang song tinh, thật sự là một lời khó nói hết, tư liệu lịch sử ghi chép, đó là một lớn một nhỏ hai khỏa màu tái nhợt hằng tinh nguyên, rất sáng, tiểu nhân thể thích, đều cùng trật tự chi địa tương đương. Đó là Thái Dương Vạn Tông cùng trật tự thiên tộc, duy nhất một lần liên hợp chi chiến, vì thủ vệ hằng tinh nguyên, ngay lúc đó trật tự chi địa, chết trận 1/3 sinh linh, trên trời sao khắp nơi đều là thi thể, trận chiến kia về sau, trật tự thiên tộc tăng lên gấp 10 lần, chạm gác, số lượng, tăng lên gấp 10 lần tuần tra khoảng cách, giữ lại đến bây giờ. Hằng tinh nguyên chiến tranh, thật là đáng sợ, người thua, trực tiếp cũng là chủng tộc diệt vong. Được, khác kéo quá xa. Thứ tư chiến, Thanh Hồn Điện Tiểu Phong, cùng Vô Tự Thần Điện, không, đã lên. Cái này, không, cũng là cho tới bây giờ không có xuất thủ qua. Đúng, tên ngược lại là thẳng có cá tính, ha ha. Người trẻ tuổi đều ưa thích ra vẻ thâm trầm, thủ một số cổ quái tên, hấp dẫn ngoại nhân chú ý. Thật tình không biết ta gọi, Lưu Thiết Trụ, cũng có thể tạo được vạn chúng chú mục hiệu quả. Lan. Cát vàng đằng đẵng. Dạ Lăng Phong chân đạp khắp nơi, chậm chạp tiến lên. Cái kia một đôi thầm con mắt màu đỏ, tại gió xa chi ở giữa liếc nhìn, đi tìm đối thủ của hắn. Từng đợt vân vụ lăn tới. Trong không khí, tràn ngập một loại khiến người ta 10 phần không thoải mái vị đạo. Không phải hôi thối, mà chính là mùi nguy hiểm. Cái này khiến chiến trường này biến thành rừng cây, ai là con mồi, ai là kẻ săn mồi, không ai biết được. Oanh! Trên người hắn hắc sắc phong bạo, rơi trên mặt đất, hóa thân thành một đầu ba đầu sáu tay, loại viên hầu, hình dáng quái vật. Nó ba cái đầu, tùy tiện chuyển động, lúc này thời điểm, đang đem tức giận đầu, chuyển hướng về phía trước, mặt khác hai cái đầu, thì tại nhìn tả hữu sau lưng. Nó là hồn ma. Có thật nhiều người thảo luận hồn ma xuất hiện trên chiến trường hợp lý tính, dù sao Dạ Lăng Phong không phải ngự thú sư, làm quỷ thần tộc, không có khả năng có cộng sinh thú, mà lại cái này hồn ma, thoạt nhìn như là linh thể, lại không phải thức thần, không thuộc về Dạ Lăng Phong chiến đấu đơn vị. Nhưng, mọi người cũng chỉ có thể nghi vấn. Bởi vì, chỉ cần thiên cung cho rằng hợp lý, vậy liền hợp lý. Dạ Lăng Phong thả người nhảy lên hồn ma trên bờ vai, thân thủ bóp. Theo não tử phía trên quất ra một thanh tinh hồng sắc chủy thủ. Mắt nhìn phía trước. Tại phía trước vân vụ chỗ sâu, một cái đầu rất lớn, thân thể lại rất nhỏ, lông tóc thưa thớt, ánh mắt to lớn quái dị thiếu niên, lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Hắn ngẩng đầu, cái kia trắng xám hai mắt thấy được Dạ Lăng Phong. Cái kia một đôi tròng mắt, thì như là một đôi thương ngôi sao màu trắng. Hô! Hắn trùng điệp thở ra một hơi. Cái kia tái nhợt ánh mắt. Nội bộ ẩn chứa quang mang từ từ lập lòe, một đôi mắt này tựa như là hai cái vật sáng, chiếu sáng toàn bộ chiến trường kết giới, liền ở phía xa quan chiến Lý Thiên Mệnh bọn họ, ánh mắt đều hứng chịu tới một số ảnh hưởng. Cái kia rộng lớn trong tay áo, một đôi tay đưa ra ngoài, bàn tay kia phía trên quả nhiên không có huyết nhục, xương ngón tay dựa vào rách dưới da nối liền cùng một chỗ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Tại hắn cái này trường bào rộng lớn phía dưới, một cái vật sống. Ngay tại trên dưới nhấp nhô, giống như phần eo của hắn, quấn quanh đầu này xà. Hai người đối mặt, đăng đăng đạp. Không có một câu nói nhảm, tại đụng vào mắt cái kia trong nháy mắt, bọn họ thì hướng về đối phương phóng đi. Trên trăm cái tể thiên chi nhãn, cơ hồ không góc chết, bao trùm tại kết giới trong chiến trường. Hai cái quỷ thần tộc đệ tử, cũng không từng xem qua, mọi người đối nó biết rất ít. Một trận chiến này lo lắng. Có thể cùng Lý Thiên Mệnh trận chiến kia bằng được. Oanh! Cát vàng phấn khởi. Song phương cấp tốc tới gần. Đen trắng đụng nhau. Ánh mắt khóa chặt đối phương. Dạ Lăng Phong trong mắt, cách đó không xa cái kia chạy nhanh đến ra hỏa. Thân thể của hắn tuy nhiên nhỏ gầy, nhưng lại có quỷ thần tộc rõ ràng đặc điểm. Cái kia chính là siêu cường nhục thân. Tạch 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 tạch. Bắp thịt, khớp nối hoạt động, để ra hỏa này xem ra, tựa như là một đầu lao nhanh mà đến cự thú. Một chân giẫm tại trên mặt đất, liền có thanh thế to lớn cảm giác. Đó là cái gì?
Dạ Lăng Phong con ngươi co rụt lại, thấy được, không, áo bào phía dưới, giống như có vật sống đang động. Hắn tam cảnh vương hồn, có thể nói 10 phần mẫn cảm. Việc này vật để Dạ Lăng Phong, ý thức được nguy hiểm. Hô! Hắn vốn phóng tới, không, lại tại thời khắc này ngừng tại trên mặt đất, trong tay cái kia đen nhánh thập phương trấn ma trụ vung ra, đâm trên mặt đất. Ở tại trưởng khống phía dưới, 10 phần trấn ma kết giới ẩm vang căng ra, hắc ám cương vực mở rộng, vũ khí bốc lên bao phủ tại, không, trên thân, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Bây giờ Dạ Lăng Phong đã có tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3, hắn tại nhục thân, tinh luân nguyên lực phía trên, cùng đối thủ không cách nào so sánh được, có thể mệnh hồn phía trên ưu thế, còn có đến từ nguyên thủy ma tôn truyền thừa, là hắn cự đại tư bản. Hắn tính toán một cái đặc thù quỷ thần tộc, hoàn toàn không có thịt gì thân ưu thế, coi như ăn không ít hung thú, hiệu dụng cũng không lớn. Cái này khiến Dạ Lăng Phong xem ra, càng giống là, người, mà không phải như Khương Vô Tâm, Bồ Đề, hoặc là như cái này, không, một dạng, giống như là hình người hung tàn dã thú. Ầm ầm, thập phương trấn ma kết giới, tách rời ra, không. Dạ Lăng Phong chiến đấu thời điểm, lạ thường tỉnh táo. Hắn bất hòa đối phương cứng đối cứng, cũng là muốn trước làm rõ ràng, đối thủ áo bào phía dưới đồ vật là cái gì. Không có linh hồn vật sống, làm sao có thể. Cho đến trước mắt, Dạ Lăng Phong thấy qua, không hồn vật sống, chỉ có long khôi một loại. Lúc trước đối mặt long khôi, là Dạ Lăng Phong lớn nhất chật vật thời điểm. Bởi vì ưu thế của hắn, đối long khôi hoàn toàn vô hiệu. Đăng đăng, Dạ Lăng Phong kéo lên thập phương trấn ma trụ, kinh thiên nhất côn quét ngang ra ngoài. Cái kia thập phương trấn ma trụ không ngừng mở rộng, theo hắc côn biến thành cột trống trời con, già thiên tế nhật, hướng về, không, đỉnh đầu, ầm vang nện xuống. Ầm ầm, tiếng phá hủy nổ tung, cát vàng đầy trời. Tại cái này trụ lớn nện xuống thời khắc, không, trường bào phía dưới, không hồn vật sống, rốt cục hiện thân. Đó là một cái hắc ảnh, theo, không, ống tay áo bên trong sông tới. Thứ gì? Trên Thái Dương, vô số tu luyện giả phát ra từng tiếng kinh hô. Thông qua tề thiên chi nhãn thị giác, bọn họ trong thời gian ngắn, thấy rõ ràng cái này bay ra hắc ảnh. Đó là cộng sinh thú. Khẳng định không phải, quỷ thần tộc tại sao có thể có cộng sinh thú. Dạ Lăng Phong gần trong gang tấc, tự nhiên nhìn đến càng rõ ràng hơn. Đó là một cái, chín đầu hắc long. Nó cùng cái kia hắc long cùng xuất hiện long khôi chi vương, xem ra rất là tương tự, chỉ là nó rút nhỏ vô số lần, chiều cao tổng cộng chỉ có hơn 1 mét. Chín cái đầu rồng, dữ tợn hung ác, sinh động như thật. Hắn trên người có đại lượng thiên thần văn, chứng minh nó dựa vào kết giới khu động. Có thể Dạ Lăng Phong liếc mắt liền nhìn ra, nó căn bản cũng không phải là long khôi. Tạo thành long khôi thân thể, chính là kim loại thần khoáng. Có thể cái này, không hồn vật sống, nó nắm giữ thân thể máu thịt. Đây là tại thân thể máu thịt cùng kết giới tổ hợp, mà lại, không có thần hồn. Không hồn ở thân, liền không coi là chân chính sinh linh. Cái này thân thể máu thịt, là chuyện gì xảy ra? Thông qua tề thiên chi nhãn, vô số chúng sinh đã nhìn vô cùng rõ ràng. Cái này một đầu chín đầu hắc long toàn thân khoác đầy lân giáp, có dầu con mắt màu xanh lục, sát khí rất nặng, chính hướng về phía Dạ Lăng Phong dương nanh múa vuốt. Mà lại quá trình này, thân thể của nó chính đang khuếch đại. Tại ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp bên trong, thì bành trướng đến cùng hắc long cung, long khôi chi vương, một dạng lớn tiểu, so hồn ma còn muốn to lớn. Như thế nó xem ra, càng giống Lý Thiên Mệnh lúc trước đánh vỡ cái kia một đầu chín đầu hắc long. Thế mà, cái này thân thể máu thịt, còn có cái này nhục thể tại bành trướng thời điểm, phát ra, thì xú vị, chứng minh nó là khác một loại đồ vật. Cửu Long Đế Táng phong tồn quá lâu, không có có sinh linh có thể ở trong đó sống mấy trăm ngàn năm. Đúng, nhìn tới đây chính là, không, tại Ma Long Cung lấy được bảo tàng. Đây rốt cuộc là cái gì? Người quan chiến nhiều lắm. Rất nhanh, đáp án thì trong đám người, truyền bá ra. Nghe nói là, thi thần. Đúng, hẳn là, thi thần. Các vị, cái gì là thi thần a? Cũng là lấy một loại đặc thù kết giới chi thuật, phối hợp công pháp, đem chết đi hung thú, thậm chí là cộng sinh thú, chế tác thành cùng loại, long khôi, vũ khí chiến đấu. Phương pháp này xác suất thành công tương đối thấp, chủ yếu là phong tồn người chết thiên tinh luân chi thể, cải biến kết cấu, là một môn vô cùng phức tạp bí thuật. Cho đến nay, trưởng khống cái này môn đạo người không nhiều. Thi thần cùng long khôi chủ yếu khác nhau là,
Long Khôi chỉ cần thời gian dài hấp thu hằng tinh nguyên lực lượng, thì có thể sử dụng. Mà thi thần cần phải dùng huyết mạch tỉnh lại, mà lại chỉ có thể hấp thu, người nắm giữ tinh luân nguyên lực. Cả hai tại chiến đấu trước đó, đều cần tích xúc nhất định lực lượng, mà lại sau khi dùng xong, lập tức sẽ thành rác rưởi. Nhưng, cao cấp Long Khôi cùng thi thần, dùng để bảo hộ tiểu bối, tác dụng vẫn còn tương đối lớn. Thí dụ như nói Hắc Long cung Long Khôi chi vương, tích xúc một đoạn thời gian hằng tinh nguyên lực lượng, nếu như không phải Lý Thiên Mệnh phá nó kết giới, chiến nguyên sách đều không dễ dàng như vậy đánh tan nó. Ta nhớ ra rồi, cái này một đầu, thi thần, nó tiền thân, hẳn là trật tự chi địa trong lịch sử, xuất hiện qua tối đỉnh cấp hung thú một trong, tên là cửu đầu ma long, nó lúc còn sống mạnh nhất thời điểm, chiến đấu lực có thể so với thành thục trạng thái bát tinh thần thú. Năm đó đi ra tàn phá bừa bãi, nghe nói bị cửu long đế tôn chém giết, không nghĩ tới cửu long đế tôn, đem luyện hóa thành thi thần. Cửu long đế tôn tinh thông long khôi, thi thần chi đạo, thật đúng là cái toàn năng kỳ tài. Đúng a, cửu long ma long mạnh nhất thời điểm cường đại như thế, nó tuy nhiên đã sớm chết, nhưng là thân thể lại bị phong tồn đến bây giờ, bị kết giới chi thuật khu động, coi như chỉ có thể phát huy 10% lực lượng, vậy cũng so với chúng ta tông chủ cường a. Tối thiểu xem như một cái đỉnh cấp cường giả rồi. Hắn ý tứ là, không, dựa vào cái này, cửu đầu ma long, thi thần, chẳng lẽ có thể quét ngang tiểu bối? Không được, thi thần cần chủ nhân lực lượng, đi điều động thân thể, khai quật tự thân còn sót lại lực lượng, không, dù sao cũng là tiểu bối, chỉ có thể để cái này thi thần, vận dụng rất một phần nhỏ lực lượng, ước chừng đưa đến tương đương một cái phân thân hiệu quả. Theo, không, mạnh lên, mới có thể đem thi thần mở ra đến độ cao cao nhất độ. Ngay cả như vậy, mọi người nhìn lấy, không, cái này Long Cung bảo tàng, trong lòng vẫn là rất hâm mộ. Cái đồ chơi này muốn là đến một cường giả trong tay, lập tức liền có thể trở thành cường đại thi thần. Có cái này thi thần, cái kia Thanh Hồn Điện Tiểu Phong, làm sao có thể địch. Như bọn họ dự liệu như thế, cái này nửa kết giới nửa huyết nhục, hoàn toàn vô thần hồn thi thần, đối Dạ Lăng Phong tới nói, cùng Long Khôi một dạng khó có thể đối phó. Hống hống hống, cát vàng bay múa bên trong, cái kia thi thần thì cùng sống lại giống như, hướng về phía Dạ Lăng Phong gào rú. Đầu này Hắc Long, đang sử dụng lực lượng của hắn, chẳng phải là cùng ta cùng hồn ma ở giữa liên lụy, có chút cùng loại. Dạ Lăng Phong cũng không hiểu biết, thi thần, tương quan, nhưng hắn có thể đoán ra đối phương nơi phát ra cùng kết cấu. Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú quan hệ, gọi là cộng sinh. Mà hồn ma cùng Dạ Lăng Phong ở giữa, có chút cùng loại với ký sinh. Hồn ma là dựa vào Dạ Lăng Phong tồn tại, nó bình thường ngay tại Dạ Lăng Phong trên thân, hấp thụ tinh luân nguyên lực cùng mệnh hồn chi lực. Dạ Lăng Phong mạnh cỡ nào, nó thì mạnh cỡ nào. Nói ngắn gọn, nó tương đương với một cái chữ tồn khí. Đương nhiên, cái này chữ tồn khí có thể trực tiếp như phân thân một dạng chiến đấu, hơn nữa còn có nó chính mình thủ đoạn. Bất quá, nó cùng thi thần một dạng, có một cái khuyết điểm, cái kia chính là. Tại một trận chiến đấu bên trong, nó theo Dạ Lăng Phong trên thân hấp thụ mà đến lực lượng, một khi sử dụng hết, nó liền không có dùng. Hồn ma là nguyên thủy ma tôn người hầu, nó đã từng độ cao, không thể nghi ngờ phi thường cao. Nhưng bây giờ, nó mạnh bao nhiêu, vẫn là quyết định bởi tại Dạ Lăng Phong. Nó thì tương đương với, Dạ Lăng Phong một cái trạng thái đặc thù phân thân, lại có được chính mình thần trí cùng cảm tình. Mặc dù nói, tiếp tục, chiến đấu lực có hạn, có thể bình thường chứa đựng nhiều như vậy lực lượng, ở lúc mấu chốt, tác dụng của nó vẫn là tương đối lớn. Mà lại, nó còn có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn. Đương nhiên, bây giờ cả hai chạm mặt, mặc kệ là, không, vẫn là Dạ Lăng Phong, cũng không biết, đối phương bên người chiến đấu đồng bọn, có chút rất tương tự chiến lực nơi phát ra. Thi thần cùng chủ nhân ở giữa, cũng có điểm giống là ký sinh, quan hệ. Hai cái quỷ thần tộc giao phong, bên người lại vẫn cứ đều có một đầu cự thú, để bọn hắn xem ra tựa như là ngự thú sư giống như. Tràng diện này ngược lại là tương đương thú vị. Nhưng trên chiến trường, hai người cảm nhận được, chỉ có thế như thủy hỏa. Đại địa phía trên, cái kia cửu đầu ma long trắng kiện thân thể, chính tại trên mặt đất du tẩu. Nồng đậm hắc phụ cùng thi khí, theo hắn trên thân bao phủ, một cỗ phong tồn mấy trăm ngàn năm hôi thối đánh tới. Huyết nhục của nó trong trí nhớ, còn sót lại chính mình hung thú chi vương kiêu ngạo cùng hung tàn, bây giờ, không, lực lượng, giống như là ngọn nến đốt lên bó đuốc, làm đến nó cháy hừng hực lên. Cái kia chín song xanh mơn mởn ánh mắt, chết khóa chặt Dạ Lăng Phong.
Giống giống. Hồn ma bị xem nhẹ về sau, tự nhiên đấm ngực dậm chân. Bộ dáng của nó, thỉnh thoảng ngưng thực, thỉnh thoảng hư vô. Trên thực tế hồn ma xem ra phá lệ lỗ mãng, rất giống loại kia cận chiến mạnh vô cùng cộng sinh thú, kỳ thật nó trên bản chất có là linh hồn lực sát thương. Nó sáu cánh tay trên cánh tay, có vô cùng thô to sắc bén màu đen móng vuốt, cái này móng vuốt tại hư vô cùng chân thực ở giữa biến hóa, có lẽ xé rách không ra huyết nhục, nhưng lại có thể xé rách thần hồn. Cho nên nói, thi thần loại này không có linh hồn đối thủ, là khắc tinh của nó. Đại phiền toái. Ông, cửu đầu ma long cái này thi thần vừa ra, không căn bản là không có nhàn rỗi. Nó chỉ cấp Dạ Lăng Phong nháy mắt nghi hoặc thời gian, liền cùng cái kia cửu đầu ma long cùng một chỗ, chân đạp khắp nơi, bạo sát mà đến. Tạch tạch tạch. Không, thân thể, trực tiếp phát ra tiếng vang, huyết nhục nhúc nhích, thân thể bành trướng. Đây không phải bồ đề ma thần biến A. Chiến trường bên ngoài, Lý Thiên Mệnh nhìn đến mạc danh kỳ diệu. Trong mắt hắn, không thân thể rút dài đến cao hơn 5 mét, toàn thân dài da trắng như tuyết lông tóc, cái kia đầu to lớn, trực tiếp biến thành đầu sói, hai tay cũng thành sắc bén móng vuốt, cái kia tái nhợt ánh mắt, mang tới kinh khủng chấn nhiếp lực. Lúc này thời điểm, không, hoàn toàn không gầy yếu, thị giác hiệu quả nổ tung. Loại này chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể cho người ta mang đến chấn nhiếp, mới gọi chân chính quỷ thần. Không, cái này vừa có mặt, quả thực đưa tới Thái Dương Vạn Tông rung mạnh. Đáng chết, quả nhiên là quỷ thần, Thiên Lang Hoàng tộc. Năm đó trận chiến kia, rất nhiều ngày sói ngôi sao người ngã xuống, còn sót lại sống tạm, trong bóng tối sinh sôi, vốn là coi là sớm đã chết cả rồi, không nghĩ tới lại còn có. Mấu chốt là, vô tự thần điện lại còn dám thu nhận hắn. Đây là ngược gây án đâu, vẫn là nói, vô tự thần điện thật như lời đồn nói, cũng là Thiên Lang tinh thế lực. Nhưng bọn hắn tông môn, 99% đều là nhân tộc A. Được rồi, khác quá để ý, đều đi qua 800.000 năm, sống ở trật tự chi địa dư nghiệt, sớm đã bị đồng hóa, một đứa bé mà thôi.